Thơ hay, Diệp Thành đọc thầm một lượt rồi không khỏi cảm thán. Sau khi cảm thán, Diệp Thành lại đảo mắt liếc vào đan hải của mình, ánh mắt nhìn về phía tiên hỏa và thiên lôi. Ta không biết hai người còn có sở thích này đấy. Thích thơ ca hả, Diệp Thành sờ cầm hỏi. Tuy nhiên điều khiến Diệp Thành ngạc nhiên là tiên hỏa thiên lôi vẫn nhảy nhót, dường như vẫn muốn lao ra khỏi đan hải. Ngoan ngoãn một chút, đây không phải nơi để chơi, Diệp Thành khẽ hô một tiếng, dẹp yên thiên lôi tiên hỏa, lúc này hắn lại nhìn sang bức tường đá, đọc bài thơ đầy oán hận và đau buồn. Bài thơ này, Diệp Thành sờ cầm, không biết tại sao đọc bài thơ này hắn luôn cảm thấy có gì đó không hợp lý. Ngay sau đó Diệp Thành đã phát hiện ra vấn đề, hắn vỗ đùi cái đét rồi nhảy dựng lên. Ta nói mà, trong bài thơ này có tên ta, Diệp Thành đảo mắt nhìn một lượt, từ thứ ba ở dòng đầu tiên, từ thứ hai ở dòng hai, ghép lại chẳng phải chính là Diệp Thành sao. Còn có tên của sư phụ nữa, Diệp Thành lại đảo mắt nhìn, chữ thứ năm ở dòng thứ ba, chữ đầu tiên ở dòng thứ tư, ghép lại chính là Sở Huyên. Diệp Thành, Sở Huyên, bài thơ này hay lắm, thuộc về ta rồi, he he, Diệp Thành cười vui vẻ, lập tức lấy ra một tấm ngọc quyền. Hú, sau tiếng sói chu của Diệp Thành, bút lông được linh lực hội tụ trong tay hắn bắt đầu chuyển động trên ngọc quyền một cách rất sinh động, chép lại toàn bộ bài thơ trên bức tường đá, cuối cùng còn rất tự giác viết lên tên mình. Điều đáng nói là chữ hắn không được đẹp lắm, mang về cho sư phụ, không biết sư phụ có khen mình có tài văn chương không, Diệp Thành lại cười rạng rỡ, cuộn ngọc quyền lại, nhét vào trong tay áo. Chất tiệt, khi Diệp Thành đang vui vẻ thì tiếng gào rú của tiểu tử trong đại la thần đỉnh bất chợt vang lên, dọa hắn giật nảy mình. Giật cả mình, người bị điên à, Diệp Thành đen mặt chửi nó. Người, người đó lớn quá, tiểu tử kia dựa vào thành đại đỉnh, ngửa đầu, hai mắt tròn xoay nhìn lên bầu trời phía xa. Thấy vậy, Diệp Thành không khỏi quay đầu nhìn theo, khuôn mặt hắn cũng ngửa lên như tên nhóc. Đạp ngựa, Diệp Thành ngẩn ra, qua lớn ấy chứ. Cũng không thể trách Diệp Thành và tiểu tử ấy có biểu cảm như vậy, bởi vì cảnh tượng phía xa quá mức chấn động, Nhìn về phía xa, đó là một người khổng lồ đầu đội trời chân đạp đất, ông ta quay lưng về phía này, thân thể hư ảo, bóng lưng cao lớn vững chắc như núi, như thể không sức mạnh nào trên đời có thể lay chuyển được. Ầm, um, khi hai người còn đang chất lặng thì tiếng nổ đã vang lên từ khu vực sâu thẳm. Sau đó, huyết khí màu vàng kim bay lên trời, khí nguyên rồi rào cũng cuồn cuộn như biển. Mau lên, xông vào đi, tiểu tử kia bị tiếng nổ đánh thức, vội vàng kêu lên, hơn nữa khuôn mặt nhỏ nhắn không giống như đang đùa, vẻ mặt nó rất nghiêm túc, nặng nề. Chuyện gì vậy, đây là lần đầu tiên tiểu tử ấy lộ ra vẻ mặt này, Diệp Thành bất giác di chuyển bước chân. Thứ đó sắp đến gần rồi, thứ đó, Diệp Thành sừng sốt, là thứ gì? Chính là thứ ta nói với người lúc trước đó, tên nhóc vừa nhìn nơi xa vừa vội vàng giải thích, ông ta che giấu tu vi của mình, trà trộn vào hố thần vì bảo vật nghịch thiên ở nơi sâu ấy. Chất tiệt, nghe thấy câu này, Diệp Thành đột nhiên dừng lại rồi chửi, vậy người bảo ta qua đó chẳng phải tự tìm chất sao? Ông ta cũng chỉ ở cảnh giới linh hư thôi, người sợ sao? Đương nhiên ta không sợ cảnh giới linh hư, Diệp Thành lắc đầu, nhưng nhớ đầu tên đó giải trừ cấm chế, rất có thể lão tử sẽ bị rất ngay tại chỗ. Người thì biết cái gì chứ, tiểu tử kia mắng, ông ta không dám giải trừ cấm chế đâu, một khi tu vi bị bại lộ, sức mạnh trong hố thần sẽ rất ông ta đầu tiên, vậy nên trước khi ra khỏi hố thần, ông ta cũng chỉ ở cảnh giới linh hư thôi. Người nói vậy thì ta đây nhất định phải đi đánh một phen rồi, Diệp Thành lập tức tiến lên. Ta đã vào đây rồi, người có, Thể nói bảo vật lớn nhất trong hố thần là gì rồi chứ, vừa đi, Diệp Thành vừa nhìn tiểu tử ở trong đại la thần Đình Tiểu tử ấy lườm Diệp Thành nhưng vẫn mím môi, biết mình không giấu được nữa. Đó là căn nguyên của hoang cổ thánh thể, cuối cùng tiểu tử ấy cũng nói ra bí mật mà nó luôn giấu kín. Hoang cổ thánh thể, Diệp Thành gãi đầu, là huyết mạch gì? Có lợi hại không, nghe lời này, tiểu tử kia bất giác quay đầu sang quan sát Diệp Thành, nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc, thái âm chân thể với huyền linh chi thể có lợi hại không? Hỏi vậy chẳng phải hỏi thừa sao? Ừm, nhưng ở trước hoang cổ thánh thể, bọn họ chẳng là gì hết. Nghe vậy, Diệp Thành đột ngột quay đầu, nhìn chằm chằm tên tí hon, người đang lừa ta đúng không? Ta không rảnh để lừa ngươi, tiểu tử kia thức tối mắng lại, huyền linh chi thể và thái âm chân thể cùng lắm 10.000 năm gặp một lần, nhưng hoang cổ thánh thể kia 100.000 năm cũng không thấy một người. Một, 100.000 năm, với định lực của Diệp Thành cũng phải ngạc nhiên. Đó là huyết mạch nghịch thiên, từ một phương diện nào đó, hỗn độn thể cũng không thể so sánh. Ngươi nói quá lên đúng không? Diệp Thành không tin, Hỗn Độn thể là huyết mạch hoàn mỹ, mấy triệu năm rồi cũng không thấy một người, Hoang Cổ Thánh thể có thể so sánh được sao? Không thể so sánh được, tiểu tử ấy không phản bác, nhưng từ hỗn độn sơ khai đến nay, huyết mạch có thể đấu được với đại đế chỉ có Hoang Cổ Thánh thể, Hỗn Độn thể không làm được. Vậy chẳng phải mâu thuẫn sao? Diệp Thành gãi đầu, Hỗn Độn thể mạnh hơn Hoang Cổ Thánh thể, tại sao Hoang Cổ Thánh thể có thể đấu được với đại đế mà Hỗn Độn thể lại không được? Đây là Thiên Đạo tuần hoàn, lúc này trông tên kia như một lão tiền bối liên tục giảng đạo lý, hoang cổ thánh thể đại thành không đấu lại hỗn độn thể đại thành, nhưng lại có thể đấu được với đại đế. Mặc dù hỗn độn thể đại thành có thể áp chế hoang cổ thánh thể, nhưng không đấu lại được đại đế. Mặc dù đại đế rất được hỗn độn thể đại thành, nhưng không rất được hoang cổ thánh thể, thiên đạo tuần hoàn tức là một vật đầu hàng trước một vật, chính là nguyên tắc này. Lợi hại vậy à, Diệp Thành tặc lưới cảm thán, sau đó hỏi, vậy rốt cuộc đại đế có tu vi gì? Cảnh giới thiên, chuẩn hoàng, cảnh giới hoàng, chuẩn thánh, cảnh giới thánh, chuẩn đế, đại đế, người tự tính đi, Trời, vậy là ngang với bậc trí tôn rồi, Diệp Thành tặc lưỡi, đây là lần đầu tiên hắn biết về thứ tự cấp bậc tu vi sau cảnh giới không minh, điều này khiến hắn khá tò mò về lai lịch của tiểu tử trong đại đỉnh, không ngờ nó lại biết nhiều bí mật thế. Đạp ngựa chứ, người mau lên, chậm là chúng ta đều chất đấy, tiểu tử trong đỉnh lớn tiếng mắng chửi. Ồ ồ, Diệp Thành vội vàng tăng tốc, linh lực trong vùng đan hải bị hắn ép ra khỏi cơ thể, giúp hắn chống lại trọng lực đáng sợ. Đi đến lúc này, Diệp Thành càng cảm thấy áp lực trên lưng đã vượt qua 25.000 cân, Hắn có linh lực hộ thể mà đi lại cũng hơi khó khăn. Không biết đến lúc nào hắn mới nhìn thấy một người khoác áo choàng đen từ xa, người đó cũng đang chật vật bước đi, hơn nữa mỗi bước đi đều có tiếng rình, mục tiêu của ông ta chính là tiên trì màu vàng kim cách đó hơn 30 trượng. Chắc hẳn đó là căn nguyên của Hoang Cổ Thánh thể, Diệp Thành nhìn tiên trì màu vàng kim nơi xa, cho dù cách rất xa nhưng hắn vẫn mơ hồ cảm giác được khí nguyên dồi dào trong tiên trì màu vàng ấy, biển khí huyết màu vàng kim cuồn cuộn, phát ra thần quang chói mắt, trong đó còn có chân long bay lượn phượng hoàng hí, bạch hổ gầm thét, những dị tưởng khác nhau của huyền võ thác lộ hòa quyện với thiên âm của đại đạo. Nếu hấp thu chắc sẽ tuyệt lắm, Diệp Thành liếm môi, sau đó nhìn lên người mặc áo choàng đen, khoảng cách giữa hai người là khoảng trăm trượng. Khí tức của người đó rất kỳ dị, lạnh lẽo chất chóc giống. Như một người đã chết, cách rất xa nhưng Diệp Thành vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc than của lệ quỷ và cả khí ác oán dâng trào. Khi Diệp Thành đang nhìn người mặc áo choàng đen thì ông ta bất giác quay đầu nhìn Diệp Thành, có thể thấy đôi mắt lạnh lùng chất chóc kia phát ra ánh sáng âm u đáng sợ. Là ông ta, Diệp Thành dùng mình, vẻ mặt lập tức trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Là ông ta, nhìn thấy ánh mắt của người mặc áo choàng đen, vẻ mặt Diệp Thành thoáng chốc trở nên cực kỳ nghiêm túc. Không ngờ ông ta thật sự tới hố thần, Diệp Thành nheo mắt, người mặc áo choàng đen cách hắn 100 trượng phía trước chẳng phải chính là tà vật bị phong ấn trong đá ở địa cung thành cổ Thiên Long sao? Khi ở Thập Vạn Đại Sơn, Diệp Thành đã nghe Nam Minh Ngọc Thu nói tà vật trong đá nên mới muốn tới hố thần. Bây giờ xem ra quả đúng là như vậy, có thể khiến độc cô ngạo bị thương, rốt cuộc người này mạnh nhường nào, hai tay Diệp Thành bất giác siết chặt, vẻ mặt cũng trở nên khó coi, bởi vì tiếp theo đây hắn sẽ phải đối mặt với người mặc áo choàng đen đã đánh độc cô ngạo bị thương. Sao, người biết ông ta à, tiểu tử trong đại đỉnh dựa vào thành đỉnh, nhìn người áo đen rồi lại nhìn Diệp Thành. Diệp Thành khẽ gật đầu, nhìn tiểu tử ấy rồi hỏi, trước khi ngươi vào, ông ta đã vào hố thần rồi à? Ta nhìn thấy ông ta đi vào nên mới vào theo, người đầu tiên đi vào hố thần, không ngờ đến tiên luân nhãn của ta cũng không nhìn thấu được, ánh mắt Diệp Thành lóe lên, xem ra khi chúng ta đi tìm bảo bối, đánh nhau khí thế ngất trời thì ông ta đã tới rồi. Mục tiêu của ông ta rất rõ ràng, đó là căn nguyên của hoang cổ thánh thể. Nghĩ đến đây, Diệp Thành lại nhìn tiểu tử trong đại đỉnh, hỏi với ý tứ sâu xa, tiểu tử, người đã biết trong hố thần có căn nguyên của hoang cổ thánh thể từ lâu rồi đúng không? Nghe Diệp Thành hỏi vậy, tên tí hon kia lắc đầu như không nghe thấy gì. Ta đã đến đây rồi, người giấu nữa cũng có ích gì, Diệp Thành nhìn tên tí hon. Lúc này tên nhóc mới gãi đầu bảo, là tổ tiên chúng ta truyền lại. Tổ tiên các ngươi, Diệp Thành nhướng mày, vậy ngươi thì sao? Rốt cuộc ngươi có lai lịch gì? Điều này thật sự không thể nói. Thấy tên tí hon như vậy, Diệp Thành cũng không hỏi nữa, hắn lại tập trung ánh mắt vào người mặc áo choàng đen phía trước, có lẽ ta đã biết mối quan hệ của người mặc áo choàng đen kia với tổ tiên của ngươi và chủ nhân hố thần rồi. Ồ, tiểu tử nhìn Diệp Thành, vậy ngươi nói thử xem, nếu ta đoán không nhầm thì tổ tiên của ngươi, tiền thân của người áo đen, còn có chủ nhân của hố thần này chắc chắn là người cùng một thời đại. Hơn nữa nói đến hố thần thì nhất định phải nói đến thập vạn đại sơn. Thập vạn đại sơn là chiến trường cổ vùi lấp biết bao cao thủ, mà tổ tiên của ngươi, tiền thân của người áo đen trước mặt cùng với chủ nhân của hố thần chắc chắn đều tham gia vào trận chiến đẫm máu năm đó. Chủ nhân của hố thần chính là hoang cổ thánh thể năm xưa, sau khi chết, thi thể ông ta biến thành hố thần, chắc hẳn tiền thân của người áo đen đã biết điều này, mà có lẽ tổ tiên của ngươi cũng biết. Điều khác biệt là hoang cổ thánh thể năm xưa không chất ở thập vạn đại sơn ngày nay, sau khi chất trong trận chiến, thi thể của ông ta rơi trên mảnh đất này, trải qua vô số năm liền biến thành hố thần cấm địa bây giờ. Hoang cổ thánh thể là huyết mạch nghịch thiên nhường nào, cho dù chất chắc chắn cũng để lại căn nguyên thánh thể, mà thần vật nghịch thiên như thế, sao người áo đen và tổ tiên của ngươi lại không thèm muốn cho được. Nói tới đây, Diệp Thành nhìn tên tí hon trong đại đỉnh với vẻ đầy ẩn ý, không biết suy đoán của ta có sai lệch nhiều với sự thật không. Xem ra ta đã đánh giá thấp ngươi, tên tí hon không phản bác, nó lui vào trong đại đỉnh, sau đó chỉ có giọng nói phát ra, quả thực như ngươi đoán, đúng là tổ tiên ta đã, tham gia vào trận chiến đẫm mấu năm xưa, bí mật động trời mà ông ấy truyền lại cho chúng ta đúng là có liên quan đến hố thần này. Nếu ngươi đã thừa nhận thì ta không cần phải hỏi người áo đen trước mặt nữa, Diệp Thành lại nhìn người áo đen cách mình hơn 100 trượng phía trước, ông ta là tàn niệm của một cao thủ trong trận huyết chiến năm đó hóa thành, hao tâm tổn sức như vậy đương nhiên là vì căn nguyên của hoang cổ thánh thể rồi. Ngươi đã biết thế rồi còn không mau đuổi theo đi, tên tí hon kia mắng, ngươi cũng biết thực lực của ông ta mạnh thế nào, nếu để ông ta có được căn nguyên của hoang cổ thánh thể thì thiên hạ sẽ loạn đấy, Ngươi cho rằng lão tử không muốn đuổi theo sao, Diệp Thành mắng lại, chúng ta đánh nhau ở bên ngoài bao nhiêu lâu mà ông ta cũng chưa lấy được, có thể thấy áp lực ở đây rất lớn. Nói xong, Diệp Thành nhấc chân dẫm huỳnh xuống đất, đúng thế, đi tới bây giờ, Diệp Thành cảm thấy nhấc chân thôi cũng khó khăn, mỗi khi tiến thêm một bước, áp lực sẽ càng nặng hơn. Tuy rằng khoảng cách giữa hắn và người áo choàng đen chỉ là 100 trượng, nhưng khi áp lực không ngừng tăng lên, khoảng cách 100 trượng này lại như rãnh trời, muốn đuổi kịp người đó còn khó hơn lên trời. Nếu thực sự không đuổi kịp thì đừng đuổi theo nữa, thấy Diệp Thành nhấc chân cũng vô cùng khó khăn, tên tí hon ho khan một tiếng, hay là chúng ta đi đi. Ở khoảng cách 100 trượng, chắc chắn ông ta sẽ có được căn nguyên hoang cổ thánh thể trước ngươi. Đi, Diệp Thành nhìn chằm chằm người áo đen phía trước, cười khẩy, sao có thể để ông ta có được căn nguyên của hoang cổ thánh thể một cách dễ dàng như vậy được. Khoảng cách 100 trượng, người chắc chắn mình đuổi kịp ông ta. Ta không đuổi kịp không có nghĩa là ông ta có thể lấy được trước ta, Diệp Thành ung dung mỉm cười, trong mắt còn lóe lên ánh sáng sắc bén, nếu ông ta chết thì chẳng phải căn nguyên của hoang cổ thánh thể sẽ thuộc về ta sao? Ngươi đùa à, ở khoảng cách xa như vậy, ngươi chắc chắn có thể rớt được ông ta. Không thử làm sao biết được, Diệp Thành nói xong thì tiên hỏa đã xuất hiện trong tay trái hắn, còn thiên lôi thì xuất hiện trong tay phải. Ngay lập tức, tiên hỏa hóa thành thần cung hỏa diệp, thiên lôi hóa thành thần tiễn sấm sét. Chân trái của Diệp Thành hơi khom lại nghiêng về phía trước, chân phải lùi về sau duỗi thẳng, toàn thân ngả về phía sau. Thần Tiễn đã đặt lên dây cung, kéo căng thành hình trăng tròn, thần tiễn màu đen nhắm chuẩn người áo choàng đen phía trước. Thần hỏa sấm sét, một mũi tên cách một đời, sau tiếng hô của Diệp Thành, hắn buông lỏng mũi tên. Vút, ngay sau đó, thần tiễn sấm sét như thần mang màu đen lao thẳng về phía người áo đen. Không biết tự lượng sức mình, người áo đen chỉ liếc mắt nhìn chứ chẳng thèm để tâm. Quả nhiên, thần tiễn sấm sét do Diệp Thành bắn ra chỉ bay được hơn 10 trượng liền bị trọng lực đáng sợ ở đây nghiền thành cho bụi. Không chỉ cơ thể bị áp chế mà ngay cả thần thông cũng bị áp chế sao? Diệp Thành cao mày, chẳng trách người đó lại chẳng hề lo lắng, thì ra ông ta đã sớm biết mũi tên của mình không bắn được tới. Khoảng cách 100 trượng là phạm vi tấn công của Thiên Chiếu và Thiên Đạo, Diệp Thành từ bỏ cách này, hắn lại nghĩ đến cấm thuật tiên luân. Nhưng Diệp Thành không sử dụng ngay lập tức, bởi vì hắn không biết trọng lực đáng sợ ở đây liệu có áp chế cả cấm thuật tiên luân không, đó là con át chủ bài của hắn, chưa tới lúc bất đắc dĩ sẽ không sử dụng. Nghĩ đến đây, Diệp Thành lại nhấc chân, bước ra một bước. Dình, bàn chân hắn vừa tiếp đất, lập tức có tiếng rình vang lên tiếp đó khí huyết đang bị áp chế của diệp thành điên cuồng cuộn trào cưỡng ép đẩy vào kinh mạch mang lại cho hắn sức mạnh to lớn uyên lại một bước nữa sau khi bước ra bước này diệp thành cảm thấy trọng lực tăng lên không chỉ một lần trên vai như vác cả ngọn núi lớn nặng đến mức hai chân hắn gập lại xương cốt trong cơ thể bắt đầu nứt ra người áo đen cách hắn vài chục trượng cũng không khá hơn là bao mặc dù tiền thân của người áo đen là người cùng thời đại với hoang cổ thánh thể nhưng dù sao bây giờ ông ta cũng không phải cao thủ cái thế năm xưa huống hồ còn bị áp chế tu vi ông ta đi vào đã khá sâu không biết trọng lực ở đó gấp mấy lần chỗ diệp thành tiên thiên canh khí mở diệp thành ở phía sau gầm lên dùng áo giáp tiên thiên canh khí bảo vệ cơ thể giúp hắn chống lại trọng lực mạnh mẽ kia duyên lại thêm một bước nữa nhưng áo giáp tiên thiên canh khí diệp thành vừa ngưng tụ đã đột nhiên nứt ra giờ phút này ngay cả đại la thần đỉnh lơ lửng trên đầu hắn cũng đã rung lên có thể rơi xuống bất cứ lúc nào diệp thành biết nếu không có đại la thần đỉnh bảo vệ hắn sẽ không đi được tới lúc này nếu đại la thần đỉnh rơi xuống có lẽ hắn sẽ bị trọng lực như núi này đè chất tại chỗ. Tiểu tử, người có làm được không đó, tiểu tử kia lại bỏ tới bên thành đại đỉnh, sau đó nhìn người áo đen trước mắt, khoảng cách của ông ta với căn nguyên của hoang cổ thánh thể chỉ còn chưa tới 20 trượng nữa thôi. Không được cũng phải được, Diệp Thành lại lần nữa ngưng tụ lớp áo giáp tiên thiên canh khí, hắn bước ra một bước. Hay là người thả ta ra đi, ta không muốn mất mạng ở đây đâu. Thấy vậy, tên tí hon bị nhốt trong đại la thần đỉnh lập tức nhảy ra ngoài. a à, thế rồi hắn lập tức bị trọng lực ép đến mức ngã nhào ra đất cả cơ thể giống như con cóc nằm bẹp dí trên mặt đất không cử động được. Đáng đời, Diệp Thành lên tiếng mắng chửi, lão tử trên đầu còn có binh khí được đúc bằng đại la thần thiết mà bước đi còn khó khăn, người cứ thế nhảy ra ngoài, không bị dí chất đã là may lắm rồi. Mở kiếp, người còn nói những lời cay độc được à, mau dỡ ta dậy, tên tí hon thở hộc hơi, để ta quay lại bên trong đại đỉnh đi. Giờ ngươi biết điểm tốt của đại đỉnh rồi chứ, Diệp Thành đương nhiên không phải kẻ thấy chất mà không cứu, hắn quỳ xuống nhấc tên tí hon kia rồi ném vào trong đại la thần đỉnh, Lần này có lẽ tên tí hon sợ thật rồi nên ngoan ngoãn lạ thường, hắn thế như con rùa rụt đầu không mảy may động đậy. Phụt, phía trước, có màu mấu xuất hiện, người mặc áo choàng đen chỉ còn cách tiên chỉ màu vàng kim của căn nguyên hoang cổ thánh thể trừng trục trượng thì cả lớp áo bào đều bay tứ tung, để lộ ra phần cơ thể xù vẩy, giữa các khe hở của lớp phải còn có mấu tươi trào ra như thể không địch lại nổi trọng lực mạnh mẽ kia. Càng lại gần tiên chỉ màu vàng kim thì trọng lực càng mạnh, mặt Diệp Thành khó coi thấy rõ, cho dù là tiên luân cấm thuật có thể diệt đi kẻ mặc áo bảo đen kia thì ta liệu có thể địch lại được trọng lực mạnh mẽ kia không? Nhất thời Diệp Thành do dự trần trừ, hắn đứng yên một chỗ, mắt nheo lại nhìn tứ phương. Nơi này nhất định có huyền cơ, Diệp Thành lầm bẩm, tiền bối hoang cổ thánh thể đã kỳ vọng hậu nhân có thể kế thừa căn nguyên nên sẽ không lập cấm chế với trọng lực mạnh thế này. Ta phải làm sao? Diệp Thành liếc nhìn lão già mặc áo choàng đen ở phía trước, ông ta chỉ còn cách tiên chỉ màu vàng kim chừng năm trượng. Diệp Thành bắt đầu cảm thấy mất bình tĩnh, nếu như thật sự không tìm ra huyền cơ thì hắn chỉ có thể dùng tiên luân cấm thuật trong giây phút ngắn ngủi diệp thành suy nghĩ đủ mọi điều cơ thể bị áp chế khí huyết chân nguyên linh lực cũng bị áp chế trọng lực của nơi này rõ ràng là thần thông trọng lực nói tới hai từ này mắt diệp thành chợt sáng lên ta hiểu ra rồi ngay sau đó hắn như thể được giác ngộ khóe miệng nở nụ cười không phải trọng lực mà là ý chí không phải trọng lực mà là ý chí sau tiếng rên khẽ của diệp thành hắn từ từ nhắm mắt lại ôi trời không phải ngươi ngủ đấy chứ thấy diệp thành nhắm mắt tên tí hon bên trong đại la thần đỉnh liền trèo lên bên mép đỉnh có điều diệp thành không hề lên tiếng mà điều khiển trọng lực trên cơ thể mình hắn ngược dòng đuổi theo căn nguyên cuối cùng trên hư không diệp thành tìm thấy được nguồn gốc của trọng lực có lẽ không nên gọi nó là nguồn gốc của trọng lực mà gọi nó là nguồn gốc của ý chí vào giây phút đó diệp thành phá được huyền cơ ở nơi này nơi này đâu có trọng lực áp chế con người căn bản chỉ là áp chế ý chí còn ý chí mạnh mẽ chính là ý chí của hoang cổ thánh thể chỉ là ý chí này thể hiện ra thông qua hình thái của trọng lực mà thôi hóa ra ngay từ đầu mình đã bước vào một cái bẫy diệp thành đang nhắm mắt thì miệng nở nụ cười cái mà mình phải đối đầu không phải là trọng lực ở đây mà là ý chí ở đây mặc dù mình không địch lại được trọng lực ở đây nhưng nếu là ý chí thì lại không phải bàn muốn có được căn nguyên thánh thể thì phải có được ý chí bất bại và quyết tâm bất diệt sau tiếng cười của diệp thành hắn từ từ mở mắt trong đôi mắt có tia sáng sắc lẹm lướt qua nói rồi diệp thành thu lại linh lực hộ thể sau đó hắn phất tay cất đại la thần đỉnh vào túi áo. Ôi trời, ngay sau đó, giọng nói của tên tí hon bên trong đại la thần đỉnh liền vang lên, tên này, ngươi không muốn sống nữa à? Diệp Thành như không nghe thấy gì, hắn cứ để cho cơ thể bị trọng lực đè nén đến mức muốn nổ tung, nhưng ánh mắt hắn lại kiên định một niềm tin mà trước nay chưa từng có, một luồng khí thức vô địch và lòng quyết tâm bất diệt cùng ý chí kiên định cùng lúc được thể hiện ra. Trong lúc này, Diệp Thành như nghe thấy âm thanh từ cửu tiêu vân thiên, như thể sự đối kháng của hắn kéo theo sự phẫn nộ từ ý chí của hoang cổ thánh thể trong hư không tiến bối thánh thể, con kính nể vì pháp lực thông thiên của người, nhưng nếu như lấy ý chí ra để chèn ép con thì vãn bối xin mạn phép bất kính rồi, Diệp Thành nói rồi xài bước đi. Toạc, ngay lập tức, làn da của hắn hiện lên vết rách, phần xương cũng giản từng thốn một. Diệp Thành cứ thế ngó lơ, ý chí mạnh mẽ lại ngưng tụ, hắn đối kháng quyết liệt rồi lại xài bước ra. Phụt, ngay lập tức, cơ thể của hắn lại một lần nữa xuất hiện lỗ hồng, có mấu tươi bắn vọt ra. Diệp Thành lặng lẽ, hắn lại lần nữa giơ chân lên, bịch một tiếng xuống đất. Tiểu tử, người điên rồi, tên tí hon bên trong đại đỉnh lên tiếng mắng chửi. Không xả thân thì làm sao đối diện được với trông ai của con đường thành tiên, giọng nói của Diệp Thành rất khoát, hắn lại nhấc chân xài bước đi. Và sau bước đi này, Diệp Thành đột nhiên cảm thấy trọng lực tiêu tán đi rất nhiều. Trong chốc lát, hắn còn nghe thấy tiếng cười từ Vân Thiên Cửu Tiêu. Sau bước đi này, hắn cũng cảm thấy trọng lực trên cơ thể mình như được chút đi một nửa, cả cơ thể hắn khoan khoái vô cùng, sau mỗi lần bước đi, mỗi bộ pháp của hắn trở nên nhẹ nhàng hơn. Ôi trời, Tên tí hon bên trong Đại La thần đỉnh cũng nhảy ra ngoài, hắn trợn tròn mắt nhìn Diệp Thành, chuyện gì thế này, bỏ đi linh lực hộ thể, bỏ đi binh khí hộ thể ngược lại sẽ không chịu sự áp chế sao? Lẽ nào trọng lực cấm chế được giải trừ rồi, tên tí hon đảo mắt sau đó xoẹt một tiếng, hắn lại nhảy ra khỏi Đại La thần đỉnh. Oa, wow, tên này nằm gian tay dạng chân dính chặt lấy mặt đất. Thật bất công, tại sao lại đè nén ta mà không phải hắn, tên tí hon tức tối lên tiếng mắng chửi. Diệp Thành cứ thế ngó lơ, hắn cũng không đưa tên này vào trong đại đỉnh nữa vì người đàn ông trước mặt chỉ còn cách tiên trì màu vàng kim một trượng nữa thôi. Ông ta quả thực là xuất sinh, nơi này thử thách về ý chí mà ông ta lại có thể vượt qua được trọng lực mạnh mẽ để đi tới gần tiên trì được, thực lực mạnh thế này khiến Diệp Thành phải trầm trồ. Có điều sau giây phút bất ngờ, Diệp Thành quyết định không chịu khuất phục. Duyệt, một người toàn, thân không hề có áp lực như hắn di chuyển nhanh như cơn gió, bộ pháp nhẹ nhàng, toàn thân giống như ma quỷ, chỉ trong vòng 2 đến 3 bước hắn đã sát phạt tới phía sau người đàn ông kia, diệp thành không nói lời nào dùng nhất kiếm tuyệt kỹ phong thần quyết chớm vào sau gáy ông ta vút sát kiếm vang lên âm thanh sắc bén khiến người đàn ông thay đổi sắc mặt sao sao có thể người đàn ông kia khó khăn quay người lại trước đó ông ta chỉ mải chú ý làm sao có được căn nguyên thánh thể một cách nhanh nhất có thể chứ không nhìn diệp thành làm gì tới khi nhìn thấy diệp thành thì ông ta mới ngỡ ngàng vì diệp thành đã chớm ra một kiếm tuyệt sát ông ta sao có thể không bất ngờ cho được với một người có thực lực mạnh mẽ như ông ta đến cả độc cô ngạo còn bị thương dưới tay ông ta kia mà Ông ta đã sử dụng tới bí pháp thần thông che giấu tu vi, dựa vào căn cơ mạnh mẽ của mình, vượt qua muôn trùng khó khăn mới đi tới được nơi này. Thế nhưng hiện giờ một tiểu bối với tu vi mới chỉ ở cảnh giới linh hư lại sát phạt tới phía ông ta trong thời gian quá ngắn khiến ông ta không thể nào chấp nhận được sự thật này. Phụt, sau tiếng mâu bắn vọt ra, một kiếm của Diệp Thành đâm xuyên cơ thể của lão già mặc đồ đen. Chỉ trong giây phút mà thôi, thiên hỏa hóa thần cung, thiên lôi hóa thần tiễn sấm sét, thần cung được kéo thành hình trăng tròn, ngắm chuẩn về phía lão già mặc đồ đen, một mũi tên mạnh mẽ với uy lực bá đạo vô cùng. Vù, thần tiễn sấm sét màu đen như thần mang, hết sức chói mắt. Phía này, lão già mặc đồ đen đã lại lần nữa khó khăn giơ tay lên, vì Diệp Thành không bị áp lực hạn chế còn ông ta lại bị khống chế bởi trọng lực, tốc độ rất chậm, căn bản không thể ngăn lại được một mũi tên của Diệp Thành. Phụt, lão già mặc đồ đen bị một mũi tên đâm xuyên ngực, mấu tươi bắn vào ra ngoài, đến cả mấu cũng bị trọng lực khống chế tan thành khói. Đừng vội, còn nữa, Diệp Thành lại lần nữa dương cung. A, à, lão già kia gào thét điên cuồng, thần chiến, ngươi lừa ta. Vù, Diệp Thành không quan tâm ông ta đang gào thét điều gì, mũi tên lại lần nữa được bắn ra. Có điều lần này mũi tên sấm sét kia lại dừng lại ở vị trí cách lão già kia chừng một thốn. A, à, sau tiếng hét kinh thiên động địa, một luồng khí thế mạnh mẽ bộc phát, ác oán cuồn cuộn hình thành thành cả biển xung quanh ông ta, bên trong biển kia còn có ác hồn gào thét hết sức khủng khiếp. Phụt, ngay lập tức, Diệp Thành liền ngã ra, miệng phun máu, cả công thể suýt chút nữa nổ tung ông ta mở tu vi cấm chế diệp thành ngỡ ngàng nhìn lão già trước mặt tu vi rõ ràng ở cảnh giới ở cảnh giới chuẩn thiên nhưng vì sao lại mạnh như vậy diệp thành nghiến răng chẳng trách mà một người mạnh như ông ta mà cũng bị sự áp chế của thiên địa ở đại sở cho dù là ở cảnh giới hoàng tu vi ở cảnh giới thánh thì cũng bị ép về cảnh giới chuẩn thiên sao ta xem ai có thể ngăn được ta lão già kia tức tối gần lên ông ta không dắt diệp thành mà ngược lại vươn tay về phía tiên trì màu vàng kim thế nhưng đúng lúc tay ông ta chuẩn bị chạm vào tiên trì kia thì một bóng người màu vàng kim huyễn hóa ra khỏi bể tiên trì diệp thành không nhìn rõ dung mạo người này nhưng sự mạnh mẽ của người này khiến thiên địa như sụp đổ thần chiến thấy bóng hình kia lão già mới lùi lại phía sau ta không phải là thần chiến năm đó ta cũng không phải là khung thương năm đó bóng người màu vàng kim kia lãnh đạm lên tiếng từ từ bước ra khỏi bể tiên trì màu vàng kim mặc dù nhìn không rõ dung mạo nhưng có thể thấy được đôi mắt sáng ngời xa xăm của người này ngươi và ta trước kia cùng chiến đấu ngươi trao căn nguyên cho ta thì ta thay ngươi thực hiện ước nguyện năm xưa sắc mặt lão già mặc đồ đen có phần khó coi lão ta cười tôi độc có thể thấy được sự tham lam trong ánh mắt hoang cổ thánh thể bại rồi ngươi cho rằng ngươi được sao bóng người màu vàng kim kia đứng yên lặng lẽ nhìn lão già mặc đồ đen ngươi dám coi thường ta sao lão già mặc đồ đen phẫn nộ lập tức ra tay lòng bàn tay mặc dù nhỏ nhưng lại như nắm cả những vì sao trên trời lão ta tung một trường ép về phía bóng người lấp lánh ánh vàng kim kia thương khung năm xưa ngạo nghễ với đời còn ngươi của hiện tại chỉ là tà linh bóng người màu vàng kim kia lên tiếng chắc nịch, lập tức vung tay, nắm đấy màu vàng kim trông có vẻ bình thường nhưng lại mang theo đạo pháp vô tận, quan trọng nhất là khí thế của ông ta mang theo chiến ý vô địch. Dầm, một trường đỉnh phong quyết đấu tạo nên tiếng nổ ầm vang. Thế giới bên kia hết sức chói lóa, không thể dùng mắt mà nhìn thấu được, những gì Diệp Thành có thể nhìn thấy chỉ là lớp mây và xương màu vàng kim và bên trong lớp xương mờ này là hai bóng người đang thi triển đại thần thông để quyết đấu. Mạnh, mạnh quá, Diệp Thành ngỡ ngàng, mặc dù bọn họ không phải là kẻ mạnh cái thế năm xưa nhưng với thực lực hiện giờ thì diệp thành cũng chỉ có thể ngước nhìn trước mặt bọn họ diệp thành giống như một con kiến không hơn không kém dầm bịch tiếng động mạnh mẽ không biến bao giờ mới dứt ta không cam tâm sau tiếng hét vang vọng một bóng người đẫm máu nổ tung bắn thành lớp xương mấu trong hư không nếu quan sát kỹ thì đây chính là người mặc áo bảo đen mạnh mẽ sau khi lớp xương mờ màu vàng kim tản đi bóng hình màu vàng kim mới hiển hiện toàn thân ông ta trong suốt xem ra trận giao chiến trước đó cũng đã khiến ông ta phải hao tổn chút sức lực cuối cùng thế nhưng dù là vậy thì cơ thể của ông ta trông vẫn rất vững chãi và mạnh mẽ giống như ngọn núi thái sơn vậy ông ta đứng quay lưng lại với diệp thành hồi lâu không nói nên lời phía này diệp thành lảo đảo bò dậy cung kính nhìn bóng hình màu vàng kim kia và hành lễ vãn bối diệp thành bái kiến tiền bối nhân quả định sẵn đừng cố nghịch thiên thay đổi vận mệnh bóng người màu vàng kim vẫn đứng quay lưng lại với diệp thành giọng nói trầm khàn già nua không biết là đang nói với ai nhân quả định sẵn đừng cố nghịch thiên thay đổi vận mệnh diệp thành nghe mà thẫn thờ phía này bóng người kia đã xài bước đi mỗi một bước đi thì cơ thể lại tiêu tán đi một phần đợi tới khi tới trước bể tiên trì màu vàng kim kia thì cơ thể ông ta mới hóa thành làn khói diệp thành tiến lên trước nhưng hắn chỉ nắm được một luồng khí vân không biết vì sao mà trong lòng diệp thành cảm thấy vô cùng đau đớn hoang cổ thánh thể lừng danh thiên hạ đến đi cũng đi thản nhiên cách ông ta tiêu tán giống hệt với khương thái hư và trung viêm khiến người ta không khỏi thở dài đa tạ tiền bối ban tặng Cuối cùng, Diệp Thành vẫn quyết định tới nơi mà người kia tiêu tán để hành lễ. Đợi tới khi đứng dậy, mắt hắn mới sáng lên nhìn về phía tiên trì màu vàng kim trước mặt. Diệp Thành không nói lời nào, hắn lập tức nhảy vào trong bể tiên trì. Đột nhiên, tiên trì màu vàng kim lặng lẽ trở dậy sóng, xung quanh Diệp Thành hình thành nên một vòng xoáy, căn nguyên thánh thể rồi rào điên cuồng len lỏi vào từng lỗ chân lông của Diệp Thành. Không lâu sau đó, thương thế trên cơ thể Diệp Thành nhanh chóng được hồi phục bằng tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Rắc, rắc, tiếp đó, âm thanh của tiếng xương cốt va chạm vào nhau vang lên căn nguyên thánh thể như ngọn lửa dạo rực thậm chí là bá đạo tẩy luyện từng đường kinh mạch của diệp thành tôi luyện gân cốt hắn a à, có lẽ vì quá đau đớn nên diệp thành bất giác rít lên rác rác lớp da của diệp thành nứt ra sau đó cơ thể hắn đều được tôi luyện nhờ có hoang cổ thánh thể lúc này cho dù là vùng đan hải lục phủ ngũ tạng tứ chi bách cốt gân cốt đều biến thành màu vàng kim đến cả mấu chảy trong người cũng không còn màu như ban đầu mà biến thành màu vàng kim dầm sau một đạo thần mang màu vàng kim chiếu từ trên đỉnh đầu diệp thành lên trên trời thì toàn thân hắn đều sáng rực lên trong lớp ánh sáng vàng óng ánh trông hết sức trói mắt cả cơ thể với vân khí vàng kim bao quanh đến cả từng lọn tóc cũng nhuộm ánh vàng trói lọi trông diệp thành giống như hình người sống được đúc từ hoàng kim ra vậy gừ gừ không biết từ bao giờ bên cạnh diệp thành lại xuất hiện một thế giới lấp lánh ánh vàng trong lúc này chân long xoay chuyển phượng hoàng cất tiếng hí bạch hổ gầm gừ con đường huyền võ hiển hiện có ngân hà cửu thiên trôi qua có núi non sừng sững có nhật nguyệt xoay vần có tinh hà lấp lánh. Rào, 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 âm thanh thế này vang lên liên tiếp khiến mỗi một lỗ chân lông trên cơ thể Diệp Thành đều hấp thu trọn vẹn tinh khí. Tu vi của hắn tăng lên, từ cảnh giới linh hư tầng thứ 5 đột phá tới cảnh giới linh hư tầng thứ 6, từ cảnh giới tầng thứ 6 tăng vọt lên tới tầng thứ 7, từ tầng thứ 7 lên tới tầng thứ 8 và từ tầng thứ 8 đột phá lên tầng thứ 9 đỉnh phong. Cho tới lúc này, Diệp Thành chỉ còn một bước nữa là trở thành tu sĩ ở cảnh giới không minh mà thôi không biết từ bao giờ rất nhiều dị tượng phía sau diệp thành mới từ từ tiêu tán ánh sáng trói lọi màu vàng kim ánh lên trong cơ thể phù sau tiếng thở dài mang theo luồng khí thức sắc vàng diệp thành mới từ từ mở mắt ra lúc này đôi mắt hắn đã trở nên bất phàm hơn trước giống như bầu trời xa xăm vô tận đến cả ánh mắt cũng lấp lánh giống như vì sao diệp thành vội nhìn vào trong cơ thể mình hắn thấy một mảng sáng lấp lánh từng đường vân mạch xương cốt lục phủ ngũ tạng tứ chi bách cốt và mấu đều có màu vàng kim óng ánh Ngoài những điều này ra thì sự thay đổi lớn nhất chính là nằm ở vùng đan hải, nó rộng mười mấy trượng. Nếu nhìn kỹ thì bên trong biển linh lực màu vàng kim kia còn có thần hình của tứ thần thú, bên dưới biển linh lực cuộn trào, bên trên còn có những vì sao lấp lánh, có âm nguyệt, kiều dương, giống như một thế giới hoàn toàn mới lạ. Căn nguyên của Hoang Cổ Thánh thể quả nhiên bá đạo, Diệp Thành thầm rít lên, giọng nói của hắn trở nên hào hùng như tiếng sấm rền vậy. Được, sau tiếng hô của Diệp Thành, hắn lật người nhảy lên, khí huyết dồi dào chân nguyên mạnh mẽ cho hắn sự tự tin tuyệt đối khiến hắn có cảm giác muốn tìm tu sĩ ở cảnh giới chuẩn thiên để giao chiến. Ấy, vừa đứng dậy, Diệp Thanh lại phát hiện mái tóc bạc của mình đã chuyển thành màu đen, trên mái tóc còn ánh lên màu vàng kim lấp lánh. Cũng đúng, nuốt trọn căn nguyên thánh thể, tiến giới tới cảnh giới linh hư đỉnh phong, tuổi thọ có lẽ cũng tăng lên không ít, Diệp Thanh mỉm cười, hắn vận cổ, xương cốt va chạm vào nhau, còn có cả điện lôi xẹt qua, đây là lôi điện mà cơ thể mạnh mẽ tới một mức độ nhất định thì mới có được. Tên khốn nhà ngươi, đường lúc Diệp Thành đang tận hưởng cảm giác khoan khoái khắp cơ thể thì tiếng mắng chửi vang lên, tên tí hon tức tối xông từ xa tới. Vì Diệp Thành nuốt trọn căn nguyên thánh thể nên cấm cố của hắn được giải trừ, do vậy hắn mới có thể xông tới, thấy căn nguyên thánh thể bị nuốt trọn, mặt mày tên kia tối sầm cả lại. Mở kiếp, nuốt hết rồi à, ngươi không để lại cho ta chút nào hả, à? tên tí hon xông tới trước mặt Diệp Thành, hắn nhảy qua nhảy lại liên hồi, lão tử vất vả như vậy, tới cuối cùng ngươi lại hưởng hết. Tên tí hon này cũng chỉ to bằng nắm tay, ấy vậy mà nhảy nhót qua lại liên hồi trước mặt Diệp Thành khiến hắn hoa mắt chóng mặt. Sau đó, Diệp Thành cứ thế vung tay ra, bắt tên này vào trong lòng bàn tay. "Ngươi nên cảm ơn ta, là ta đã cứu ngươi." Diệp Thành cười khúc khích nhìn tên tí hon, nói rồi hắn không quên giơ hai ngón tay lên, "Ta cứu ngươi hai lần." "Vô vị, lão tử cần ngươi cứu sao? Nếu ngươi nói vậy thì ta thấy ta cần phải cho ngươi một trận rồi đấy." Diệp Thành lập tức sắn tay áo lên. "A, à, ngay sau đó, bên trong này vang lên tiếng kêu như ma than quỷ khóc." Đợi tới khi tiếng kêu kia dứt hẳn thì mới thấy Diệp Thành Tú một chân tên tí hon mặt mày tái mét lắc lư qua lại, trông hắn chẳng khác gì con nhái bén cả. Phục chưa, Diệp Thành cười khúc khích nhìn tên tí hon. Phục rồi, tên tí hon sợ hãi, hắn thật sự sợ rồi, mắt nhòa nước. Đã phục rồi thì giờ có thể nói cho ta biết ngươi rốt cục là gì không? Vì sao ngươi lại bé thế này, Diệp Thành thả tên tí hon ra, hắn nhìn tên này bằng vẻ mặt đầy hứng thú. Ta tên là Tiểu Linh Hoa, tên tí hon vừa lau mấu mũi vừa ngồi lên vai Diệp Thành, sau đó hắn khôn quên gãi gãi đầu tỏ vẻ ái ngại tiểu linh hoa diệp thành xoa cầm, cái tên này thú vị đấy người linh tộc chúng ta trông có vẻ nhỏ bé tên tí hon nói rồi thì trèo lên vai diệp thành ngoi qua ngoi lại cuối cùng hắn tìm được một nơi không nói lời nào cứ thế há miệng cắn giống như đang cắn một miếng thịt vậy ngươi là người của linh tộc diệp thành tỏ vẻ ngỡ ngàng nhưng lại không mấy để ý tới việc tiểu linh hoa đang cắn mình a à, quả nhiên tiểu linh hoa cắn liên hồi như vậy nhưng lại không hề cắn vào thịt diệp thành mà ngược lại còn dụng mất hai cái răng nếu trách thì chỉ có thể trách cơ thể Diệp Thành quá mạnh sau khi niết bàn mà thôi. Sau cơn đau đớn, tên tí hon mới như thể chưa có chuyện gì xảy ra, hắn mím môi nói, ta cũng không biết vì sao ta lại không thể tìm được người cùng tộc ở đại sở. Phía này, Diệp Thành tặc lưỡi chép miệng, trong chín tộc thời viễn cổ, hôm nay ta mới thấy được huyết mạch vần trùng đang nhảy nhót trước mặt mình. Sau này ta đi theo ngươi, tiểu linh hoa cứ thế nhảy từ vai Diệp Thành lên đầu hắn, tên này dùng bàn tay vỗ vỗ, thấy chắc chắn thì mới khoanh chân ngồi đó giống như một tiểu hòa thượng vậy. Đúng rồi, theo ta không sai đâu, đi thôi, ta dẫn người đi càn quét, nói rồi, Diệp Thành đi về bên ngoài. À, chúng ta có thể thương lượng một chuyện không? Nói, ta có thể cho ngươi ít mấu, hay là ra tiến ngươi lên trời chơi nhé. Vừa ra ngoài, ập vào mắt Diệp Thành chính là ba bóng hình quen thuộc, nếu nhìn kỹ thì đây chính là Lăng Hạo, Tử Yên và Thanh Vân. Sắc mặt cả ba người này rất khó coi, hình thái cũng thảm hại, đặc biệt là Lăng Hạo, từ phần lưng tới phần ngực đều có vết thương dỉ mấu, toàn thân đầy những dấu vết của kiếm để lại, những chỗ bị thương còn có u quang hóa giải tinh khí trong cơ thể hắn. Bị truy sát, Diệp Thành nhướng mày, hắn nhìn về phía sau lâm hạo, nơi đó khí huyết cuộn trào giống như có vô số ác linh đang không ngừng gào thét. Đợi tới khi lại gần thì Diệp Thành mới nhìn rõ bộ dạng của người kia, đó là một thanh niên mặc áo bào màu đỏ như máu, đầu tóc một nửa đen một nửa trắng, mặt mày trắng bóc trông hết sức ghê rợn, đôi đồng tử huyết sắc hiện lên u quang huyết sắc, trong tay còn cầm sợi dây sắt phủ đầy phù văn. Phong vân lục, La sát, Diệp Thành xoa cầm Tương truyền gia tộc của hắn chính là gia tộc quy ẩn từ xa xưa nhưng lại rất đỗi lớn mạnh, bí pháp tu luyện cũng hết sức độc đáo. Các ngươi có trốn nổi không? Diệp Thành còn đang trầm tư thì La Sát đã bước trên biển mấu mà tới, hắn nhìn xuống bên dưới với vẻ mặt hào hứng, đôi mắt huyết sắc cuối cùng cũng dừng lại trên người Tử Yên và Thanh Vân, trong đôi mắt mang theo cái nhìn thèm muốn. Lăng Sư huynh, mau đi, mục tiêu của hắn là chúng ta, Tử Yên và Thanh Vân chắn trước người Lăng Hạo. Đừng có làm bừa, Lăng Hạo mỗi tay một người đẩy hai người bọn họ vào trong không gian hư vô sau đó cầm sát kiếm nhúm mấu, nhìn la sát đang tiến lại gần với ánh nhìn lạnh lùng, trong đôi mắt còn mang theo cái nhìn tuyệt tình. Cũng đúng, hắn chính là lăng hạo xếp thứ 51 trên bảng phong vân còn la sát là đệ tử thứ 6 trên bảng phong vân, khoảng cách về thực lực rõ ràng như vậy căn. Bản không cùng đẳng cấp, ngăn ta mà người cũng xứng sao, la sát bật cười lạnh lùng, hắn xài bước, cơ thể như ma quỷ, trong tay còn vang lên tiếng xích loảng xoảng va chạm vào nhau giống như muốn khóa chặt lăng hạo sau đó đưa hắn vào địa ngục vậy. Quả thực, Mục tiêu của La Sát là Tử Yên và Thanh Vân, bí pháp tu luyện của hắn cần mấu của thiếu nữ còn trinh nguyên, còn huyết mạch của Tử Yên và Thanh Vân khiến hắn cảm nhận được sư hân hoan, do vậy hắn mới đuổi tới tận đây. Thế nhưng đúng lúc La Sát định tế gọi ra thần thông mạnh mẽ thì trong không gian hư vô có một bàn tay màu vàng kim bà tới. Đó là gì? Bàn tay màu vàng kim kia xuất hiện không hề có sự báo trước, và lại tốc độ còn nhanh đến mức hắn không kịp phản ứng, thay vì nói bàn tay kia bạt hắn thì chi bằng nói hắn và phải bàn tay kia thì đúng hơn. Dầm, ngay lập tức, La Sát bị đánh bay đi, hắn ngã nhào giữa không trung. Kẻ nào, vừa đứng dậy, La Sát bèn gần giọng phẫn nộ. Có điều hắn còn chưa kịp đứng vững thì bàn tay kia lại xuất hiện bạt sau lưng hắn, đợi tới khi hắn quay người lại thì cũng vừa lúc đụng chúng, cả cơ thể bị đánh ngã nhào, hắn phun ra cả miệng mấu cao ba trượng. Đây, Lăng Hạo đang lảo đảo ở phía cách đó không xa thì trợn tròn mắt nhìn. Đó là La Sát xếp thứ sáu trên bảng phong vân đấy, sao lại bị người ta đánh dễ dàng như vậy được? và lại điều khiến người ta phải bất ngờ nhất đó chính là hắn chỉ nhìn thấy một bàn tay, đến người ra tay là ai cũng không nhận ra. Thực lực thế này rõ ràng phải ngang hoác tôn và cơ tuyết băng, lăng hạo nhìn với vẻ mặt ngỡ ngàng. a à, khi lăng hạo còn đang kinh ngạc thì la sát đã gầm rú, hắn bị bàn tay màu vàng kim kia bà tới mức lộn nhào, cả cơ thể đầm điểm mấu. Điều khiến hắn cảm thấy tức tối nhất đó là mình bị bạt bay khắp nơi nhưng vẫn không nhìn ra được kẻ nào ra tay với mình. Đại suất bi thủ trong không gian hư vô diệp thành lại lần nữa đại triển thần uy một bạt mạnh mẽ tung ra khiến la sát vừa đứng vững đã bị đánh bay đi có điều lần này diệp thành ra tay rất dứt khoát khiến tên này bị đánh bay vào không gian hư vô dầm đang đinh sau đó lăng hạo liền nghe thấy âm thanh vang vọng trong không gian hư vô đợi tới khi la sát bị ném ra ngoài thì cả cơ thể hắn đều hôn mê sắc mặt cũng rõ vẻ đau đớn cho tới giờ hắn vẫn không biết người ra tay với mình là ai đây lăng hạo lảo đảo tiến lên trước mặt mày kinh ngạc nhìn la sát trong bộ dạng không còn hình người Điều quan trọng nhất đó là khi nhìn thấy tất cả bảo bối bị cướp sạch trên người La Sát, khóe miệng hắn lại giật giật, người ra tay với thủ đoạt cướp bóc sạch trơn như vậy quả thực rất thuần thục. Sư huynh, Tử Yên và Thanh Vân đi ra, bọn họ cũng hết sức ngỡ ngàng, rốt cuộc là ai giúp chúng ta, đến cả La Sát cũng bị đánh cho tới mức không còn đường lui. Lăng Hạo trầm lắng, trong đôi mắt hắn rõ cái nhìn bất định. Liệu có phải là Hoắc Tôn và Cơ Tuyết Băng, trong hố thần, người có thể đánh bại La Sát cũng chỉ có bọn họ, Hoắc Tôn và Cơ Tuyết Băng không rớt chúng ta đã là may rồi, sao có thể giúp chúng ta được? Lăng Hạo khẽ lắc đầu, hắn trầm lắng, huống hồ ta cảm nhận được không phải khí thức của bọn họ, và lại, cho dù là bọn họ thì nhất định sẽ không dễ dàng đánh bại La Sát được, ta căn bản không nhìn ra người ra tay là ai. Trong hố thần mà lại có kẻ mạnh như vậy sao? Tử Yên và Thanh Vân lần lượt lên tiếng. Khi cả ba người nói chuyện thì có người đi ngang qua, bọn họ trông thấy La Sát hôn mê thì hết sức ngỡ ngàng, đợi tới khi trông thấy Lăng Hạo toàn thân đầy vết thương, sau đó bọn họ liền nghĩ ngay tới một khả năng, Tin tức này quá chấn động, mấy người kia quay người định bỏ chạy, vừa chạy vừa không quên gào thét. Được lắm, được lắm, La Sát xếp thứ 6 trên bảng phong vân bị đệ tử Lăng Hạo xếp thứ 51 đánh bại. Phía này, khóe miệng Lăng, Hạo cứ thế giật lên liên hồi, mở kiếp, không hỏi cho rõ đã nói linh tinh, lão tử xếp thứ 51 mà có thể đánh bại La Sát xếp thứ 6 sao? Thế nhưng những người khác lại không nghĩ như vậy, bọn họ ầm ầm lên tiếng, đến cả hố thần cũng như vỡ tung. Lăng Hạo có thể đánh bại La Sát, tin được không? Ta tận mắt chứng kiến mà thật khó tin, khoảng cách cách nhau cũng vài chục thứ bậc cơ mà. Trong tiếng bàn tán xôn xao, Lăng Hạo đã dẫn theo Tử Yên và Thanh Vân đi tới cửa ra của hố thần và hắn vẫn âm thầm được tiếng thơm của người khác. Từ trước tới giờ hắn đều muốn mình tăng thứ hạng trên bảng phong vân, hiện giờ được như ý muốn, thứ hạng lại được nâng lên thứ sáu một cách bất ngờ như vậy khiến hắn không dám nhận. Không biết vì sao khi hắn biết người ra tay cứu hắn Diệp Thành thì hắn có hóa đá tại chỗ không? Mặc dù bọn họ đi rồi nhưng những lời đồn vẫn còn đó. Lăng Hạo có thể đánh bại La Sát, thật nực cười, Hoắc Tôn bật cười, trong ánh mắt hiện lên cái nhìn sắc bén, người ra tay nhất định là kẻ khác, hoặc có thể không phải là một người. Ở một hướng khác, Hoa Vân nhìn sang Cơ Tuyết Băng, "Sư muội, có khi nào ngoài Hoắc Tôn trong hố thần gia thì còn có một người khác đối đầu với muội?" Cơ Tuyết Băng vẫn thản nhiên như thường, trong đôi mắt đẹp hiện lên cái nhìn khó hiểu. "Ha ha, lúc này, Diệp Thành vừa đánh bại La Sát còn đang bận rộn với tiểu linh hoa trong hư không." Không thể phủ nhận, túi đựng đồ của La Sát hết sức phong phú, quan trọng nhất là bên trong túi đựng đồ có chữ vàng mà Diệp Thành muốn, và lại còn có mười mấy chữ liền. Sau khi cất đi túi đựng đồ, Diệp Thành mới xài bước vào không gian hư vô, sau đó hắn dùng tay kết ấn, một luồng khói màu xanh bay ra huyễn hóa thành đạo thân. Biến, biến, Diệp Thành và đạo thân của hắn lần lượt hô lên, thi triển thuật biến thân, lại nhìn về hình dạng của bọn họ lúc này, không thể phủ nhận Hoắc Tôn và Cơ Tuyết Băng mà ở đây thì liệu có bóp chất Diệp Thành hay không. Không sai, Diệp Thành đã biến thành Hoắc Tôn, đạo thân của hắn biến thành Cơ Tuyết Băng. Nếu hỏi Diệp Thành vì sao làm vậy thì đương nhiên là vì muốn mạo danh Hoắc Tôn và Cơ Tuyết Băng đi cướp đồ rồi. Diệp Thành sẽ không ngu ngốc đến mức dùng thân phận Tần Vũ đi cướp bóc vì thân phận Tần Vũ sớm muộn cũng bị bại lộ, nếu để những kẻ thù kia biết được Diệp Thành chính là Tần Vũ thì đối với hàng nhạc công mà nói chẳng phải là việc gì có lợi. Hoắc Tôn, Cơ Tuyết Băng, đi thôi, tiểu gia đưa hai người đi kiếm việc mà làm, Diệp Thành biến hóa rất giống, người thường căn bản không nhận ra. Làm vậy có phải là mặt dày quá không nhỉ? Ở bên, Tiểu Linh Hoa nhìn Diệp Thành, xoa cằm nói: mặt dày hay không không quan trọng diệp thành lập tức phất tay cướp đột nhiên hắn và đạo thân lần lượt phân thành hai đường a à, ngay sau đó tiếng hét thảm thiết vang lên một tên bị cướp bảo bối lập tức ăn ngay cái bạt của diệp thành ngươi hoác tôn tên kia nằm sóng xoài trên mặt đất mặt mày kinh ngạc ngoan ngoãn một chút ta chỉ cần bảo bối không lấy mạng ngươi diệp thành bật cười hắn lấy luôn túi đựng đồ của tên kia sau khi cất túi đựng đồ diệp thành đào mắt vào bên trong hắn không thấy chữ vàng liền hất cho tiểu linh hoa làm đại ca của người ta thì ít nhất cũng phải cho tiểu đệ chút gì đó mới phải. Tiếp tục, làm xong xuôi, Diệp Thành lại lần nữa đi lại trong không gian hư vô. a à, ngay sau đó, lại một tiếng hét thất thanh nữa vang lên, một người vừa tìm được một bảo bối lập tức bị đạo thân của Diệp Thành đánh bay đi. Cô, cơ tuyết băng, người này cũng giống tên ban nãy, mặt mày sợ hãi kinh ngạc, khuôn mặt tái nhợt không còn giọt mấu. Đạo thân của Diệp Thành không nói lời nào, cứ thế phát tay bắt lấy túi đựng đồ của người kia rồi biến mất dạng. Có điều, điều khiến Diệp Thành thất vọng đó là hắn chẳng tìm được chữ. Vàng nào trong cái túi này? Tiếp đó, mục tiêu của Diệp Thành và đạo thân hết sức rõ ràng, đó chính là những gia tộc quy ẩn tu luyện, vì trước đó khi hắn bỏ tiền ra mua chữ thì những người kia căn bản không hề phản ứng gì. Quả nhiên, sau khi đánh bại một tên thực lực không vừa, Diệp Thành đã đoạt được hai chữ vàng đúng như ý nguyện. Được đấy, Diệp Thành cất chữ vàng đi, còn những bảo bối khác thì hắn cho Tiểu Linh Hoa. Hi hi, cái này hay, Tiểu Linh Hoa ôm lấy một đống túi đựng đồ, mặt mày hân hoan vui sướng ta nói mà đi theo ta chắc chắn không sai ta vẫn muốn lấy ít mấu từ ngươi tiểu linh hoa tròn mắt nhìn diệp thành có phải ngươi có bệnh không hả sao cứ thích lấy mấu của ta vậy ngươi lại không hiểu rồi tiểu linh hoa nhảy trên vai diệp thành ho hắng rồi mới nói ngươi có biết một người chỉ toàn bảo bối như ngươi trong mấu lại có căn nguyên thánh cổ thì không khác gì linh dược không hả còn có cả chuyện này nữa à rõ ràng diệp thành không thể ngờ tới điểm này đương nhiên rồi mặc dù hiện giờ ngươi vẫn chưa phải là hoang cổ thánh thể hoàn chỉnh nhất nhưng so với hoang cổ thánh thể gốc thì ngươi cũng không thua kém là bao, nếu như ở chư thiên vạn vực, không biết có bao nhiêu người muốn đánh ngươi rồi. Sao ta lại thấy ta đáng giá lên gấp vài nghìn lần thế nhỉ, Diệp Thành cười khúc khích, vừa vung tay đánh ngất một tên sau đó lôi hắn vào không gian hư vô. Hai, đó là mệnh, nếu như ta nuốt chọn được căn nguyên của hoang cổ thánh thể thì tốt biết bao, tiểu linh hoa vừa thở dài vừa ra tay, hắn lục tìm bảo bối ở túi đựng đồ mà Diệp Thành vừa cướp được. Không sao, ca chăm sóc cho ngươi, về ta sẽ trích cho người ít mấu, Diệp Thành nhấn nhấn ngược tên kia. Vậy thì tốt, hi hi hi. Sau đó, Diệp Thành và đạo thân của hắn không còn kiêng rè gì nữa, lúc đầu là cướp có chủ đích, về sau thì cướp trắng trợn, gặp người là cướp, cướp xong thì đi, dù sao mạo danh hoác tôn và cơ tuyết băng nên hắn càng chẳng phải kiêng rẻ ai. Kết quả là, trong thế giới hố thần rộng lớn, đâu đâu cũng thấy những người bị đánh mặt mũi bầm dập, sưng vù, hơn nữa tất cả bảo bối, thậm chí là đồ trang sức đeo trên người đều bị cướp sạch. Hoác tôn, ta với ngươi không thù không oán, sao ngươi lại cướp của chúng ta, không biết đến lúc nào, một tiếng gầm giận dữ vang vọng khắp hố thần. Cơ tuyết băng, chúng ta không động đến cô, sao cô lại cướp của chúng ta, sau đó lại có một giọng nói như vậy vang lên. Hả, khi nghe thấy lời này, Hoắc Tôn đang tìm bảo bối trượt giận tím mặt, hắn ta thông minh nhường nào, sao lại không nghĩ ra có người đang gài bẫy hãm hại mình, có người đang cố ý đổ tội lên đầu hắn. Khi nghe thấy câu này, cơ tuyết băng đang đưa nhóm Hoa Vân đi tìm bảo bối cũng trượt cao mày. Đúng là ức hiếp người quá đáng ỉ vào thực lực mạnh mà bắt nạt người khác, đúng là quá đáng. Nơi nào cũng có thể nghe thấy tiếng mắng chửi căm hận, tiếng oán trách vang lên khắp nơi. Là kẻ nào, quốc gia đây, không tìm thấy người gây chuyện, hoắc tôn nổi giận đùng đùng. Hơn nữa, suốt đường đi đều nghe thấy những lời chửi mắng này, hắn ta lại càng không tìm nén được lửa giận trong lòng nên đành chút lên người khác, vì thế cả chặng đường, số người bị hắn ta rất không hề ít. Tuy nhiên, trong mắt người khác, hành vi đó của hắn ta lại là thẹn quá hóa giận, muốn rất người diệt khẩu, vì thế mọi người lại càng khẳng định hắn ta chính là hung thủ. Ở bên kia, Cờ Tuyết Băng đang đi tìm Diệp Thành khắp hố thần nhưng không thấy, cô ta không có phản ứng gì, nhưng phía Hoa Vân nghe tiếng chửi rủa này thì không nhịn được ra tay, càng làm thế mọi người càng oán hận hơn. Lúc này, Diệp Thành đang ngồi xổm trong không gian hư vô, thích thú tận hưởng tất cả những chuyện này. Nhanh lên đi, ta cảm thấy hố thần sắp sụp đổ rồi, Tiểu Linh Hoa ngẩng đầu nhìn lên khoảng không. Lẽ nào là do mình đã hấp thu căn nguyên của Hoang Cổ Thánh thể sao? Nó là động lực chính để chống đỡ hố thần. Vì thế thời gian mở của hố thần lần này sẽ giảm đi rất nhiều, có lẽ từ nay sẽ không còn tồn tại nữa. Vậy mình phải mau lên thôi, Diệp Thành vội vàng đứng dậy, phải lấy hết chữ vàng trên người đám người kia, không bỏ sót chữ nào, nếu ra khỏi hố thần, đất trời rộng lớn như vậy lão tử phải đi đâu tìm bọn họ. A à, a, à, tiếng hét thảm thiết vang lên liên tục, tốc độ của hai người cực nhanh, cứ hạ gục được một người là lại đi tìm người khác ngay, hơn nữa chỉ chuyên chọn những người có thực lực mạnh để ra tay, như vậy sẽ thu thập được nhiều hơn. Tiếp tục sau khi phân chia bảo bối qua loa, Diệp Thành và Tiểu Linh Hoa lại lên đường. Chẳng bao lâu sau, tiếng la hét lại tiếp tục vang lên, người bị đánh trong hố thần càng lúc càng nhiều, 10 người đứng đầu bảng phong vân, ngoài Hoác Tôn và Cơ Tuyết Băng với Bích Du thì những người khác đều bị cướp hết. Ngày càng có nhiều lời chửi mắng, những người bị cướp ai nấy đều cực kỳ phẫn nộ. Vốn dĩ bọn họ vào hố thần là để tìm bảo bối, kiếm vận may, bây giờ thì hay rồi, không tìm được bảo bối, chẳng có vận may, ngược lại còn bị người khác cướp sạch, vì diệp thành mà hot tôn và cơ tuyết băng liên tục phải gánh họa thay cho hắn người tức tối nhất là hot tôn và cơ tuyết băng đến giờ vẫn không biết ai là người đã hãm hại mình ầm um, đùng đoàng chẳng mấy chốc tiếng đánh nhau đã vang vọng khắp cả hố thần lại nhìn hai bên đang đánh nhau không cần nói cũng biết một bên là hot tôn một bên là phía cơ tuyết băng hot tôn cho rằng cơ tuyết băng gài bẫy mình còn cơ tuyết băng thì đoán là hot tôn bôi nhọ mình vì thế hai bên nghi ngờ lẫn nhau mấu nóng bốc lên bọn họ đã đại chiến không chỉ một trận Vút, Diệp Thành lại sử dụng roi đả thần tiên để đánh người. Ngay lập tức, túi đựng đồ và bảo bối trên người kẻ đó đều bị lấy đi. Mà lúc này, thời gian của cấm thuật nhất khí hóa tam thanh cũng đã hết, nó đã trở về cơ thể Diệp Thành. Cũng hòm hòm rồi, Diệp Thành lấy một chữ vàng từ trong túi đựng đồ đi, sau đó nhìn lên bầu trời của Hố Thần. Ta có thể cảm nhận được không đến một khắc nữa, Hố Thần sẽ sụp đổ. Không cướp kim tự nữa à, Tiểu Linh Hoa vừa nhét túi đựng đồ vào túi quần, vừa nhìn Diệp Thành. Còn cướp cái gì nữa? ngoài hoác tôn và cơ tuyết băng những người khác hầu như đã bị chúng ta cướp hết rồi còn gì trong lúc nói chuyện diệp thành đã tới cửa hố thần muốn đi ra ngoài chỉ một bước là ra khỏi nơi này nhưng khi hai người chuẩn bị đi nơi sâu trong hố thần vọng lại tiếng nổ một ngọn núi khổng lồ sụp xuống hừm diệp thành không khỏi quay đầu lại từ góc nhìn rất gần diệp thành nhìn thấy kim quang óng ánh ở nơi sâu kia phân khí vàng kim dâng trào quan trọng nhất là hắn nhìn thấy từng chữ vàng màu vàng sáng chói bay lên số lượng còn cực kỳ nhiều nhiều vậy hai mắt diệp thành sáng rực hắn nào còn tâm tư rời đi nữa, lập tức sát phạt quay lại. Đùng đoàn, ở bên đó đã bắt đầu đánh nhau, những tiếng nổ vang lên không ngớt, ai cũng muốn giành lấy những chữ vàng kia. Nhưng những chữ vàng đó đã gắn thành một khối, chạy cực kỳ nhanh, ngay cả Hoác Tôn và cơ tuyết băng cũng không bắt được. Đuổi theo, Hoác Tôn là người đầu tiên đuổi theo, đuổi, tốc độ của cơ tuyết băng cũng không hề chậm, mau, 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 phía sau họ là một đám người đuổi theo, đều là tiền cả đấy. Chữ vàng nối liền thành khối như có linh tính, dường như nó cũng biết hố thần sắp sụp đổ nên mới gắn lại thành khối rồi bay ra ngoài. vì thế diệp thành bay từ cửa hố thần vào phía hoắc tôn, cơ tuyết băng đuổi theo ra ngoài, mục tiêu đều là chữ vàng đã gắn thành khối kia. dừng lại cho ta, hoắc tôn hừ lạnh, tay dơ ngang trời, khống chế hư không để những chữ vàng ấy cố định trong không trung, sau đó đột nhiên hắn ta nắm, lấy, muốn cất khối chữ vàng vào tay áo, ôm, ừ, nhưng sao cơ tuyết băng có thể cho hắn ta cơ hội? cửu thiên huyền linh chỉ như thần mang, nhất chỉ đâm xuyên hư không, đánh về phía đầu hoắc tôn thấy vậy vẻ mặt hoác tôn thay đổi hắn ta lập tức thu tay lùi về phía sau giận dữ quát cô dám đánh lén ta bảo vật của thiên địa người có duyên ắt sẽ biết vẻ mặt cơ tuyết băng lãnh đạm vậy ta phải rớt cô trước đã hoác tôn hừ lạnh một tiếng sức mạnh thái âm ngưng tự thành di thiên trưởng ấn đánh về phía cơ tuyết băng sắc mặt cơ tuyết băng cũng ngay lập tức trở nên lạnh lùng cửu thiên huyền linh ấn uy lực vô song bùm hai trưởng ấn va vào nhau rồi vỡ ra vòng sáng khổng lồ khuếch tán vô hạn những người có tu vi yếu lập tức bị nghiền thành huyết vụ tại chỗ Dinh, ầm, trên hư không, Hoắc Tôn và Cơ Tuyết Băng lại chiến đấu, cảnh tượng vô cùng hào hùng, những người mong muốn có chữ vàng cũng không dám bước tới, vì sợ sông lên sẽ bị Cơ Tuyết Băng và Hoắc Tôn liên hợp rất chất. Tuy nhiên họ không dám, không có nghĩa là một số người nào đó không dám. Lúc này Diệp Thành đã tới nơi, hắn trốn trong không gian hư ảo, nhìn Hoắc Tôn và Cơ Tuyết Băng trước rồi mới nhìn những kim tự đang bị khống chế trong hư không. Ít nhất cũng phải hơn 200, Diệp Thành ước chừng một lát, hắn nhìn mà hai mắt như bùng cháy lên ngọn lửa. Mau cướp, cướp xong rồi đi. Đó là đương nhiên, Diệp Thành lập tức đưa tay ra, huyễn hóa thành đại thủ màu vàng kim, quét qua hư không tóm gọn hơn 200 chữ vàng kia. Mở kiếp, ở dưới có người bật ra một câu chửi thề, ai mà lợi hại quá vậy. Đồ của ta mà cũng dám cướp, tự tìm đường chất, quả nhiên có người cướp chữ vàng khiến Hoắc Tôn thôi không chiến đấu với cơ Tuyết Băng nữa, hắn ta nổi trận lôi đình, tung ra một trường nghiền nát không gian kia. Bên này, Cơ Tuyết Băng cũng rất hiểu ý không tiếp tục đánh Hoắc Tôn nữa, đại thủ khổng lồ chứa hỗn hợp các bí pháp cũng giáng từ trên trời xuống. Bùm, bùm, hai người liên tiếp ra tay, không gian chu vi một nghìn trượng xung quanh đều bị nghiền nát. Hai người lợi hại, Diệp Thành bị ép ra ngoài, không nói lời nào lập tức xoay người bỏ chạy. Muốn đi sao, Hoác Tôn tức giận gầm thét, bước lên biển thái âm lập tức đuổi theo. Cơ tuyết băng cũng lao nhanh như thần mang, những người phía sau cũng chạy theo như ong vỡ tổ. Bọn họ muốn xem rốt cuộc kẻ nào dám cướp bảo bối ngay dưới mí mắt của Thái Âm chân thể và Huyền Linh chi thể. Đùng đoàng, ầm, tiếng nổ vang lên không dứt khiến cho hố thần khẽ rung lắc đạp ngựa lão tử không thể hiện thì ngươi lại tưởng là mèo bệnh cuối cùng diệp thành ở phía trước cũng nổi giận hắn đột nhiên dừng bước bên ngoài hố thần nghe thấy tiếng nổ ầm ầm liên tục vang lên bên trong các lão già trên trời không khỏi nhíu mày ai nấy đều đưa mắt nhìn nhau tiếng động bên trong mạnh như vậy chẳng lẽ có pháp bảo xuất thế sắp tới giờ rồi sao vẫn chưa ra vẫn đang cướp bảo bối sao chắc đang trên đường rồi hy vọng cháu trai của ta tìm được bảo bối tốt Phụt, khi bọn họ còn đang thảo luận thì một bóng người đã bay ngược từ trong hố thần ra, nhìn kỹ lại thì thấy đó là đệ tử bảng phong vân, hơn nữa còn nằm trong số 30 người đầu tiên. Thấy vậy, các lão già kia đều giật mình. Phụt, 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 mọi người còn chưa kịp phản ứng thì một loạt tiếng ói mấu lại liên tiếp vang lên, từng bóng người chật vật bay ngược ra khỏi hố thần, hơn nữa đều là bị đánh mà bay ra. Bùm, ầm, um, sau đó vẫn còn rất nhiều bóng người bay ra nữa, trong đó có không ít đệ tử mạnh trong bảng phong vân. Là ai làm, mấy lão già hét lên, bởi vì trong số những người bị đánh bật ra ngoài, có rất nhiều người là đệ tử nhà bọn họ. Trong tiếng hét giận dữ, hầu như bọn họ đều nhìn về phía thị huyết điện và chính Dương Tông, có thực lực quét sạch bao nhiêu người thế. Này, bọn họ chỉ có thể nghĩ tới hoắc tôn thái âm chân thể và cơ tuyết băng huyền linh chi thể. Đó là vì thực lực không bằng người ta, người mặc áo bảo huyết sắc của thị huyết điện nở nụ cười diễu cợt. Người này đến sau, hơn nữa bọn họ cảm nhận được hắn ở cảnh giới chuẩn thiên, hơn nữa thực lực cực kỳ mạnh, nếu không cũng không có tự tin đổi mặt với bao nhiêu lão bối thế này. Thực lực kém là do bọn họ vô dụng, một lão già mặc áo choàng đen của chính Dương Tông cũng có thực lực rất mạnh lạnh lùng nhìn xung quanh, xem ra ông ta cũng là cao thủ có thực lực vô song. Các ngươi, thấy thị huyết điện và chính Dương Tông như thế, những lão già từ tứ phương đều lộ ra vẻ lạnh lùng. Hừ, hừ, kẻ mạnh của thị huyết điện và chính Dương Tông chỉ hừ lạnh trước điều này. Duyên, khi bầu không khí ngột ngạt tới cực điểm, một bóng dáng xinh đẹp có thần hà ba màu bao quanh thân thể bay ra. Huyền Linh chi thể, khi nhìn thấy người đó là ai, mọi người đều nheo mắt, vẻ mặt của đám người chính Dương Tông khó coi cùng cực, Cự tuyết băng bị đánh bay ra, có nghĩa là cô ta đã thua hoắc tôn thái âm chân thể sao. So với chính Dương Tông, vẻ mặt của đám người thì huyết điện lại ngông cuồng tự đại, ngay cả huyền linh chi thể cũng bị đánh ra, vậy còn phải nói tới người thắng sao. Ngoài thánh tử hoắc tôn của thị huyết điện bọn họ ra thì còn ai nữa. Vậy Tôn Nhi xứng đáng là người đứng đầu bảng phong vân rồi, lão già mặc áo bảo huyết sắc của thị huyết điện vuốt dâu, cười nhạt. Nhưng lời lão ta vừa dứt, một người có sức mạnh thái âm màu đen bao quanh cũng bị đánh bật ra. Thái âm chân thể, hiện trường vừa ồn ào lại lần nữa bùng nổ, mà sau đó sắc mặt người của thị huyết điện cũng lập tức thay đổi. Tinh, tình huống gì thế này? Cả thái âm chân thể và huyền linh chi thể đều đều bị đánh bại. Rốt cuộc là kẻ nào đã ra tay? Thái âm chân thể, hiện trường vừa ồn ào lại lần nữa bùng nổ, mà sau đó sắc mặt người của thị huyết điện cũng lập tức thay đổi. Tinh, tình huống gì thế này? Cả thái âm chân thể và huyền linh chi thể đều đều bị đánh bại rốt cuộc là kẻ nào đã ra tay uyên 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 từng tiếng và đập mạnh vang lên trong hố thần lắng nghe kỹ thì tiếng động đó là tiếng bước chân đi lại rất nhịp nhàng vững vàng như núi dưới con mắt của bao người diệp thành từ tốn bước ra dáng người vững chãi như được đúc từ hoàng kim ánh sáng vàng trói lọi bao quanh thân thể thu hút ánh nhìn ngay cả mái tóc đen dày cũng nhuốm thần khí màu vàng kim bước chân của hắn vững vàng khí thế ngút trời tựa như chiến thần đánh dẹp vạn vực khiến người khác sợ hãi không dám nhìn thẳng Tần Vũ thấy Diệp Thành đi ra, hiện trường lại bùng nổ, sao lại là hắn? Chẳng lẽ hắn là người đánh bay thái âm chân thể và huyền linh chi thể? Sao, sao có thể? Dù hắn rất được hầu thiên sát thì cũng chỉ đứng thứ 8 bảng phong vân thôi. Một mình hắn có thể đấu lại hoác tôn, cơ tuyết băng và biết bao nhiêu người có thực lực mạnh sao. Vì sự xuất hiện của Diệp Thành mà không gian trở nên cực kỳ huyên náo, làn sóng thảo luận vang lên hết đợt này đến đợt khác. Vẻ mặt mỗi người một khác, ví dụ như những đệ tử vào hố thần, vẻ mặt ai cũng tái nhật sợ hãi, Diệp Thành tựa như hồng hoang giã thú ngủ say nghìn năm đột nhiên thức tỉnh, vừa rồi tất cả đều bị hắn đánh cho không còn sức đáp trả. Mà những lão già kia thì mặt mày đều tỏ ra khó hiểu. Còn như những người phía chính Dương Tông và Thị Huyết Điện, sắc mặt ai cũng vô cùng u ám. Uyên, Diệp Thành dừng bước trong những tiếng thảo luận, có lẽ vì cơ thể quá nặng nên mỗi bước chân hắn đi đều phát ra tiếng động. Đã nói đừng động đến ta rồi mà các ngươi không nghe, Diệp Thành cao ngạo nhìn xung quanh, rất thoải mái vặn khớp cổ. Rốt cuộc ngươi là ai, người đầu tiên bước lên là cơ tuyết băng, cô ta bước vào khoảng không đôi mắt đẹp lãnh đạm nhìn chằm chằm diệp thành giọng nói tựa như âm thanh đến từ thiên nhiên êm dịu như khúc nhạc tiên vang vọng trong không gian rất lâu gọi ta tần vũ là được diệp thành thản nhiên trả lời câu hỏi của cơ tuyết băng hắn vẫn thoải mái vặn vẹo khớp cổ ngươi không phải tần vũ cô không tin thì ta cũng không có cách nào có phải hay không đợi ta tháo mặt nạ của ngươi xuống rồi nói cũng không muộn giọng cơ tuyết băng lạnh hơn cô ta vừa dứt lời khí thế trên người đột nhiên mạnh mẽ thấy rõ thoáng chốc dung hợp với thiên địa chỉ là cô ta còn chưa ra tay, Hoắc Tôn đã lao tới sát phạt trước. Hắn chỉ có thể chớp trong tay ta, Hoắc Tôn giống lên, ánh mắt đầy dữ tợn. Cảnh tượng trong hố thần vẫn còn in đậm trong trí nhớ của hắn ta, đường đường là thánh tử của thị huyết điện, là thái âm chân thể 10.000 năm khó gặp mà lại bị một trưởng của Diệp Thành đánh bay ra ngoài, nỗi nhục này hắn ta không thể chịu được. Đạo hạnh của ngươi còn kém lắm, thấy Hoắc Tôn xông tới, Diệp Thành cười mỉa, hắn cũng vô cùng cường hãn, đột nhiên tiến lên một bước, không sử dụng bí pháp gì mà chỉ vung một kim quyền ra, cực kỳ bá đạo. Bù Hoắc Tôn bị một trưởng của Diệp Thành đánh cho liên tục lùi về phía sau. Ken, bên kia, đòn tấn công của Cơ Tuyết Băng cũng đã tới, nhất kiếm đâm xuyên hư không, âm dương đảo ngược, càn khôn nghịch chuyển, uy lực vô song, hơn nữa còn là đòn đánh vào linh hồn. Uy lực không yếu, vẻ mặt Diệp Thành hờ hững, hắn tung ra đại chiêu màu vàng kim. Bang, nhất kiếm vô song của Cơ Tuyết Băng lập tức bị Diệp Thành nắm trong tay, thân xác hoang cổ thánh thể bá đạo khiến Diệp Thành có thể tay không chống lại nhất kiếm này. Hai người cứ đứng đối đầu với nhau trong khoảng không như thế, cơ tuyết băng cầm chuôi kiếm diệp thành cầm lưỡi kiếm rốt cuộc ngươi là ai cơ tuyết băng không rút sát kiếm ra mà chỉ nhìn diệp thành chăm chú đây là lần đầu tiên cô ta nhìn tần vũ mà người đời đồn đại ở khoảng cách gần thế này khi nhìn thấy đôi mắt lãnh đạm kia cô ta có một thoáng thất thần nó mang đến cho cô ta cảm giác không chân thực ta nói rồi ta là tần vũ diệp thành ung dung nở nụ cười sức mạnh của kim quyền rất đáng sợ sát kiếm của cơ tuyết băng vỡ vụn mạnh như huyền linh chi thể mà cũng bị lùi về sau ta còn có việc các ngươi cứ từ từ nói chuyện sau khi đánh lùi cơ tuyết băng diệp thành bước về phía trước đứng lại đối diện là hoắc tôn sát phà tới hắn ta dẫm trên biển thái âm tay trái vung ra thái âm chỉ lại là thái cực âm thiên ấn bỏ mặt nạ xuống ta sẽ cho người đi giọng nói lãnh đạm vang lên cơ tuyết băng bị đánh lùi lại cũng đã từ từ bước tới từ phía sau diệp thành dưới mỗi bước chân cô ta di chuyển đều có vân hà ba màu bao quanh cuối cùng ngưng tụ thành vân hải lộng lấy. diệp thành khẽ cao mày nhưng khí huyết cuồn cuộn vẫn không ngừng tuôn ra từ trong cơ thể hắn ánh sáng vàng trói lọi dị tượng khổng lồ bầu trời đầy sao hiện ra trên đầu, còn có giải cửu thiên ngân hà từ trên trời giáng xuống. Rớt, Hoắc Tôn là người đầu tiên xuất chiêu, thần thông mạnh mẽ hiển hiện. Diệp Thanh hư lạnh, một bước đạp tan hư không, bắt hoang quyền dung hợp nhiều bí pháp, mạnh mẽ bộc phát ra. Bùm, Hoắc Tôn lại bị đánh lùi, Diệp Thanh không dừng lại, hắn vung tay đánh về hướng khác, chống lại một đòn tay không của Cơ Tuyết Băng. Trận đại chiến bắt đầu trong tích tắc, chấn động đất trời. Ở một bên, Hoắc Tôn dẫm lên biển thái âm, toàn thân phát ra thần mang sáng chói tựa như thần vương, sức mạnh thái âm linh tuyệt vô song. Ở một bên, cơ tuyết băng dẫm lên huyền linh thần hải, cơ thể được bao quanh bởi một tầng thần hà rực rỡ, giống như cửu thiên huyền nữ phong hoa tuyệt đại, đạo pháp huyền linh vô cùng ảo diệu. Ở giữa, bầu trời đầy sao lơ lửng trên đầu Diệp Thành, hắn dẫm lên cửu thiên tinh hà, khí huyết. Vàng kim ngút trời, thân thể được bao phủ bởi thần quang màu vàng kim, mỗi tấc trên cơ thể đều được nhuộm bằng ánh sáng vàng, chẳng khác nào cơ thể rắn giỏi được đúc bằng vàng, trông hắn như chiến thần với khí thế ngút trời ầm um, bùm đoang, trận đại chiến rất hùng tráng hoác tôn và cơ tuyết băng tấn công từ hai phía mỗi một chiêu thần thông thiên phú đều vô song diệp thành tấn công bá đạo tựa như hồng hoang dã thú khí huyết ngập trời mỗi lần hoác tôn và cơ tuyết băng xông tới đều bị hắn đẩy lùi bằng tư thế mạnh mẽ cảnh chiến đấu của ba người vô cùng hoành tráng người từ tứ phương đã lùi lại cách xa hơn tám nghìn trượng kinh hãi nhìn về bên này một đánh hai sao rốt cuộc tần vũ này có lai lịch gì thái âm chân thể và huyền linh chi thể gần như là bất khả chiến bại cung cấp hai người họ liên hợp với nhau không ngờ cũng không áp chế được hắn mà huyết mạch của hắn cũng khiến ta có cảm giác run sợ với thiên phú và thực lực này hắn nhất định phải chất vẻ mặt người của thị huyết điện đều cực kỳ hiểm ác nhất là lão già mặc huyết bào trong mắt lão còn hiện lên tia hung ác lão đã nhìn thấy mối đe dọa rất lớn trên người diệp thành không thể để tên này sống sót cũng như thị huyết điện trong mắt người của chính dương tông cũng lộ ra vẻ dữ tợn ngay cả thái âm chân thể và huyền linh chi thể liên hợp cũng không áp chế được đủ để cho thấy sức chiến đấu và thiên phú của Diệp Thành mạnh nhường nào đối với bọn họ mà nói đây là một mối đe dọa lớn. Giống như Thị Huyết Điện và Chính Dương Tông những người có thủ án với Diệp Thành cũng có suy tính như vậy. Thiên phú và sức chiến đấu của Diệp Thành mang lại mối nguy hiểm cho bọn họ. Nếu cho Diệp Thành đủ thời gian chờ hắn tiến xa hơn thì có lẽ điều chờ đón bọn họ sẽ là cơn ác mộng khủng khiếp. Phụt, giữa những tiếng thảo luận trận chiến ở phía xa đã trở nên rất oanh liệt ba người lần lượt phụt mấu. A à, vẻ mặt hoắc tôn vặn vẹo đáng sợ. Đầu tóc rối tung giống như ác ma, hắn ta gần như điên cuồng thi triển thần thông của mình. Tuy nhiên, dù bí pháp có lợi hại đến đâu thì trước mặt Diệp Thành cũng vô dụng, mọi chiêu thức lần lượt bị đánh bại bởi thực lực cùng với kim quyền vô địch của Diệp Thành, cho dù hắn ta liên hợp cùng Cơ Tuyết Băng thì cũng không có cơ hội đánh trả. Mà Cơ Tuyết Băng cũng đã vô cùng chật vật, cô ta liên thủ với Hoắc Tôn không phải để giết Diệp Thành, cô ta chỉ muốn tháo mặt nạ của Diệp Thành xuống để nhìn thấy khuôn mặt hắn. Tuy nhiên huyền linh chi thể bất bại cùng cấp trong truyền thuyết cho dù đã liên hợp với thái âm chân thể cũng không ép được Diệp Thành ra con át chủ bài, vì vậy cho tới giờ cô ta vẫn chưa thể xác định thân phận thật sự của hắn. So với hai người họ, Diệp Thành vẫn khí huyết sung thiên, khí thế ngút trời, không phải sử dụng đến con át chủ bài, cho dù đối mặt với hai người, hắn vẫn tự tin tuyệt đối. Thái âm phong thiên trận, hoặc tôn dùng tới bí pháp cấm kỵ, triện văn di chuyển trong lòng bàn tay, đè nén từ trên trời xuống, sát trận vô cùng mạnh mẽ giáng xuống. Phá, Diệp Thành bước lên hư không, nghịch thiên sông lên, kim quyền vô địch cực kỳ bá đạo khi thái âm phong thiên trận còn chưa hoàn toàn thức tỉnh đã bị một quyền của hắn đấm xuyên qua phụt hoác tôn hộc ra một búng mấu cả người bay ngược ra ngoài sau khi đánh bay hoác tôn diệp thành đột một quay đầu thì thấy cơ tuyết băng đang nhắm mắt bỗng mở mắt ra nhất niệm hoa khai bí thuật này vô dụng với ta diệp thành gầm lên mang theo thần uy của cuồng long thiên nộ phá vỡ bí thuật bá đạo nhất niệm hoa khai cơ tuyết băng hứng chịu phản vệ khủng khiếp lảo đảo lùi về phía sau không có thời gian điên cùng các ngươi cảm nhận được sát khí từ đằng xa diệp thành đột nhiên xoay người dẫm lên cửu thiên tinh hà di chuyển về một hướng ở lại đó cho ta hoặc tôn tóc tài bù xù lại sát phạt tới một trường ẩn chứa rất nhiều bí pháp nghiền nát một nửa hư không cút diệp thành tung ra một trường mạnh mẽ chỉ một trường đơn giản nhưng lại dung hợp chiến ý vô địch và rất nhiều bí pháp hoặc tôn vừa nhào tới đã bị đánh bật ra ngay lập tức xoay mười mấy vòng trong hư không mới dừng lại phía sau hắn ta cửu thiên huyền linh chỉ của cơ tuyết băng như thần mang đâm xuyên hư không lao thẳng đến chỗ diệp thành Diệp Thành hơi mất kiên nhẫn, hắn lại tung ra một quyền, đẩy lùi Cơ Tuyết Băng. Sau khi đánh lùi hai người bọn họ, Diệp Thành lại dẫm lên Ngân Hà, một bước đi được cả trăm trượng, Ngân Hà cuồn cuộn nghiền ép khiến hư không rung lên dữ dội. Đứng lại, những kẻ có thủ oán với Diệp Thành đều lao lên, hoặc là binh khí hoặc là thần thông, hoặc là sát trận đều ầm ầm kéo đến, sát khí tràn ngập hóa thành đại dương, muốn nhấn chìm Diệp Thành ngay tức khắc. Cút, Diệp Thành giận dữ gầm lên một tiếng như tiếng sấm, Đại La thần đỉnh đột nhiên xuất hiện, lao vụt lên bầu trời, lớn hơn mười mấy trượng ùm um, ùm um, đại la thần đỉnh vừa to vừa nặng đơn giản mà tự nhiên khí huyền diệu lan ra mỗi làn khí đều nặng như núi ngưng tụ thành thác nước chảy từ trên trời xuống vô cùng đáng sợ ngoài ra những chữ vàng của độn giáp thiên thư được diệp thành lạc ấn bên trên cũng phát ra ánh sáng hơn nữa chúng như có linh tính tự sắp xếp thành hàng còn có thiên âm của đại địa đan sen vang vọng uyên bang ầm um, đại la thần đỉnh phóng ra thần uy những binh khí chân áp tới đều rơi xuống đa số đều bị nghiền thành cho bụi mà thần thông đánh tới thì đã có đại la thần đỉnh mang uy năng công phá ngưng tụ thành lớp bảo vệ che chở cho diệp thành cút diệp thành lại hét lên một tiếng bàn tay to lớn màu vàng kim huyễn hóa quét ngang bầu trời đám người xông lên đều bị quét đi từng tốp từng tốp quả thực sau khi hấp thu căn nguyên của hoang cổ thánh thể tu vi của hắn đã tiến cấp lên tới cảnh giới linh hư đỉnh phong sức chiến đấu của diệp thành đã tăng lên mức cực kỳ đáng sợ bây giờ hắn đã có tư cách chiến đấu với tu sĩ ở cảnh giới chuẩn thiên sau khi phá được một khe hở diệp thành tựa như con rồng thực thụ nhảy vọt ra ngoài, chạy vào nơi xa đầu không mảnh lại. Đằng sau, Hoắc Tôn và Cơ Tuyết băng như hai đạo thần mang tiếp tục đuổi theo hắn. Phía sau nữa là những kẻ có thủ án với Diệp Thành, bọn họ cũng đồng loạt xông tới, người thì điều khiển phi kiếm, người thì điều khiển linh thú, người đi trên hư không, ai nấy đều khí thế ngút trời, sát khí đằng đằng. Ầm, um, bùm, chẳng mấy chốc, từng dãy núi sụp đổ, sau lưng là cả đoàn người nhưng không ai có thể đuổi kịp bước chân Diệp Thành. Cuối cùng Diệp Thành không còn kiên nhẫn nữa, hắn chợt dừng lại, gần một tiếng ầm trời nếu các ngươi đã tự tìm đường chất thì đừng trách ta ngay lập tức tay áo diệp thành rung lên thần quang bay lên bầu trời nhìn kỹ lại thì là trận đồ đã bị tàn phá nó xếp thành hàng trong hư không sau khi được diệp thành đẩy chân nguyên vào trận đồ ấy xếp thành chu sát đại trận khổng lồ trong hư không ong ong tuy trận đồ đã bị tàn phá nhưng lại cực kỳ khổng lồ xếp thành hàng trong hư không tràn ra từng luồng sát khí khiến người khác run sợ mỗi luồng sát khí đều nặng như một ngọn núi khổng lồ trong đó còn có thanh long và loan phượng nhảy múa thiên lôi và tiên hỏa tàn sát bừa bãi, đao mang, kiếm trận, tinh hải đều được dung hợp trong đó, trận đồ hấp thu thiên địa tinh khí, phóng ra sức mạnh vô song. Trận đồ này thật mạnh, cờ tuyết băng đuổi theo sát nhất chợt thay đổi sắc mặt, lùi về sau từng bước lớn. Đáng chất, động tác của Hoắc Tôn cũng không chậm, tuy rằng không thể áp chế sát khí của Diệp Thành, nhưng cũng buộc phải tạm thời tránh sự lợi hại của trận đồ này, hắn ta dịch chuyển không gian, chớp mắt đã chạy mất, dù hai người đã né đi nhưng những người phía sau bọn họ đều phải hứng chịu, những tên đuổi theo tới đều bị đâm trực diện, là sát trận đấy, rút lui, đã có người dừng bước. Đến rồi còn định đi à, Diệp Thành hư lạnh, hắn vung tay, chu sát trận trong hư không đột nhiên ập xuống. Phụt, 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 ngay lập tức, từng bóng người bị rớt chất, hóa thành huyết vụ, trong đó có không ít cao thủ cảnh giới không minh, người đông nghìn nghịt cuối cùng rơi xuống từng tốp từng tốp, rất nhiều người còn chưa kịp hét lên đã hóa thành cho bụi. Những cao thủ sát khí đằng đằng bị trận đồ của Diệp Thành đánh cho người chất ngựa đổ, ngã xuống hàng loạt. Cửu Thiên Huyền Linh Hương Giữa những tiếng la hét, một giọng nói lạnh lùng và thờ ơ vang lên dưới bầu trời. Ầm, sau tiếng nổ, linh hương khổng lồ cao 20 trượng đột nhiên dựng đứng trên mặt đất, tản ra thần hà ba màu, ánh lên thần quang chói mắt, mà cơ tuyết băng đã hóa thân thành người trong gương. Cơ tuyết băng trong gương bắt đầu tạo thủ ấn, ngay sau đó, cửu thiên huyền linh hương khổng lồ ầm ầm dung chuyển bộc phát ra thần mang chói mắt, lực ép kinh người khiến quang mang từ trận đồ của Diệp Thành tối đi rất nhiều, nó lung lay sắp đổ, suýt nữa rơi xuống khỏi hư không. Chân áp, Diệp Thành hư lạnh, Đại La thần đỉnh đột nhiên mở rộng tới 50 trượng, từ trên trời giáng xuống, có lẽ uy lực của nó quá lớn nên còn chưa rơi xuống đã có hai ngọn núi cao không chịu được áp sắc. Cửu Thiên Huyền Linh Hương chấn động kịch liệt, đột nhiên bị nghiền nát thành từng mảnh, ngay cả cơ tuyết băng ở trong gương cũng bị đánh nôn ra máu. Thái Âm Long đằng hóa thiên quyết, cơ tuyết băng vừa bị đánh lùi thì đòn tấn công của Hoắc Tôn đã ập đến, biển thái âm hóa thành một con cự long đen, gầm thét về phía Diệp Thành. Thấy thế, Diệp Thành lướt lòng bàn tay qua túi đựng đồ, Ùm, ừ, sau tiếng giao rền vang, bá long đoạn đao xuất hiện trong tay hắn, linh lực và khí huyết cuồn cuộn được Diệp Thành rót vào khiến cho bá long đoạn đao bùng ra thần mang nóng rực. Phá, Diệp Thành bước tới, hai tay hắn nắm chặt rồi vung bá long đao lên, một nhát dao chấm xuống, đao mang chợt hiện, vô cùng bá đạo. Gầm, ngay lập tức, Diệp Thành chấm cự long màu đen thành hai khúc. Còn các ngươi nữa, Diệp Thành hét lên, hắn cầm bá long đao quét ngang hư không, vô cùng mạnh mẽ, những cao thủ vừa xông lên trong nháy mắt đã ngã xuống, rất nhiều người đều bị chớm ngang, công thể và linh hồn đều mất hẳn. Chật chật chật, nhìn Diệp Thành rớt chân đội quân tứ phía, những người đi theo đều tặc lưỡi. Tiểu tử này thông thần rồi sao? Thái âm chân thể, huyền linh chi thể và bao nhiêu cao thủ cũng không làm gì được hắn. Chẳng trách nhiều người muốn rất hắn như thế, nếu để hắn lớn mạnh hơn thì sẽ là kiếp nạn lớn đối với nhiều người và nhiều gia tộc. Cảnh giới linh hư đỉnh phong đã có chiến tích như vậy, đúng là xưa nay chưa từng có. Kẻ nào cản đường ta đều phải chết, giọng nói đanh thép của Diệp Thành cất lên tựa sấm sét đùng đoàng, vang vọng khắp đất trời. Hắn bước lên giải ngân hà, đại la thần đỉnh lơ lửng trên đầu, tay cầm bá long đao, mạnh mẽ xài bước, kẻ nào xông lên đều bị chớm chất ngay tại chỗ. Đám người xung quanh không còn ai dám xông lên nữa. Phía sau Diệp Thành lúc này là một con đường được lát bằng mấu và xương, mấu đổ thành sông, hai cốt trải đầy, còn hắn thì như chiến thần có một không ai với sức chiến đấu vô song, mà lại như sát thần diệt thế với sát khí ngút trời. Nhưng vẫn có người cản đường hắn, một bên là thái âm chân thể hoắc tôn, một bên là huyền linh chi thể cơ tuyết băng đúng là âm hồn không tan diệp thành lạnh lùng thầm nói trong lòng mặc dù sức chiến đấu của hắn đã vượt qua hót tôn và cơ tuyết băng nhưng muốn rất chất họ cần phải sử dụng tới con át chủ bài hơn nữa cho dù rất được họ thì hắn cũng sẽ bị thương nặng thứ nhất hắn vẫn chưa muốn để lộ thân phận thứ hai từ nãy đến giờ hắn vẫn chưa thấy tu sĩ ở cảnh giới chuẩn thiên nào tham gia điều này có nghĩa là bất cứ lúc nào cũng có thể có tu sĩ ở cảnh giới chuẩn thiên tới tuyệt sát hắn phải mau chóng rời khỏi đây vì vậy Diệp Thành không dám quá ham chiến, bởi vì càng kéo dài thời gian, tình hình của hắn sẽ càng tệ hơn. Rớt, 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 Diệp Thành nhìn Hoắc Tôn sau đó lại nhìn Cơ Tuyết Băng, nhẹ giọng nói Cơ Tuyết Băng, cô thì sao? Tháo mặt nạ ra, Cơ Tuyết Băng tiến lên một bước, mặc dù vẻ mặt thờ ơ, lạnh lùng nhưng trong đôi mắt đẹp vẫn có một tia hy vọng. Cô thật sự rất tò mò về thân phận của ta sao? Diệp Thành ung dung hỏi, nhìn Cơ Tuyết Băng với vẻ đầy hứng thú, cho dù ta không phải Tần Vũ thì sao? Liên quan gì đến cô? Nếu ngươi tháo bỏ mặt nạ thì ta sẽ không ngăn cản ngươi nữa. Cô nghĩ cô ngăn được ta sao? Diệp Thành một tay xé mở không gian, quay người đi vào. Đứng lại, hoác Tôn bước lên, dịch chuyển không gian đuổi theo. Đứng lại, đạo pháp của Cơ Tuyết Băng cũng rất huyền diệu, lập tức biến mất tại chỗ, đuổi theo vào không gian hư không. Ầm, um, bùm, chen, chẳng bao lâu, trong không gian hư vô vọng ra âm thanh của trận đại chiến, khoảng không có chu vi 10.000 trượng đang từ từ nứt ra với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường khe hở không gian xuất hiện khiến cho rất nhiều người còn chưa kịp rút lui đã bị cuốn vào trong. Mọi người từ mọi hướng đồng loạt ngửa đầu nhìn lên hư không, mỗi người một vẻ mặt, có hung ác dữ tợn, có tặc lưỡi cảm thán, có sừng sốt kinh hãi. Bùm, không biết qua bao lâu một khoảng không gian sụp đổ, một thân hình đẫm máu rơi xuống. Là hoác tôn, thái âm chân thể, có người tinh mắt lập tức nhận ra người rơi xuống là ai. Bùm, ngay sau đó, một khoảng không gian khác cũng sụp đổ, một bóng người toàn thân nhuốm máu rơi xuống là cơ tuyết băng, huyền linh chi thể, có người chật lưỡi một tiếng. Thất bại rồi, thái âm chân thể và huyền linh chi thể lại thất bại rồi. Hai người hợp lực cũng không địch nổi tần vũ kia, vậy tần vũ phải mạnh cỡ nào chứ? Trong làn sóng thảo luận, rất nhiều người đều nhìn lên hư không, hoác tôn và cơ tuyết băng đều rơi xuống rồi, bọn họ muốn hỏi, vậy tần vũ đâu? Chỉ là bọn họ nhìn rất lâu cũng không thấy Diệp Thành xuất hiện, chỉ có không gian và hư không đã nứt vỡ liên tục liền lại, trong làn huyết vụ mịt mờ dần dần trở nên yên tĩnh. Chạy rồi sao, một lúc lâu sau có người lên tiếng hỏi thử, xem ngươi nói kìa, sao lại gọi là chạy, người ta đi thôi có được không hả? Cũng đúng, ngay cả thái âm chân thể và huyền linh chi thể đều bị đánh bại, còn ai có thể ngăn cản hắn? a à, tiếng giống cuồng loạn cắt ngang cuộc thảo luận, hoác tôn bò dậy từ dưới đất tức giận ngửa mặt lên trời gào to, sự kiêu ngạo của hắn ta không phải bị đánh bại, mà là bị người khác nhìn nát. Ở bên kia, cờ tuyết băng cũng lảo đảo đứng dậy, ánh sáng bao quanh thân thể đã sắp dập tắt, cô ta nhìn khoảng không mờ mịt với vẻ phức tạp, Cuối cùng cô ta vẫn chưa được nhìn thấy khuôn mặt Diệp Thành, cô ta hợp lực với Thái Âm Chân thể cũng không cởi được mặt nạ của hắn, còn bị một mình hắn đánh bại, hơn nữa còn là hoàn toàn bị đánh bại. Sự cao ngạo của cô ta lại bị nghiền nát, Huyền Linh chi thể bất bại trong truyền thuyết cũng lại một lần nữa bị đánh bại. Duyên, lúc này, giữa dạng núi cách vị trí ban nãy không biết bao xa, Diệp Thành tung một trưởng phá mở không gian rồi bước ra ngoài. Dáng vẻ của hắn cũng hơi chật vật, dù sao hai đối thủ đều là bất khả chiến bại cùng cấp, hắn không sử dụng con át chủ bài sức chiến đấu không thể phát huy tối đa nên trên người hắn cũng có rất nhiều vết thương. Hoàng cổ thánh thể bá đạo đúng không, tiểu tử trong đại la thần đỉnh ló đầu ra. Đâu chỉ là bá đạo, thực sự là bất khả. Chiến bại, Diệp Thành cảm thán, khí huyết dồi dào như vậy, cơ thể lại bá đạo như thế, khả năng khôi phục cũng nghịch thiên, đây mới là huyết mạch nghịch thiên bất khả chiến bại cung cấp. Làm gì có huyết mạch nào là bất khả chiến bại cung cấp thật sự, tên tí hon nhìn Diệp Thành. Câu này có lý lắm, ta, hế, Diệp Thành còn chưa nói xong đã đột nhiên cau mày keng đột nhiên có tiếng mũi tên bắn ra từ hướng chéo xẹt thẳng về phía đầu mày của hắn hơn nữa tốc độ cực nhanh mang theo sát khí lạnh lùng chỉ nhìn thôi cũng thấy toàn thân đau nhói cảnh giới chuẩn thiên vẻ mặt diệp thành nghiêm nghị hắn lùi lại với tốc độ nhanh như trước. keng chỉ là phía sau cũng có tiếng của kiếm vang có lẽ là sát khí quá nâng nề còn chưa đâm chúng mà hắn đã cảm thấy lưng mình như muốn tách ra vẫn còn à vẻ mặt diệp thành đột nhiên thay đổi hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc hai cao thủ cảnh giới chuẩn thiên sẽ đến tiêu diệt mình bằng cách đánh lén phụt, phụt, sau hai dòng máu bắn vọt ra, phần ngực trước và phần lưng của Diệp Thành đều bị một nhát kiếm đâm xuyên. Cút, Diệp Thành tay cầm bá long đao, cứ thế di chuyển nhanh thoăn thoắt, khiến cho hai kẻ ở cảnh giới chuẩn thiên đang tiếp cận từ phía trước và sau mình phải lùi về sau. Phụt, Diệp Thành phun ra cả miệng máu, hắn lảo đảo, nhát kiếm của hai kẻ ở cảnh giới chuẩn thiên mang theo sát khí mạnh tuyệt đối, lúc này đang tàn sát cơ thể hắn, phá hủy kinh mạch và xương cốt của hắn, hóa giải tinh nguyên trong cơ thể hắn, đến cả vết thương cũng hiện lên u quang, kể cả một người có khả năng phục hồi bá đạo nhờ có hoang cổ thánh thể như diệp thành thì cũng không thể làm liền vết thương nhanh chóng được đường đường ở cảnh giới chuẩn thiên mà lại đi đánh lén diệp thành nhìn hai người trước mặt với ánh mắt lạnh lùng kẻ bên trái hắn từng gặp trước đây ông ta từng xuất hiện bên ngoài hố thần là một thái thượng trưởng lão của thị huyết điện ông ta mặc huyết bào khí tức lạnh lùng đôi mắt u ám khiến người ta nhìn không thấy đáy lại nhìn sang bên phải lão già này mặc hắc bào và đôi mắt cũng hết sức u ám Ân trụ, Diệp Thành có thể nhìn thấu được người mặc huyết bào là ai. Nếu nhìn kỹ thì đây chẳng phải là Thái Thượng Lão Tổ của Chính Dương Tông Ân Trụ sao? Hay lắm, vì mục tiêu chung, Chính Dương Tông và thị Huyết Điện vốn đối đầu lại bắt tay nhau. Nếu không thì cho dù là tu sĩ ở cảnh giới chuẩn thiên cũng khó có thể khiến Diệp Thành bị thương. Có thể đánh bại được Thái Âm Chân Thể và Huyền Linh Chi Thể, người không nên sống trên đời này. Nghe tiếng gần của Diệp Thành, lão già mặc huyết bào bật cười tôi độc. Cho nên người chỉ có thể chết. Ân trụ nhếch miệng cười tôi độc. Muốn giết ta thì phải trả giá. Diệp Thành loạng choạng hắn lạnh lùng nhìn cả hai người kia. Ta lại muốn xem xem một tên ở cảnh giới linh ngư lấy đâu ra khẩu khí lớn đến vậy, lão già mặc huyết bào lập tức vung tay, bàn tay quát queo bạt về phía Diệp Thành, trong lòng bàn tay còn có một đạo phù văn huyết sắc hiển hiện. Thấy vậy, Diệp Thành vung bá long đao, đao mang dài năm trượng lóe sáng, bá đạo tuyệt đối. Bang, bàn tay của lão già mặc huyết bào hết sức rắn giỏi, một đao của Diệp Thành chớm xuống như chớm phải đá, hắn phụt máu lùi về sau. Cửu chuyển linh thiên ấn, Diệp Thành còn chưa đứng vững thì đòn công kích của ân trụ đã tới, ông ta quần lâm cửu thiên ấn tay xuống một đạo trưởng ấn khổng lồ dáng từ trên trời xuống còn chưa đánh tới phía diệp thành mà mặt đất đã nứt lìa vết nứt cứ thế kéo dài hừ diệp thành không hề tỏ ra sợ hãi hắn bước trên tinh hà nghịch thiên sát phạt lên trời thái cực hỗn độn nhanh chóng được vận chuyển một trường bát hoang dung hòa với rất nhiều bí pháp như bôn lôi trường hàng long trường hám sơn trường huyền quang ấn mang theo chiến ý vô địch nghịch thiên dầm cửu truyền thiên linh ấn đột nhiên bị phá tan còn Diệp Thành cũng theo đó mà bay vào hư không, mặt đất để lại một cái hố sâu. Thấy Diệp Thành ngã vào hư không, lão kia mới nhếch miệng cười nhìn ân trụ, ta cần đại đỉnh của hắn. Ân trụ cũng bật cười để lộ hàm răng trắng bóc, vậy thì phần xác thịt của hắn là của ta. Nói rồi, cả hai lão già lần lượt bổ nhào tới sát phạt về phía Diệp Thành. Diệp Thành hắng giọng, đầu lơ lửng đại la thần đỉnh, chân bước trên tinh hà rộng lớn, tay cầm bá long đao, nghịch thiên sát phạt, khí huyết sục sôi cuộn trào, kim quang chói lọi, một mình hắn đối đầu với hai tu sĩ ở cảnh giới chuẩn thiên dầm đùng đoàng cả dạng núi không hề yên tĩnh từng ngọn núi sụp đổ cảnh tượng chiến đấu khốc liệt phụt phụt điều đáng nói là diệp thành ở thế yếu một cách rõ ràng hắn bị hai kẻ ở cảnh giới chuẩn thiên đánh tới mức không có cơ hội phản lại dầm sau một tiếng động kinh thiên động địa bóng hình diệp thành ngã xuống trong hư không mặt đất lại lần nữa xuất hiện một cái hố sâu hai lão già đáng chất ép ta phải ra đại chiêu trên mặt đất diệp thành mình đầy thương tích lại lần nữa đứng dậy hắn quyết định không màng tới thân phận sử dụng nhiều chiêu bài áp chót và quan trọng nhất đó là hắn đã quyết định sử dụng tới Tiên Luân cấm thuật để tiêu diệt một trong hai lão già này. "Tiểu tử, có cần ta giúp không?" Trong Đại La thần đỉnh, Tiểu Linh Hoa thò đầu ra. "Ngươi dẹp sang bên đi, ôi trời, lão tử đây lợi hại lắm đấy." Tiểu Linh Hoa hô lên. "Ừm, um, ừm." Um. Tiểu Linh Hoa vừa thò đầu ra đã bị lão già mặc huyết bào và ân trụ trong hư không nhìn thấy, cả hai chợt sáng mắt lên, bọn họ đồng thanh lên tiếng, "Đó là thứ gì vậy?" "Ôi trời, nghe câu này, Tiểu Linh Hoa khó chịu thấy rõ, hắn đứng trên đại đỉnh cất giọng mắng chửi thầm tệ, hai lão tạp trùng, mở kiếp, các ông mới là thứ gì, cả nhà các ông mới là thứ gì thì có. Bị tên kia mắng chửi như vậy, cả hai lão già nheo mắt lại giống như nhìn ra sự bất phàm của tiểu linh hoa. Ta cũng muốn có cái thứ nhỏ con này, lão già mặc huyết bào lập tức lên tiếng. Nó là của ta, ân trụ nói rồi lao xuống, mắt ông ta rõ vẻ tham lam. thấy vậy, lão già mặc huyết bào mới lạnh mặt, ông ta cũng như một đạo thần mang bay từ không trung xuống. Vội vàng muốn chất vậy sao, thấy cả hai lão già lao tới, tiên luân nhãn của Diệp Thành đã âm thầm mở, sức mạnh của đồng tử cũng được ngưng tụ, và lại đã ngắm chuẩn ân trụ. Thế nhưng hắn còn chưa tung đại chiêu thì một phần hư không ở bên đã nứt liệt, một bàn tay khổng lồ bạt tới. Bốp, tiếng tát chát chúa vang lên, ân trụ đang xông tới lập tức bị ăn cái bạt đau đớn, ông ta bị bàn tay khổng lồ kia bạt bay đi, cứ thế lộn nhào trong hư không. Sau khi đánh bay ân trụ, bàn tay khổng lồ kia lại chuyển hướng dáng cho lão già mặc huyết bào một cái. Bốp, nhìn cảnh tượng hoành tráng giữa hư không, Diệp Thành chợt nuốt nước bọt, chỉ hai cái bạt mà có thể khiến cả hai lão già ở cảnh giới chuẩn thiên bị đánh bay đi, mở kiếp, đúng là bá đạo. Bàn tay đó thật mạnh, tiểu linh hoa cũng nuốt nước bọt và ngẩng đầu nhìn trời. Là kẻ nào, là kẻ nào, hai âm thanh phẫn nộ liên tiếp vang lên, ân trụ và lão già mặc huyết bào sát phạt tới với sát khí ngút trời. Điều đáng nói đó là trên mặt của hai lão già này vẫn còn y nguyên vết tay, đặc biệt là ân trụ, mặt mày méo sạch cả đi. Không gian hư vô nứt rồi, một lão già đầu tóc bạc phơ từ từ đi tới, ông ta mặc bộ y phục bằng vải gai, thân hình hơi khom khom, bàn tay toàn vết chai sạn. Ông ta thật mạnh, Diệp Thành ở bên dưới cũng nhìn lão già tóc bạc, trong lòng thầm trầm trồ cảm thán. Khí thức mạnh mẽ như vậy, chắc chắn không hề thua kém độc cô ngạo, Diệp Thành lẩm bẩm. Có điều, khi hắn còn đang trầm trồ thì lại phải cau mày như cảm nhận được một cảm giác không ổn trong cơ thể lão già tóc bạc. Phơ, hai vị đạo hiếu, có thể nể mặt ta không, lão già tóc bạc chắp tay mỉm cười với lão già mặc huyết bào và ân trụ, tiểu tử này có duyên với ta, có thể để hắn đi theo ta không như vậy ta sẽ cảm kích vô cùng khón khiếp lão già mặc huyết bào phẫn nộ mặt mày nóng ran ta đuổi cả chặng đường mà ông bảo muốn mang đi là mang đi sao ông coi ta là ai coi thị huyết điện là gì muốn đưa hắn đi thì phải xem ông có bản lĩnh không đã nói rồi ân trụ cũng gần giọng khí tức mạnh mẽ dâng trào hai chỉ nghe lão già kia thở dài lão ta tiến lên trước một bước nhưng ngay giây phút sau đã xuất hiện trước mặt ân trụ thấy vậy không chỉ ân trụ mà đến cả lão già mặc huyết bào cũng kinh ngạc thân pháp dị thường thế này quả khiến người ta trở tay không kịp, đến cả tiên luân nhãn cũng không bắt kịp tốc độ của ông ta. bên dưới diệp thành như dậy sóng trong lòng, sức mạnh của lão già tóc bạc đã vượt qua phạm trù hiểu biết của hắn. trong lúc này trận đại chiến trên hư không đã nổ ra. một bên ân trụ đầu lơ lửng lư đồng ra tay với từng chiêu mạnh mẽ khí thế sục sôi, một bên lão già mặc huyết bao tay cầm một cái lò luyện yêu chân bước trên biển mấu khí thế bá đạo. So với bọn họ thì lão già tóc bạc lại thản nhiên hơn nhiều, trông ông ta như một lão nhân hết đối bình thường, cho dù là đại chiến nhưng ông ta cũng không hề thể hiện ra bất cứ sát khí nào. Ông ta ra tay hết sức nhẹ nhàng, ấy thế mà Diệp Thành lại có thể nhìn ra mỗi lần ông ta ra tay đều mang theo rất nhiều bí pháp. Dầm, dầm, hai bóng hình lần lười ngã nhào giữa hư không khiến cho hai ngọn núi cao sụp đổ. Và hai người này chính là ân trụ và lão già mặc huyết bào của thị huyết điện. Cả hai lồng cồm bò dậy, mặt mày nghiêm trọng tới cực điểm, bọn họ nhìn lão già tóc bạc bằng ánh mắt không sao tin nổi, ông vẫn còn sống. Cũng chỉ là người sắp về với đất mà thôi, lão già tóc bạc mỉm cười, nói. Câu này của ông ta khiến ân trụ và lão già mặc huyết bào lập tức quay người bỏ chạy. Người sắp về với đất, ông ta đang ám chỉ chúng ta sao? Lão già mặc huyết bào và ân trụ không thể không bỏ chạy, liều mạng chiến đấu với một người sắp chất chắc chắn là việc làm ngu ngốc, nếu như khiến ông ta nổi giận thì rất dễ khiến ông ta kéo bọn họ làm miếng lót đường trước khi đi xuống hoàng tuyền. Sau khi cả hai người bỏ chạy, lão già tóc bạc mới từ từ đi về phía Diệp Thành. Diệp Thành lảo đảo vội tiến lên trước, chắp tay cung kính hành lễ, vãn bối Tần Vũ đa tạ tiền bối cứu mạng. Lão già tóc bạc không nói gì, ông ta chỉ khẽ phất tay, Diệp Thành cảm thấy có luồng gió mát thổi qua, sau đó lớp mặt nạ quỷ của hắn liền biến mất. Không còn mặt nạ quỷ minh che mặt, chân dung của Diệp Thành đương nhiên hiện ra trước mặt ông ta. Tiền bối, người, Diệp Thành vô thức lùi về sau. Có điều lão già tóc bạc vẫn không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn khuôn mặt Diệp Thành, ông ta cứ thế chăm chú nhìn Diệp Thành cho tới khi đôi mắt nhòa nước, cơ thể bất giác run lên. Trong dạng núi, bầu không khí tĩnh mịch đến lạ kỳ. Diệp Thành và lão già tóc bạc cứ thế đứng im bất động. Có lẽ ông ta đang chìm trong thứ tình cảm sâu đậm nên hồi lâu không nói nên lời, cứ thế lặng thinh nhìn Diệp Thành, bàn tay có vài lần run run dơ lên như muốn chạm vào khuôn mặt Diệp Thành. Phía này, Diệp Thành thấy lão già nhìn mình như vậy thì mất tự nhiên, hắn hỏi dò tiền bối. Lão già nghe xong thì sực tỉnh, ông ta vội lau đi giọt nước mắt, cười nói, ra ra đưa con về nhà. Nói rồi, lão già tóc bạc kéo tay Diệp Thành, cũng không quan tâm xem Diệp Thành có đồng ý hay không, ông ta cứ thế bước vào không gian hư vô. Diệp Thành chỉ cảm thấy gió vù vù thổi bạt tới khiến đôi mắt hắn khó có thể mở ra. Ông ta rốt cục mạnh tới mức nào mà lại có thể có được sự lĩnh hội về không gian tới mức khủng khiếp thế này chứ, Diệp Thành kinh. Ngạc, muốn đưa mình về nhà, sau hồi ngỡ ngàng, Diệp Thành bắt đầu lẩm bẩm về hàng nhạc tông. Mặc dù vẫn thắc mắc nhưng Diệp Thành không phản kháng, vì hắn cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay người này ông ta giống một người ông hiền từ nhân hậu vậy cứ vậy lão già tóc bạc đưa diệp thành đi vào từng truyền tống trận đi vào không gian hư vô hết lần này tới lần khác cũng không biết mất bao lâu ông ta mới đưa diệp thành vào trong một linh sơn bí hiểm rồi lại từ linh sơn này đi tới một địa cung khổng lồ diệp thành vừa đáp đất đã trông thấy từng bóng người đứng sừng sững trong địa cung bọn họ cung kính chắp tay hành lễ với lão già tóc bạc sau đó lại nhìn sang diệp thành lúc này đã đeo mặt nạ quỷ minh ba tu sĩ ở cảnh giới không minh đỉnh phong 10 tu sĩ ở cảnh giới không minh tầng thứ 9, 17 tu sĩ cảnh giới không minh tầng thứ 8, 29 tu sĩ cảnh giới không minh tầng thứ 7, Diệp Thành đào mắt qua một lượt, hắn suýt chút nữa thì rất cả mắt ra ngoài vì quá kinh ngạc, một trận dung thế này, lại thêm lão già tóc bạc đang đứng bên cạnh hắn, rõ ràng là mạnh đến mức khó tin. Mở kiếp, đây là thế lực phương nào vậy chứ? Có cần phải mạnh tới mức này không? Diệp Thành trầm trồ. Trong khi Diệp Thành còn đang kinh ngạc thì hắn chợt cảm thấy cơ thể mình đã rời khỏi mặt đất, là hắn bị người ta khẽ đẩy từ phía sau, Cả cơ thể đều bay về phía bảo tọa được đúc bằng đồng trên địa cung. Tiền bối, đây, Diệp Thành nào dám ngồi, hắn nhìn lão già tóc bạc bằng vẻ mặt khó hiểu. Ngồi xuống đi, lão già tóc bạc mỉm cười ôn hòa. Khụ, Diệp Thành ho hắng, hắn ngồi trên bảo tọa được đúc bằng đồng xanh. Bái kiến Viêm Hoàng Thánh chủ, Diệp Thành vừa ngồi xuống, những người bên dưới xếp thành hai hàng ngay ngắn, đồng loạt quỳ gối. Nghe vậy, Diệp Thành suýt chút nữa sợ hãi tè ra quần, hắn nhìn lão già tóc bạc bằng vẻ mặt hết sức bất ngờ, tiền bối, nơi, nơi này là Viêm Hoàng lão già tóc bạc không nói gì chỉ khẽ gật đầu mỉm cười. Ực, ừ, ực, ừ, Diệp Thành bất giác nuốt nước bọt, cho tới bây giờ hắn mới biết nơi này là viêm hoàng, cho tới bây giờ hắn mới hiểu câu về nhà của ông ta, hiện giờ hắn là thánh chủ đời thứ 99, nơi này chẳng phải là nhà của hắn sao. Diệp Thành chỉ cảm thấy tim đập thình thịch, nhìn hai hàng người quỳ ngay ngắn trước mặt mình, người nào người nấy đều già cả vài trăm tuổi, cứ thế mà quỳ trước hắn, muốn hắn tổn thọ sao. Diệp Thành ho hắng, hắn đưa nhẫn huyền thương ngọc giới cho lão già tóc bạc, tiền bối, trước thánh chủ này hay là người làm đi, lão già tóc bạc không nhận lấy mà khẽ đẩy tay diệp thành cười ôn hòa huyền thương ngọc giới chính là ngọc cốt của viêm hoàng thánh chủ đời đầu tiên hóa thành nó mang theo linh tính và không nhận bừa người đâu không phải ai cũng có thể đeo nó lên thật hay không vậy con không tin một đạo lưu quang lướt qua tiểu linh hoa trong đại la thần đỉnh chạy ra ngoài nó tóm lấy huyền thương ngọc giới ngay lập tức tên này đeo luôn nhẫn ngọc vào tay mình ồ không đúng nó đeo vào cổ mình vì nó chỉ to bằng nắm tay thôi mà hi hi hay đấy tiểu linh hoa chẳng quan tâm tới thể diện nó không quên nhìn sang lão già tóc bạc này, chẳng phải ta cũng đeo được nó lên sao. Hắn không cần thì cho ta, không ai làm thánh chủ thì ta làm. Có điều, tiểu linh hoa vừa nói xong thì huyền thương ngọc giới liền phát ra thần mang, sau đó bên trên còn có những đạo phù văn nhỏ bé di chuyển và ngay lập tức bao quanh người tên này, cấm cô nó giữa không chung. Ôi trời, tiểu linh đa dít lên, nó muốn cử động nhưng lại không thể. Không cần nữa, ta không cần nữa, tiểu linh ca hô hào, nó muốn tháo chiếc nhân ra nhưng lại không thể, cuối cùng chỉ đành nhìn Diệp Thành bằng ánh mất đau thương diệp thành thức tối chừng mắt nhìn nó hắn phất tay lấy lại huyền thương ngọc rời lần này huyền thương ngọc rời bay về ngón tay diệp thành từng chuyện văn nhỏ bé bên trên dần tiêu tán nó lại lần nữa trở về trạng thái yên bình giống như chiếc nhẫn bình thường khác giờ con tin rồi diệp thành tặc lưỡi hắn không ngờ chiếc nhẫn này lại có khả năng cấm có như vậy chúng ta có thể đứng lên được chưa bên dưới một lão giả với thân hình béo mập nheo mắt tít mắt cười nhìn diệp thành đứng lên đứng lên chứ mọi người mau đứng lên cả đi Diệp Thành với nói, trước đó hắn chỉ lo thoát thân mà quên đi việc này khiến cả toán người quỳ hồi lâu, làm tổn thọ người khác đúng là trời đất không dung. Lùi cả đi, biết Diệp Thành còn chưa quen, lão già tóc bạc khẽ phất tay lên tiếng. Sau đó mọi người lần lượt rời đi, trước khi đi còn nhìn Diệp Thành một cách tò mò, thầm nói không ngờ thánh chủ đời này của viêm hoàng lại trẻ như thế, tu vi cũng thấp qua mức. Nhưng lại không có ai phản bác, vì huyền thương ngọc giới đã nằm trong tay Diệp Thành, đây là sự thật không thể chối cãi. Mọi người lần lượt rời khỏi đây, Diệp Thành cũng đi theo sau thánh chủ xin dừng bước lão già tóc bạc mỉm cười kéo diệp thành lại tiền bối có chuyện gì sao có thể nói cho ta biết thánh chủ lấy huyền thương ngọc giới này từ đâu không ông lão hiền từ nhìn diệp thành là do tiền bối trung viêm truyền lại cho ta diệp thành vội vàng nói không hề che giấu thánh chủ từng gặp sư huynh của ta ư nghe thấy hai chữ trung viêm lão già tóc bạc rất kích động đúng thế diệp thành gật đầu nói đúng sự thật ta đã gặp tiền bối trung viêm ở thập vạn đại sơn thập vạn đại sơn nghe thấy địa danh này ông lão nhờ mắt vẻ mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi, chẳng trách ta tìm lâu như vậy cũng không thấy, thì ra là ở thập vạn đại sơn. Tiền bối trung viêm hóa đá rồi, Diệp Thành nhỏ giọng nói. Điều trong dữ liệu, lão già tóc bạc lắc đầu thở dài, năm đó để tìm sư tôn mà huynh ấy đã đi từng ngóc ngách của đại sở, cuối cùng huynh ấy cũng vào nơi đó. Nói đến đây, mặt ông ta đầy buồn bã và tự trách, xem ra ta phải xuống mổ xin lỗi sư huynh rồi, huynh ấy giao viêm hoàng cho ta, nhưng bây giờ viêm hoàng đã chia năm xẻ bảy. Tiền bối, Tình hình của Viêm Hoàng bây giờ thế nào, là thánh chủ đời thứ 99 của Viêm Hoàng, Diệp Thành bất giác hỏi thăm tình hình. Hai, nói đến tình hình hiện tại của Viêm Hoàng, đầu tiên ông già tóc trắng thở dài, sau đó chậm rãi nói, năm đó sư huynh rời đi, giao Viêm Hoàng lại cho ta, nhưng ta lại quá kiêu căng ngạo mạn, tu luyện bí thuật cấm kỵ mà ngay cả sư tôn cũng không dám tu luyện, vì thế phải hứng chịu phản phệ dữ dội, bế quan tròn 300 năm. 300 năm này, Viêm Hoàng như rắn mất đầu, lại bị thị huyết điện và nhiều thế lực khác xâm lược nên cuối cùng Viêm Hoàng đã sụp đổ. Tiền bối mạnh như vậy, không thống nhất viêm hoàng lại lần nữa sao, Diệp Thành thử hỏi. Ta luôn mong có ngày viêm hoàng được thống nhất một lần nữa, nhưng ta cũng lực bất tòng tâm. Mỗi lần ta ra tay là tu vi sẽ giảm một phần, muốn thống nhất viêm hoàng có lẽ sức chiến đấu của ta phải ở trạng thái đỉnh phong mới làm được. Bởi vì tình hình hiện tại của viêm hoàng thật sự quá phức tạp. Mỗi lần ra tay tu vi sẽ giảm một phần, Diệp Thành khẽ cao mày, lẩm bẩm tự nói, chẳng trách từ hố thần đi ra, khí thức của ông ấy không còn mạnh như trước nữa. Diệp Thành hiểu được sự bất lực của lão già tóc bạc mỗi lần ra tay, Tu Vi sẽ giảm đi một phần, tuy ông ấy rất mạnh nhưng muốn thống nhất viêm hoàng chỉ trong một lần thì thực sự rất khó, nếu thống nhất được viêm hoàng, Tu Vi của ông ấy nhất định sẽ tụt dốc không phanh. Khi đó, viêm hoàng vừa trải qua một trận đại chiến lớn, mà Tu Vi của ông ấy đã giảm mạnh, chắc chắn sẽ bị thế lực khác thâu tóm, ví dụ như con quái vật thị huyết điện khổng lồ, bọn họ chỉ ước Tu Vi của ông ấy giảm xuống mà thôi. Tiểu tử, là Thánh, chủ đời thứ 99 của viêm hoàng, hy vọng ngươi mau chóng lớn mạnh, lão già tóc bạc hiền hòa nhìn Diệp Thành không hiểu sao tâm trạng của diệp thành lại nặng nề khi nghe những lời này vốn dĩ hắn không định nhúng tay vào cuộc đấu đá nội bộ của viêm hoàng nhưng hắn phải trả ơn cứu mạng của trung viêm và lão già tóc bạc trước mặt này mặc dù hắn biết con đường này sẽ vô cùng gian nan thánh chủ của viêm hoàng tận hưởng vinh quang thì đồng thời cũng phải gánh vác sứ mệnh của mình nếu đã được chọn làm thánh chủ của viêm hoàng thì vãn bối sẽ dốc hết sức lực mặc dù áp lực rất lớn nhưng diệp thành vẫn nở nụ cười thoải mái ta vẫn còn trẻ cho dù hy vọng nhỏ nhoi thế nào khi đối mặt với sự tuyệt vọng vẫn có khả năng không giới hạn Ta tin vào mắt nhìn của sư huynh, tin vào mắt nhìn của huyền thương ngọc giới, ta cũng rất tin tưởng năng lực của ngươi. Vậy thì chúng ta bắt đầu thôi, Diệp Thành hít sâu một hơi, nhìn lão già tóc bạc, tiền bối nói cho ta nghe tình hình cụ thể của viêm hoàng lúc này đi, để ta chuẩn bị trước. Lão già tóc bạc gật đầu, vuốt râu, trầm tư một lát rồi nói, nếu nói về tình hình hiện tại của viêm hoàng, trước hết ta sẽ kể cho thánh chủ nghe chuyện của đời trước. Diệp Thành không lên tiếng, chỉ yên lặng lắng nghe, sư tôn của ta có bảy đồ nhi, trung huyền, trung viêm, trung quy, Trung Giang, Trung Ly, Trung Mộ, Trung Tiêu. Ta xếp thứ tư, mà hai vị sư huynh Trung Huyền và Trung Viêm đều đã qua đời. Khi Viêm Hoàng tan giã, tam sư huynh Trung Quy bỏ đi đầu tiên, thành lập Thiên Hoàng. Ngũ sư đệ Trung Ly thành lập Địa Hoàng, lục sư đệ Trung Mộ thành lập Huyền Hoàng. Thất sư muội Trung Tiêu thành lập Nhân Hoàng, còn ta vẫn giữ vững Viêm Hoàng. Viêm Hoàng được chia làm năm, thế lực mạnh nhất là Thiên Hoàng của Trung Quy sư huynh, tiếp theo là Địa Hoàng của Ngũ sư đệ Trung Ly. Huyền Hoàng của Lục sư đệ Trung Mộ tuy không bằng Viêm Hoàng, nhưng có qua lại với thị huyết điện vậy nên mạnh hơn viêm hoàng thế lực nhân hoàng của thất sư muội trung tiêu là yếu nhất nhưng mạng lưới tình báo của muội ấy lại hơn hẳn chúng ta bảng phong vân của đại sở chính là do nhân hoàng viết năm thế lực lớn của viêm hoàng ngoại trừ viêm hoàng nơi chúng ta đang ở thì bốn thế lực khác ít nhiều đều được các gia tộc quy ẩn hỗ trợ có mối quan hệ phức tạp với nhiều thế lực một thế lực nhỏ ảnh hưởng tới cả cục diện lớn chính vì vậy viêm hoàng mới khó thống nhất nghe trung giam nói xong diệp thành xoa cằm cảm thán đúng là phức tạp thật chẳng trách với thực lực của tiền bối mà cũng không dám bừa bãi thống nhất. Mặc dù thực lực của ta mạnh nhất trong số các sư huynh muội, nhưng thống nhất viêm hoàng, chỉ dựa vào thực lực của mình ta thì thực sự quá mong manh, trung giang lắc đầu bất lực, cộng thêm vấn đề về công pháp nên ta lại càng không dám hành động hấp tấp, nếu không thì sớm muộn gì viêm hoàng cũng bị thôn tính nếu không có ta kiểm soát và ngăn chặn. Diệp Thành nghe ra rất nhiều sự chua xót từ những lời này, thầm nhủ ông lão tốt bụng này kéo dài hơi tàn cho viêm hoàng trong những năm qua cũng phải chịu không ít áp lực vậy tiền bối nghĩ chúng ta nên bắt đầu ra tay từ đâu thì hợp lý sau khi cân nhắc một chút diệp thành hỏi trung giang nói xong diệp thành lại bổ sung thêm một câu lời nói đầy ẩn ý sâu xa không giấu gì tiền bối ta có thực lực rất tu sĩ ở cảnh giới chuẩn thiên người có thực lực rất tu sĩ ở cảnh giới chuẩn thiên hiển nhiên trung giang giật mình trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc tiền bối nhìn vào mắt trái của ta đi diệp thành vừa nói vừa nhắm mắt trái lại giây tiếp theo mắt trái của hắn chợt mở ra ngay lập tức một gợn sóng vô hình lấy mắt trái của hắn làm trung tâm rồi lan tràn ra vô tận, ngay cả không gian cũng bị bóp méo. Lục đạo tiên luân nhãn, với hiểu biết của Trung Giang mà. Ông ta cũng không khỏi sửng sốt, ông nhìn vào mắt trái của Diệp Thành với vẻ mặt không thể tin được, không ngờ người cũng có lục đạo tiên luân nhãn. Nghe thấy lời này, Diệp Thành không khỏi ngạc nhiên, hắn hỏi thử, ý tiền bối là còn người khác có lục đạo tiên luân nhãn sao? Tất nhiên rồi, Trung Giang vội nói, sư tôn ta cũng có một con mắt như thế này, mắt hai người giống hệt nhau, điểm khác biệt là tiên luân nhãn của ông ấy ở mắt phải còn của ngươi thì ở bên trái sư tôn của tiền bối là người tiên tộc sao không phải nghe vậy diệp thành không còn bình tĩnh được nữa tia sáng xa xăm bất định lóe lên trong mắt suy nghĩ trong lòng diệp thành nhanh chóng trỗi dậy thật sự quá trùng hợp sư tôn của tiền bối trung giang không phải người của tiên tộc ông ấy có một bên mắt là tiên luân nhãn mà mình không phải người của tiên tộc cũng có một bên mắt là tiên luân nhãn ông ấy là mắt phải mình là mắt trái chẳng lẽ sư tôn của họ cũng được tiên tộc truyền tiên luân nhãn cho sao không đúng diệp thanh sơ cầm trầm giọng lẩm bẩm theo tiền bối khương thái hư nói lục đạo tiên luân nhãn là tiên đồng nghịch thiên 10.000 năm cũng khó có thể thức tỉnh một lần trong vòng 10.000 năm này tiên tộc còn có người khác thức tỉnh được tiên luân nhãn sao hay là tiên luân nhãn của sư tôn họ cũng là của tiền bối khương thái hư vậy cũng không đúng diệp thành nhanh chóng bác bỏ suy đoán này tiền bối khương thái hư từng nói tiên luân nhãn của ông ấy bị cướp mất vào 5.000 năm trước ông ấy ở cấp bậc đại thánh sao có thể do sư tôn của tiền bối trung giang cướp được hơn nữa diện mạo của mình và sư tôn họ còn giống hệt nhau thật sự quá trùng hợp diệp Thành lẩm bẩm một mình suy nghĩ càng lúc càng rối loạn không tìm ra nguyên nhân đây là ý trời ý trời trung giang ở bên cạnh lại vừa kích động vừa mừng rỡ nhìn diệp thành tiểu hữu và sư tôn của ta có nhiều điểm giống nhau ngay cả lục đạo tiên luân nhãn tiên đồng nghịch thiên như vậy mà cũng giống đây là sự sắp đặt của trời cao đã định sẵn ngươi sẽ là thánh chủ của viêm hoàng tiên bối Người có thể nói cho ta nghe về sư tôn của mọi người không? Hiện tại điều Diệp Thành hứng thú nhất là sư tôn của Trung Giang là người như thế nào? Nói đến sư tôn, Trung Giang hít một hơi thật sâu, trong mắt có nhiều thêm vẻ tôn kính. Chúng ta cũng không rõ lai lịch của sư tôn, chỉ biết ông ấy rất bí ẩn, rất mạnh, mặc dù không phải tu sĩ cảnh giới không minh, nhưng ta tự tin rằng ngoài thủy tổ huyền hoàng của Tam Tông, ông ấy là người lợi hại nhất trong 3.000 năm nay, bởi vì theo ta biết thì ông ấy chưa từng thất bại. Khi nói về sư tôn của mình, Diệp Thành có thể thấy ánh lên trong đôi mắt già nua của Trung Giang là niềm tự hào mãnh liệt. Ngay cả tiền bối cũng không rõ lắm, xem ra sư tôn của người đúng là rất bí ẩn, Diệp Thành cười nhẹ. Hai, có lẽ vì quá kích động, nói xong, Trung Giang lại thở dài một hơi, nếu ông ấy còn sống thì viêm hoàng cũng không rơi vào tình cảnh như hôm nay, sư huynh muội trở mặt thành thù, nếu ông ấy còn tại thế không biết sẽ đau lòng nhường nào. Sao tiền bối phải than trời trách đất như vậy? Diệp Thanh mỉm cười an ủi, ta với sư tôn của người có nhiều điểm giống nhau như thế, ông ấy có thể khiến viêm hoàng trở nên huy hoàng, có lẽ ta cũng có thể. Ta tin ngươi, trở về chủ đề chính, chúng ta hãy nói xem nên bắt đầu ra tay từ bên nào trước đi. Nhân hoàng, Trung Giang không hề nghĩ ngợi mà nói ra nhân hoàng của thất sư muội Trung Tiêu. Ồ, Diệp Thanh mỉm cười hỏi, sao tiền bối lại chọn nhân hoàng? Trung Giang khẽ vuốt dâu, một lúc sau mới đáp, mặc dù thất sư muội kỳ quặc, nhưng kể từ khi viêm hoàng nội chiến, muội ấy luôn giữ thái độ trung lập hơn nữa khi viêm hoàng gặp khó khăn muội ấy cũng âm thầm giúp đỡ tuy muội ấy không nói nhưng trong lòng ta biết muội ấy cũng muốn viêm hoàng lại được huy hoàng như trước đây một lần nữa ý tiền bối là chúng ta sẽ lôi kéo nhân hoàng của bà ấy diệp thành dò hỏi so với những sư huynh đệ kia lôi kéo nhân hoàng của thất sư muội là đáng tin cậy nhất trung giang thở dài nói xong ông ấy nhìn diệp thành nói với vẻ đầy ẩn ý hơn nữa nếu muội ấy gặp được ngươi khả năng sẽ có hy vọng ý tiền bối là sao diệp thành hơi giật mình hai nghe vậy trung giang lại thở dài suy nghĩ một lúc rồi vẫn nói trung tiêu sư muội còn có một cái tên khác là hồng trần tuyết cái tên này được bắt nguồn từ sư tôn của ta tên sư tôn là hồng trần có lẽ ngươi không thể hiểu được đâu người mà trung tiêu sư muội thích chính là sư tôn sau khi sư tôn biến mất muội ấy mới tự đặt cho mình cái tên hồng trần tuyết nghe trung giang nói xong khóe miệng diệp thành giật giật hắn đã nghe rất rõ ý của trung giang là muốn hắn mạo danh hồng trần sử dụng mỹ nam kế sao Nhờ vào việc bà ấy còn niềm tình cũ, lôi kéo toàn bộ nhân hoàng về phía viêm hoàng. Có lẽ nhìn thấy vẻ mặt thú vị của Diệp Thành, Trung Giang ho khan một tiếng rồi cười bảo, đi một chuyến cũng không sao, cho dù không vì viêm hoàng, chỉ vì những đau khổ suốt bao năm nay của sư muội để cho muội ấy được nhìn lại khuôn mặt sư tôn lần nữa để dứt khoát mối nhân quả. Ta cứ tới đó thế này liệu có bị bà ấy bóp chất không, Diệp Thành bất giác nuốt nước bọt. Có lẽ ngươi sẽ bị muội ấy kéo lên giường ha ha ha, câu nói bất ngờ của tên tí hon khiến Trung Giang cũng phải sặc nước bọt. Ngươi cút đi cho ta, Diệp Thành đánh bay tên tí hon. Diệp Thành sờ chóp mũi, cười khan nói tiền bối à, chúng ta đổi mục tiêu khác đi. Ta có thể hiểu được tình yêu giữa sư tôn và đồ đệ, sư tôn của người là độc nhất vô nhị trong lòng bà ấy, nếu ta đi thật sự có khả năng bị rất đấy. Ngoại trừ nhân hoàng, với thực lực hiện nay của viêm hoàng thì không thể khiến ba thế lực mạnh khác lung lay. Nghe vậy, Diệp Thành vô thức dai đầu mày, hắn cứ có cảm giác toàn thân ớn lạnh. Được rồi, mọi chuyện đều do con người, Trung Giang bật cười vỗ vai Diệp Thành, nghỉ ngơi đi ngày mai ta đưa ngươi đến nhân hoàng. Ồ, oh, Diệp Thành đáp lại, nhún vai bước đi ra ngoài, nhìn bóng lưng rời đi của Diệp Thành, trung giang ở phía sau lại ngẩn người, tự lầm bẩm ngay cả bóng lưng cũng giống nhau như vậy, chẳng trách sư huynh lại truyền huyền thương ngọc giới cho hắn. Bên này, Diệp Thành vừa ra khỏi địa cung đã thấy một lão già mập mạp đi tới, nhìn kỹ lại thì chẳng phải chính là ông lão mập quỳ ở hàng cuối cùng trong địa cung sao. Người ông lão này còn to hơn cả bàng đại hải ở vạn bảo các của hàng nhạc tông, ngực núng nính, bụng bự như Phật Di Lặc, điểm khác biệt duy nhất là hai mắt to sáng ngời của ông ấy thật sự không thể so sánh với Bàng Đại Xuyên. Thánh chủ, ông lão mập mạp cung kính hành lễ, trung lão dặn ta đưa thánh chủ về chỗ ở, thánh chủ cứ gọi ta là Hoàng Đại Sơn nhé. Không cần khách sáo, gọi ta Tần Vũ là được, Diệp Thành cười vui vẻ. Sao thế được, vậy ông cứ gọi là thánh chủ đi. Hai người sóng vai nhau bước đi, dưới sự dẫn đường của Hoàng Đại Sơn, Diệp Thành đi tới một ngọn núi ở chính giữa Linh Sơn. Dọc đường đi, Diệp Thành nhìn trái ngó phải, thầm nhủ tòa linh sơn này thật phi phàm, còn to hơn cả linh sơn của thiên tông thế gia, hơn nữa cả ngọn núi đều được đại trận bao phủ, chỗ nào cũng có trận văn bí ẩn. Ngoài ra, có thể nhìn thấy ngưng linh trận ở khắp mọi nơi trong linh sơn, khiến cho linh khí ở nơi đây vô cùng dồi dào, mây mù trong không khí vô cùng tinh khiết, dưới làn sương mù mờ ảo càng làm tăng thêm cảm giác bí ẩn cho tòa linh sơn này. Nghe nói gì chưa, hố thần sụp đổ rồi, đang đi, Diệp Thành nghe thấy lời bàn tán của mấy đệ tử phía đối diện. Sao lại chưa nghe nói được chứ? Nghe nói một người tên Tần Vũ, đã một mình đấu với thái âm chân thể và huyền linh chi thể, hơn nữa rất nhiều người trong hố thần đều bị hắn đánh bay ra ngoài. Đó vẫn chưa là gì, ta còn nghe nói rất nhiều cao thủ đuổi theo cũng không ngăn được hắn, bị hắn rất chất và đánh bị thương rất nhiều, thế mà vẫn để hắn chạy thoát. Có lẽ mấy người trò chuyện quá hăng say nên không phát hiện ra Hoàng Đại Sơn và Diệp Thành đang đi tới. E hèm, Hoàng Đại Sơn khẽ ho một tiếng, nghe thấy âm thanh, mấy đệ tử của viêm hoàng mới vội vàng hành lễ, bái kiến hoàng trưởng lão bốp bốp nhưng hoàng đại sơn lại bước lên tát cho mỗi người một cái còn mắng một câu không có quy tắc không biết lớn nhỏ lớn gì cả chào thánh chủ trước thánh thánh chủ mấy tên đệ tử đều thẳng thốt ánh mặt đều hướng sang nhìn diệp thành đang đeo mặt nạ bọn họ quan sát một lượt từ trên xuống dưới sau đó nhìn về huyền thương ngọc giới trên ngón tay diệp thành thấy vậy mấy tên đệ tử vội vàng quỳ một gối xuống bái kiến thánh chủ đi tu luyện đi diệp thành phất tay tạm thời bỏ qua cho họ khi đi qua Hoàng Đại Sơn hung hăng chừng mắt nhìn mấy tên đó, sau này chú ý một chút cho ta. Vâng vâng, mấy tên đệ tử vội vàng gật đầu. Sau khi Diệp Thành và Hoàng Đại Sơn đi xa, mấy tên mới đưa mắt nhìn nhau, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta. Sao lại tìm một người ở cảnh giới linh hư làm thánh chủ vậy? Ta không nhìn nhầm chứ, ta cũng thấy kỳ lạ, sao huyền thương ngọc giới lại chọn tên tiểu tử đó? Đúng là khó hiểu, nhưng sao nhìn người này lại thấy? Chẳng bao lâu, tin tức viêm hoàng đã có thánh chủ được mấy tên đệ tử truyền khắp Linh Sơn. Hả, Viêm hoàng của chúng ta có thánh chủ rồi sao? Cái gì? Tu Vi chỉ ở cảnh giới linh hư thôi. Sao cơ? Còn đeo mặt nạ nữa. Chẳng mấy chốc, những giọng nói kinh ngạc như vậy lần lượt vang lên, không ít người chạy ra, đi theo phía sau chỉ để nhìn thấy khuôn mặt thật sự của Diệp Thành. Phía trước, Diệp Thành vẫn đang nhìn ngó xung quanh, thỉnh thoảng hái vài quả linh quả từ trên cây xuống cho vào miệng. Hoàng trưởng lão, Diệp Thành cắn một miếng linh quả, mỉm cười với Hoàng Đại Sơn, lần này viêm hoàng chúng ta có phái đệ tử nào đến hố thần không? Có, hoàng đại sơn thậm chí còn không nghĩ đã nói luôn trả lời một cách khẳng định còn là mười mấy người cơ ồ diệp thành vừa định ăn nốt linh quả nghe hoàng đại sơn nói vậy thì không còn bình tĩnh được nữa viêm hoàng cũng phái đệ tử đến hố thần diệp thành sờ chóp mũi vẻ mặt hơi kỳ lạ cũng không thể trách hắn như vậy vì trong hố thần ngoài một số ít người thì những người còn lại đều bị hắn cướp không chỉ là cướp mà hắn còn rất rất nhiều người nếu trong số đó có người của viêm hoàng thì thật rắc rối nghĩ đến đây diệp thành ho khan một tiếng nói với hoàng đại sơn hoàng trưởng lão có thời gian thì xem thử những đệ tử đến hố thần kia đã trở về chưa, nếu về rồi thì dẫn họ tới gặp ta." Mặc dù hơi kinh ngạc nhưng Hoàng Đại Sơn vẫn gật đầu, đã hiểu. "Đứng lại." Hoàng Đại Sơn vừa dứt lời, một giọng nói hùng hồn đã vang lên từ phía sau. Khi Diệp Thành quay đầu lại thì thấy một gã thanh niên cường tráng mang theo thanh đại đao đầu quỷ tới. Dáng người của tên này cực kỳ vạm vỡ, cánh tay săn chắc, có thể thấy được cơ bắp cuồn cuộn trông cực kỳ khỏe mạnh, mái tóc đen dễ che bù xù, đôi mắt to như chuông đồng, rất có hồn. Khi hai người đang nói chuyện thì người thanh niên cường tráng đã đi tới, đầu tiên gã liếc nhìn Hoàng Đại Sơn, sau đó mới chuyển ánh nhìn về phía Diệp Thành. Người chính là thánh chủ mới của viêm hoàng chúng ta, gã thanh niên cường tráng không hề nghi kỵ điều gì, nói năng hùng hổ, hơn nữa khi nói nước miếng còn văng ra đầy trời, phụt hết vào mặt Diệp Thành. Viêm Long, chưa có vô lễ, Hoàng Đại Sơn khẽ quát. Ông tránh sang một bên, vừa nhìn đã biết Viêm Long là một người thẳng tính, gã kéo Hoàng Đại Sơn sang một bên, đôi mắt to sáng rực nhìn chằm chằm Diệp Thành tiểu tử, người lợi hại lắm, mới ở cảnh giới linh hư mà đã dám làm thánh chủ của Viêm Hoàng. Chẳng còn cách nào khác vì Huyền Thương Ngọc giới chọn ta, Diệp Thành thản nhiên nhún vai. Được copy tại tjcmtgunme. Lão tử không phục, lão tử muốn khiêu chiến với ngươi. Viêm Long, thằng nhãi này, mặt Hoàng Đại Sơn u ám, ông ta lại bước lên nhưng còn chưa nói xong đã bị cánh tay rắn chắc của Viêm Long kéo sang một bên. Mà lúc này, những đệ tử của Viêm Hoàng đi theo Viêm Long tới cũng đã đến nơi, bọn họ thì thầm với nhau, tò mò nhìn Diệp Thành đây là thánh chủ viêm hoàng hà, đúng là cảnh giới linh hư thật, đúng là có đeo mặt nạ, viêm long huynh bế quan tu luyện, vừa đột phá đến cảnh giới không minh, xem ra vị thánh chủ mới của chúng ta sắp phải mất mặt rồi. Giữa những tiếng thảo luận, viêm long lại lên tiếng lần nữa, hỏi người đấy. Ta muốn khiêu chiến với ngươi, có đồng ý không? Đồng ý, đương nhiên đồng ý, diệp thành vạn cổ. Vậy thì tới đi, viêm long chợt lùi lại hơn 10 trượng, khí thế cuồng bạo bộc phát, ngay cả tóc cũng dựng ngược lên, trên người gã còn được những luồng khí tức màu vàng kim bao quanh ta ra tay không biết nặng nhẹ đâu, sau này đừng trách ta đấy, Diệp Thành vẫn thản nhiên xoay cổ. Nói năng hùng hồn lắm, viêm long gần lên rồi đột một bước về phía trước, cả người nhảy lên không chung, cầm chặt đại đao trong tay. Bạo long chảm, sau tiếng hô của viêm long, đao mang dài năm trượng của gã bổ xuống từ trên cao, cực kỳ bá đạo. Lại nhìn tới Diệp Thành, hắn chỉ có một động tác, đó là giơ tay lên sau đó vung ra. Giác, một trường của Diệp Thành đã văng đao mang dài năm trượng đó đi rồi khiến nó vỡ nát. Bốp, ngay lập tức có tiếng tay đập vào người vang dội sau đó toàn bộ cơ thể viêm long bị ném bay ra ngoài qua wow, các đệ tử viêm hoàng đang có mặt đều mang vẻ mặt kinh ngạc đồng loạt nhìn lên bầu trời ánh mắt họ di chuyển theo đường vòng cung tuyệt đẹp mà viêm long bay đi ầm um, không biết đến lúc nào một tiếng ầm mới vang lên ở đằng xa thân thể to lớn của viêm long nằm giang hai chân hai tay trên đất mặt đất lún thành một cái hố to hình người ực ừ, ực ừ, rất nhiều người đều đang nuốt nước bọt khi nhìn tới diệp thành thì thấy hắn đã đi lên núi với hoàng đại sơn chỉ chỉ một trường mà đã văng được viêm long sư huynh ở cảnh giới không minh ra rồi hắn mới chỉ ở cảnh giới linh hư thôi sao sao lợi hại quá vậy giờ thì biết rồi đó thánh chủ của viêm hoàng không phải vừa đâu khi mọi người còn đang bàn tán sôi nổi thì diệp thành và hoàng đại sơn đã dừng lại trên đỉnh núi thánh chủ chính là chỗ này hoàng đại sơn chỉ vào một tòa cung điện uy nghiêm hiển hách trên đỉnh núi ta đã để những nguyên liệu cần thiết cho việc tu luyện vào trong rồi xin hỏi thánh chủ còn cần gì nữa không ạ Ông đi làm việc của mình đi, Diệp Thành phất tay, sau đó xoay người đi vào cung điện. Vừa bước vào cung điện, Diệp Thành cảm thấy trước mắt sáng lên, trong cung điện này có càn khôn, là một thế giới riêng biệt. Thế giới này là một khu vườn nhỏ với chu vi 10.000 trượng, mặt đất trồng đầy linh thảo, đâu đâu cũng có thể thấy cây linh quả, còn có linh tuyền đang chảy róc sách, nơi sâu thẳm bị cây linh quả che khuất có một căn gác nhỏ. Thật hào phóng, Diệp Thành tặc lưỡi cảm thán, hắn đưa tay hái một quả linh quả cho vào miệng, sau đó ngồi xếp bằng dưới gốc cây diệp thành khẽ nhắm mắt lại thông qua chín phân thân để liên lạc với thái hư cổ long trong thế giới dưới lòng đất của chính dương tông đạp ngừa vừa liên lạc được với thái hư cổ long hắn đã nghe thấy tiếng gào rú của nó hoang cổ thánh thể hả ngươi biết hoang cổ thánh thể à nói thừa thái hư cổ long dụi đôi mắt ngáy ngủ nhìn chằm chằm vào chín phân thân của diệp thành lòng nhãn phát ra ánh sáng rực rỡ đúng là hoang cổ thánh thể rồi tiểu tử đã có chuyện gì xảy ra với ngươi vậy mấy ngày không gặp sao ngươi đã có huyết mạch nghịch thiên này rồi hấp thu được trong hố thần đấy. Hố thần, hố thần, một trong năm cấm địa lớn của đại sở. Chính là nó, Diệp Thành gật đầu, ban đầu ta cũng không biết, chỉ vô tình thấy thôi, sau khi hấp thu vào thì nhiết bản thoát biến. Người đúng là may mắn, thái hư cổ long thở hồn hển hét lên, đầu tiên là tiên luân nhãn, sau đó là đại la thần đỉnh, bây giờ lại còn có căn nguyên của hoang cổ thánh thể, người sinh ra đã may mắn rồi. Sao lúc nào người cũng gặp chuyện tốt thế, chịu thôi, ra đây nhân phẩm tốt, chín phân thân. Của Diệp Thành đồng loạt nhún vai, vô lý, vô lý thái hư cổ long phát điên không ngừng kêu gào đại sở lấy đâu ra nhiều bảo bối thế ta đã thấy kỳ lạ rồi cuối cùng còn bị ngươi lấy hết nữa ngươi có thể kể cho ta nghe về lịch sử huy hoàng của hoang cổ thánh thể này không sao ta nghe nói hoang cổ thánh thể đại thành có sức chiến đấu sánh ngang với đại đế nói thừa mặc dù hơi bực bội nhưng thái hư cổ long vẫn giải thích cho diệp thành nó cũng rất vui khi kể cho hắn một số chuyện xưa hoang cổ thánh thể đúng như tên gọi là huyết mạnh mẽ đại được sinh ra trong thời hoang cổ trăm nghìn năm mới xuất hiện một lần, nhưng mỗi lần xuất hiện thì đều nghịch thiên. Sở dĩ nói là huyết mạch nghịch thiên trong nghịch thiên bởi vì nó là huyết mạch duy nhất có thể sánh ngang với đại đế trong số rất nhiều huyết mạch nghịch thiên. Tộc Thái Hư Cổ Long của ta từng có một vị trí tôn gặp phải một bậc hoang cổ thánh thể đại thành, không ngờ khi chiến đấu thì lại bên tám lạc, người nửa cân. Từ hoang cổ đến thượng cổ, hoang cổ thánh thể đều đóng vai trò chúa cứu thế, bởi vì cứ cách vài chục nghìn năm là sẽ có một trận đại nạn lớn càn quét chư thiên vạn vực, sẽ có cao thủ cấp đế vô danh từ vực khác đến xâm lược, nếu chưa thiên vạn vực không có đại đế chấn giữ mà có hoang cổ thánh thể đại thành thì hoang cổ thánh thể sẽ thay thế đại đế bảo vệ chư thiên vạn vực có rất nhiều thánh thể đại thành hy sinh huy hoàng trong trận huyết chiến bảo vệ chư thiên vạn vực bởi vì cao thủ cấp đế xâm lược ấy không chỉ có một người có thể là hai hoặc ba hoặc có thể nhiều hơn nếu như vậy hoang cổ thánh thể sẽ chiến đấu đến giọt mấu cuối cùng đây là số mệnh của họ cũng là vinh quang trí cao mà họ dùng cả đời để bảo vệ trong trí nhớ của ta có một bậc hoang cổ thánh thể đại thành từng một mình chống lại năm vị đế được mệnh danh là thánh thể mạnh nhất trong lịch sử. ông ấy tên là Đế Hoang, là người đàn ông chiến đấu đến giọt máu cuối cùng và đã tạo nên một câu chuyện thần thoại của riêng mình. nói đến đây, ngay cả Thái Hư Cổ Long cũng im lặng, trong đôi mắt rồng hiện lên vẻ tôn kính. sự im lặng của nó thể hiện sự tôn trọng đối với bậc Hoang của thánh thể ấy. như vậy nghĩa là nếu đời này Chư Thiên Vạn Vực không có đại đế xuất thế mà lại có cao thủ cấp đế của khu vực khác tới xâm lược thì ta sẽ phải thay đại đế bảo vệ Chư Thiên Vạn Vực. cũng không phải, Thái Hư Cổ Long lắc đầu, người không phải Hoang của thánh thể hoàn chỉnh người chỉ kế thừa căn nguyên của hoang cổ thánh thể, không có thần tàng của hoang cổ thánh thể. Chỉ dựa vào một điều này thôi, khi người đạt tới đại thành cũng không có sức chiến đấu sánh ngang đại đế. Thần tàng của hoang cổ thánh thể, Diệp Thành không hiểu đó là cái gì. Những huyết mạch nghịch thiên như thái âm chân thể, thái dương chân thể, huyền linh chi thể hay hỗn hợp chi thể đều có thần tàng của riêng mình, trong thần tàng có truyền lại thần thông thiên phú của họ, thái hư cổ long chậm rãi nói. Ngừng một lúc, thái hư cổ long lại nói tiếp, lấy một ví dụ thế này nhé, chẳng hạn như huyền linh chi thể, chỉ khi đồng thời sở hữu căn nguyên của huyền linh chi thể và thần tàng của huyền linh chi thể mới là huyền linh chi thể hoàn chỉnh hoang cổ thánh thể cũng vậy phải đồng thời có căn nguyên của hoang cổ thánh thể và thần tàng của hoang cổ thánh thể mới là hoang cổ thánh thể thật sự nói đến đây thái hư cổ long mới nhìn chín phân thân của diệp thành người không có thần tàng của hoang cổ thánh thể nên dù người đạt tới cảnh giới đại thành cũng không có sức chiến đấu nghịch thiên sánh ngang với đại đế đâu nghe ngươi nói vậy thì ta hiểu rồi diệp thành sơ cầm sau đó hỏi cao thủ cấp đế từ vực khác tới xâm lược là thế nào vậy không phải một thời đại chỉ có một người có thể trở thành đại đế sao? Khu vực khác không bị điều này. Giới hạn à, bây giờ ngươi chưa cần biết vấn đề này, Thái Hư Cổ Long hỏi gì cũng nói, nhưng lần này lại không giải thích cho Diệp Thành, đến khi ngươi đủ mạnh thì sẽ tự nhiên hiểu ra mọi chuyện, bây giờ nói thêm nữa cũng vô ích. Vậy ngươi có cảm nhận được chính Dương Tông lại có thêm mấy luồng khí thức cảnh giới chuẩn thiên không? Diệp Thành lại hỏi, hơn nữa còn nói ra nghi hoặc trong lòng mình. Ta đã nghe nói từ lâu rằng số lượng cảnh giới chuẩn thiên ở đại sở có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng trên đường tới đây ta lại gặp rất nhiều, thế này là thế nào? Ta đã nói với người rồi, thiên địa đại sở đang thay đổi, thái hư cổ long ung um dung đáp, đúng là chính Dương Tông lại có người đột phá đến cảnh giới chuẩn thiên. Ta nghĩ không chỉ chính Dương Tông mà Thanh Vân Tông và hàng Nhạc Tông của ngươi và rất nhiều cao thủ cảnh giới không minh tầng 9 đều đã tiến cấp đến cảnh giới chuẩn thiên rồi. Sức mạnh bí ấn chân áp thiên địa đại sở đang từ từ giải trừ phong ấn, có lẽ không lâu nữa sẽ có tu sĩ cảnh giới không minh xuất hiện, có lẽ đời này đại sở sẽ có tu sĩ cảnh giới thiên. Là vậy à, Diệp Thành chợt hiểu ra. Nói xong, Diệp Thành lật tay lấy đại la thần đỉnh ra, chỉ vào kim tự lạc ấn bên trên rồi hỏi, người có ấn tượng gì với những chữ này không? Ta không biết những kim tự này, nhưng tiểu tử trong cái nồi sắt lớn của ngươi là gì đấy, Thái Hư Cổ Long nhìn tên tí hon đang ngủ say trong đại la thần đỉnh. Nó nói nó là người Linh Tộc, Linh Tộc à, Thái Hư Cổ Long đảo mắt, nghĩ một lúc rồi lại gãi đầu, cơ thể của người Linh Tộc đều nhỏ xíu vậy thôi hả? Ngươi không có ký ức về Linh Tộc à, không phải trước kia đã nói cho ngươi rồi hả? À? Chúng ta bị chớm thành ba phần, không chỉ long hồn bị chớm thành ba phần mà ký ức cũng bị mất đi. Có lẽ linh hồn thái hư cổ long đang bị phong ấn trong ký chủ của hàng nhạc tông sẽ biết kim tự trên đại đỉnh và tên nhóc trong đại đỉnh của ngươi, khi nào về, ngươi có thể nói chuyện với nó. Tối đó, Hoàng Đại Sơn dẫn hơn chục đệ tử viêm hoàng tới. Khi Diệp Thành đeo mặt nạ quỷ minh bước tới, mười mấy tên đệ tử của viêm hoàng xứng sở tại chỗ tần, tần vũ. Hỗn láo, sao các người dám gọi thẳng tên thánh chủ như thế, Hoàng Đại Sơn quát lên. Hoàng trưởng lão, mau tới đây, Diệp Thành gọi Hoàng Đại Sơn tới, sau đó cũng chẳng coi mình là người ngoài mà khoác vai ông ấy, đầu tiên hắn nhìn mười mấy đệ tử của Viêm Hoàng rồi ho nhẹ một tiếng, đệ tử của Viêm Hoàng vào hố thần lần này có ai chất hay bị thương không? Chất thì không chất, nhưng hầu hết đều bị thương, Hoàng Đại Sơn nói thật, ta còn nghe chúng nói chúng bị cướp, người cướp của chúng không phải thái âm chân thể thì chắc chắn là huyền linh chi thể. Phù, nghe vậy, Diệp Thành thầm thở phào nhẹ nhõm, không chất là tốt, không chất là tốt khi hai người đang nói chuyện thì hơn chục đệ tử của viêm hoàng đều nhìn diệp thành đeo mặt nạ quỷ minh với vẻ mặt rất đặc sắc thế thế này là thế nào tần vũ là thánh chủ của viêm hoàng chúng ta ư mười mấy đệ tử của viêm hoàng đều cảm thấy khó hiểu tin tức này thật sự khiến ta bất ngờ đó cũng may khi ở hố thần không động đến hắn nếu không kết cục chắc chắn vô cùng thê thảm nhưng hắn mới chỉ ở cảnh giới linh hư thôi không ngờ lại có thể làm thánh chủ của viêm hoàng chúng ta đây là lý lẽ gì vậy chứ ngươi biết cái gì là huyền thương ngọc giới chọn hắn đấy, có người chỉ vào chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay Diệp Thành. Hơn nữa thiên phú của hắn là một trong số ít ở đại sở, sức chiến đấu của hắn cũng là hiếm có. Người đã quên cảnh tượng kinh hoàng trong hố thần rồi à? Thái âm chân thể, huyền linh chi thể, bao nhiêu đệ tử bảng phong vân, bao nhiêu cao thủ cũng không ngăn được hắn. Tiềm lực lớn như vậy, chúng ta nên cảm thấy may mắn chứ. Có lẽ một ngày nào đó hắn có thể dẫn dắt chúng ta thống nhất viêm hoàng. Đấy, nhóm đệ tử truyền âm trò chuyện, người một câu, ta một câu bên này diệp thành và hoàng đại sơn cũng đã nói chuyện xong hoàng đại sơn rời đi diệp thành bước tới trước mặt mười mấy người thánh thánh chủ mọi người cung kính hành lễ có thu hoạch được gì từ trong hố thần không diệp thành ho khan một tiếng rồi mỉm cười hỏi nói tới hố thần mười mấy người đều hết sức phẫn nộ chúng ta tìm được không ít bảo bối nhưng đều bị thái âm chân thể và huyền linh chi thể cướp mất rồi thấy vẻ mặt bực bội của các đệ tử diệp thành bất giác xoa mũi thái âm chân thể và huyền linh chi thể cướp của các người đều là do ta giả mạo mà ra cả có điều những lời này Diệp Thành đương nhiên sẽ không nói ra, nếu không thì mười mấy đệ tử sẽ chửi hắn không ngừng được lên mất. Trước đây chúng ta không biết Tần Sư Huynh là thánh chủ của Viêm Hoàng, mong huynh lượng thứ, khi Diệp Thành đang xoa mũi thì mười mấy đệ tử Viêm Hoàng lại lần nữa cung kính chắp tay, nếu trước đó có gì mạo phạm, xin huynh bỏ qua cho. Ta không phải là tiểu nhân đâu, Diệp Thành xua tay tùy ý sau đó phất áo lấy ra mười mấy cái túi đựng đồ đặt vào tay bọn họ, bên trong mỗi túi đựng đồ đều có một triệu linh thạch. Thánh chủ, đây, mười mấy đệ tử bất ngờ, bọn họ có phần ngỡ ngàng, thầm nói thánh chủ thật rộng lượng. Ta trước nay đều rất hào phóng với người của mình, Diệp Thành mỉm cười, còn chuyện mà mọi người bị cướp trong hố thần thì sẽ có ngày ta đích thân tìm hoác Tôn và Cơ Tuyết Băng tính sổ, mọi người chỉ việc quan tâm tới việc chính của mình là tu luyện thôi. Chúng ta sẽ không phụ sự kỳ vọng của thánh chủ, không thể phủ nhận lời nói của Diệp Thành khiến mười mấy đệ tử kia rất cảm kích. Thực ra bọn họ đâu biết Diệp Thành rộng lượng như vậy chủ yếu là vì cảm thấy ái náy cướp đi bảo bối của đệ tử phi mình thật sự không thể để bọn họ phải chịu thiệt được. Sau khi mười mấy đệ tử rời đi, Diệp Thành mới vươn vai. Ngày mai phải tới nhân hoàng rồi, không biết trung tiêu, à không, hồng chân tuyết có bóp chất mình không nữa, Diệp Thành vừa lẩm bẩm vừa định đi vào một thế giới không gian nhỏ bé để ngủ một giấc. Thế nhưng đúng lúc này, một đạo lưu quang xuất hiện trên vai Diệp Thành, nếu nhìn kỹ thì đây chính là tiểu linh hoa. Tiểu tử, ta dẫn người đi tìm chỗ hay ho, tiểu linh hoa sáng mắt nhìn Diệp Thành, trong bộ tên tí hon này đã phát hiện ra thứ hay ho ở viêm hoàng. Không rảnh, Diệp Thành nói rồi toan bước đi, bên đó có một nam một nữ đang ân ái, đi xem xem, nào ngờ một chân của Diệp Thành đã bước vào thế giới nhỏ, hắn vội vàng chạy nhanh hơn thỏ. Cứ thế cả hai một trước một sau tới đỉnh núi cũng khá treo leo của Linh Sơn ở Viêm Hoàng. Ô a à, a à, ư ô, vừa đáp xuống, Diệp Thành bèn nghe thấy tiếng rên rỉ của nữ tử vang vọng trong lầu các nhỏ, trong lúc này, hắn cũng nghe thấy tiếng thở dốc của nam nhân. Nhìn đi, ta không lừa ngươi chứ, ở bên Tiểu Linh Hoa vừa nói vừa nhìn lầu các nhỏ với ánh mắt sáng cả lên. Đúng là đặc sắc, nhìn lầu các nhỏ với những âm thanh có thiết tấu vang vọng, Diệp Thành bất giác tặc lưỡi, lực đạo này, tần suất này, phong cách này được gọi là âm thanh trên giường đó. Ha ha ha, a, o a, o a, nghe tiếng rên rỉ của nữ nhân bên trong lầu các, Diệp Thành chỉ cảm thấy toàn thân dạo dực, tà hỏa bùng lên, giống như thể hắn đang được sống lại đêm nồng cháy với sở linh vậy. Tiếng rên rỉ đó rõ ràng là quá khơi gợi, nếu như có hôm nào đó có thể đưa sư phụ xinh đẹp lên giường thì ta đảm bảo có thể làm tới 10 ngày hoặc nửa tháng, không biết vì sao mà trong lòng lòng tên súc sinh Diệp Thành này đột nhiên lại manh nha ý định tà ác như vậy. Tiếng rên rỉ của sư phụ xinh đẹp chắc chắc sẽ rất hay, hi hi hi, Diệp Thành nghĩ rồi bất giác cười khúc khích, hắn cứ cười như thế rồi ở phần thân dưới, cậu nhỏ đã trồi lên từ bao giờ. Làm gì mà ngươi cười dâm tà? Thế hả? Nghe điệu cười của Diệp Thành, Tiểu Linh Hoa ở bên nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu. Khón khiếp, ô, Tiểu Linh Hoa dùng ngón tay nhỏ bé dai dai chán của mình, hắn lại nhìn sang lầu các nhỏ, để Tiểu ra đây mở mang tầm mắt xem nào. Bốp, Diệp Thành vung tay, mắng chửi, người còn chút đạo đức nào không hả? Nghe thì nghe vậy thôi, lại còn muốn nhìn, mở kiếp, hai con mắt của người trợn còn to hơn ta đấy. Hàm hồ, lão tử mặc dù mặt dày nhưng cũng biết kiềm chế, ta chỉ nghe chứ không nhìn. Cả hai tên chửi nhau, nước bọt bắn liên tục, thế nhưng cuộc mây mưa bên trong lầu các nhỏ vẫn không hề dừng lại. Cuối cùng Tiểu Linh Hoa cũng không thể mở mang tầm mắt, chỉ có thể nuốt nước miếng trơ mắt nhìn lầu Các nhỏ. Đương nhiên, Diệp Thành cũng chỉ nghe chứ không dùng tiên luân nhãn để nhìn. Quả thực tên này vẫn biết kiểm soát, mặc dù mặt dày nhưng hắn vẫn biết giới hạn của mình ở đâu. A o a o, tiếng rên rỉ vẫn liên tiếp vang lên bên trong lầu Các, càng lúc càng rên rỉ dữ dội hơn, nếu không phải lầu Các có cấm chế thì e rằng cả Viêm Hoàng đều chạy tới xem cảnh tượng này mất. Không thể phủ nhận, nam nhân kia làm rất chuyên nghiệp, từ khi Diệp Thành và Tiểu Linh Hoa tới đây, lầu Các không hề yên bình. Lúc này cả hai tên cứ thế đứng đó nghe được hơn 6 canh giờ, nghị lực thế này, ngoài bọn chúng ra thì cũng chẳng còn ai sánh bằng. Đêm khuya không hề yên tĩnh, lúc này, ở một địa cung sâu thẳm cách đó không biết mấy chục dặm, một nữ tử mặc y phục màu đỏ tung một trường khiến một lão già tóc đỏ ói ra máu. Nói, ai phái người tới, nữ tử mặc y phục đỏ lạnh lùng nhìn lão già kia, lúc nói chuyện, khóe miệng cô ta còn có máu trào ra, khí nguyên toàn thân không hề ổn định. Không chân tuyết. Vị của thực cốt đan và bạo linh đan bốn vân không tồi chứ, lão già tóc đỏ không hề đáp lời nữ tử kia, ông ta bật cười tôi độc, mái tóc bù xù trông như ác ma. Phụt, ông ta vừa dứt lời, nữ tử mặc y phục đỏ phun ra cả miệng máu, mặt mày tái nhợt tới cực điểm. Thấy vậy, lão già kia đột nhiên đứng dậy, xoẹt một tiếng, ông ta chuồn ra khỏi địa cung. Người có đi nổi không, mặc dù ở trạng thái hết sức tồi tệ nhưng nữ tử mặc y phục đỏ vẫn vung tay chỉ ra một đạo thần mang, thần mang cứ thế bay về phía lão già kia, ngay sau đó, ở bên ngoài liền nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết. Không lâu sau đó, một nhóm trưởng lão tiến vào địa cung, thấy nữ tử kia đang lảo đảo thì giật mình, thánh chủ, người. Nữ tử này không nói gì, chỉ lảo đảo, liên tục phun ra mấu. Ngay sau đó lại có vài người khác xông vào địa cung, người nào người nấy mấu nghe đầy người, bịch một tiếng, bọn họ quỳ xuống, thánh, thánh chủ, người của thị huyết điện bao vây cả tòa linh sơn rồi. Nghe vậy, tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt. Mở hộ tống đại trận, nữ tử mặc y phục đỏ vẫn đang cố gắng ngược, xin sự trợ giúp từ viêm hoàng. Đêm khuya, bên trong lầu các nhỏ mới tĩnh lặng trở lại, Nữ tử kia cũng thôi rên rỉ, lúc này, Diệp Thành và Tiểu Linh Hoa mới chuồn ra khỏi ngọn núi. Không biết nếu như để người của Viêm Hoàng biết được thánh chủ của bọn họ nửa đêm không ngủ lại chạy đi nghe tiếng ân ái của người khác thì bọn họ liệu có nhổ nước bọt vào hắn không nữa. Tiểu Linh Hoa lại chuồn đi rồi, chỉ có Diệp Thành là cả chặng đường cứ bất giác xoa cằm, trong lòng không ngừng nghĩ về cảnh xuân dạo dược ở Hàng Nhạc Tông và bất giác bật người một cách ngu ngơ. Ừm, đang di chuyển thì Diệp Thành liếc nhìn về phía cách đó không xa, hắn phát hiện một lão gài tóc bạc đang đứng dưới một vách đá diệp thành nhìn kỹ thì nhận ra đó là trung giang bóng người của trung giang hơi gù ông ta cứ thế tĩnh lặng đứng dưới vách đá không biết đang nhìn gì diệp thành cảm thấy lạ hắn lắc lắc đầu đi tới có lẽ trung giang quả tập trung nên không phát hiện ra diệp thành đã xuất hiện bên cạnh mình từ bao giờ tiền bối nhìn gì vậy diệp thành không hề gọi trung giang hân cũng đưa mắt nhìn lên vách đá và mới nhận ra trên vách đá đó có vài hàng chữ viết hoa theo chiều dọc đó là một bài thơ hồn tiêu diệp tân hoa dạ nguyệt tân thần dị lão lão dị bị lương cô phong phiêu linh thẻ sở vũ huyên thảo vọng yêu mãn thể thương thương sinh hạ ý thương thiên hạ hoán, do tầng vọng nại hà kiều thượng hữu quân ảnh khước bắt kiến tam sinh thạch thương hữu khanh danh ấy diệp thành đảo mắt một lượt sao ở viêm hoàng lại cũng có bài thơ này câu nói của diệp thành khiến trung giang ở bên giật mình ông ta vội quay đầu lại nhìn sang diệp thành tiểu hữu người từng thấy bài thơ này sao ta từng thấy trên một vách đá trong hố thần ta còn chép lại nó nữa hố thần nghe hai từ này trung giang chợt cau mày trong đôi mắt già nua chợt có ánh nhìn bất định ông ta lẩm bẩm chẳng trách mà sư tôn cũng từng tới hố thần. Tiền bối, bài thơ này do ai viết mà bi thương, ý thơ đầy oán trách như vậy, Diệp Thành nhìn sang Trung Giang. Là sư tôn của ta viết trước khi đi, lại là sư tôn của người, Diệp Thành gãi đầu, hắn nhìn sang bài thơ cổ trên vách đá. Cái này mà cũng trùng hợp sao? Diệp Thành thầm nhủ, bài thơ mà sư tôn Hồng Trần của Trung Giang viết lại có tên Diệp Thành của hắn và tên sở huyên của sư phụ. Có thể chắc chắn một điều sư tôn của Trung Giang cũng từng tới hố thần, Diệp Thành xoa cằm, mỗi một nét bút đều giống nhau y hệt, ta còn không biết hồng trần tiền bối còn có nhã hứng này. Mỗi đêm khi mọi thứ chìm vào tĩnh lặng, ta đều đứng đây đọc bài thơ này, khi Diệp Thành còn đang trầm ngâm thì Trung Giang ở bên lại lên tiếng, có lẽ nó chính là thứ duy nhất mà sư tôn để lại. Tiền bối, người cũng đã đi rồi, tiền bối hà tất phải vậy, Diệp Thành lên tiếng an ủi. Hai, Trung Giang thở dài, sư tôn khi còn trẻ uy danh thiên hạ, nhưng tới cuối đời lại không biết vì sao mà trở nên vô tri vô giác, trạng thái dị thường, có lúc còn gọi sai cả tên của sư huynh sư muội chúng ta, Nói tới đây, Trung Giang lại lần nữa nhìn bài thơ cổ trên vách đá, điểm duy nhất không thay đổi của sư tôn đó là luôn nhẩm đọc bài thơ này. Trong bài thơ này không phải có bí mật gì to lớn chứ, Diệp Thành hỏi thăm dò. Cho nên khi có thời gian rảnh ta đều đứng đây, hy vọng có thể nhìn ra ý thơ, ta rất muốn biết năm đó vì sao sư tôn lại trở nên vô tri vô giác như vậy, ta vẫn nghĩ không biết có phải người còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành hay không. Tiền bối Hồng Trần đã qua đời, tiền bối cũng đừng quá đau buồn nữa, nhìn vẻ mặt già nua của Trung Giang, Diệp Thành lên tiếng an ủi. Hai, lại là tiếng thở dài, trung giang lặng lẽ quay người biến mất trong màn đêm. Sau khi ông ta rời đi, Diệp Thành mới xoa cầm, cuối cùng hắn nhìn lên vách đá một lần rồi cũng quay người đi. Trở về thế giới nhỏ trong không gian, Diệp Thành phất tay hái một quả linh quả rồi lại gọi Đại La Thần Đỉnh ra. Vù, Đại La Thần Đỉnh vừa dày vừa nặng, mộc mạc tự nhiên phát ra từng đạo khí huyền diệu, núi liền thành một mảng, độn giáp thiên tự xung quanh đỉnh cứ thế tự vận hành, còn có thiên âm đại đạo vang vọng, làm xong xuôi, Diệp Thành mới phát tay lấy ra túi đựng đồ, hắn lấy âm minh tử tướng từ thập vạn đại sơn ra. Âm minh tử tướng vừa được lấy ra, Diệp Thành liền ngự động đại la thần đỉnh trấn áp nó ở trong đó. Sau khi cố định được âm minh tử tướng, Diệp Thành mới từ từ ghé lại, dùng tiên luân nhãn quan sát. Thực lực tương đương tu sĩ tầng thứ 8 cảnh giới linh hư, Diệp Thành xoa cầm thầm nhủ, có mấu có thịt, là một thi thể cổ đại, bị người ta dùng chú ấn. Nói tới chú ấn, Diệp Thành lại nhìn phần trán của âm minh tử tướng, hắn trông thấy một đạo chú ấn dị thường ở trán tên này, cũng chính là đạo chú ấn thao túng mọi hoạt động của nó nghĩ tới đây diệp thành mới rạch chán của âm minh tử tướng ra để lấy chú ấn chú ấn này màu tím vàng lơ lửng trong tay diệp thành còn có khí huyết lạnh lẽo bao quanh đừng thấy nó nhỏ như lòng bàn tay tẻ nhỏ mà coi thường nó hết sức huyền diệu đấy diệp thành nheo mắt trái hắn chăm chú quan sát chú ấn tử kim trong lòng bàn tay điều khiến hắn phải ngạc nhiên đó là hắn nắm bắt được linh hồn lạc ấn trong chú ấn này hóa ra là vậy diệp thành mỉm cười chú ấn tử kim này cũng do con người luyện chế ra Việc luyện chế chú ấn và luyện chế đan dược có điểm chung, trong đan dược có linh hồn lạc ấn còn trong chú ấn có linh hồn lạc ấn của người luyện chế. Nói tới đây, Diệp Thành càng cười tươi hơn, nếu vậy chỉ cần phá giải được linh hồn lạc ấn thì ta có thể luyện chế ra chú ấn, như vậy, chỉ cần luyện ra được chú ấn thì ta cũng có thể luyện chế ra âm minh tử tướng. Nói rồi, Diệp Thành nheo mắt hơn nữa, hắn chăm chú quan sát linh hồn lạc ấn trong chú ấn. Hắn nhìn thấy một lão già toàn thân mặc đạo bào màu tím, lúc này ông ta đang kiểm soát ngọn lửa để luyện chế chú ấn mức độ luyện chế có vẻ phức tạp, không hề thua kém bất cứ một viên linh đan năm vân nào. Có điều đối với Diệp Thành mà nói thì lại chẳng đáng ngại. cấp bậc linh hồn của hắn đã đạt tới cấp địa, và lại sau khi hắn có được căn nguyên của Hoang Cổ Thánh Thể thì công thể và linh hồn đều được niết bàn, thoát biến, cấp bậc linh hồn cũng đã đạt tới cấp địa đỉnh phong. Với tu vi linh hồn như vậy, nếu như có đan phương của linh đan luyện chế ra một viên linh đan năm vân thì không phải là chuyện khó khăn gì. đã có thể luyện ra linh đan năm vân thì chắc chắn cũng có thể luyện ra chú ấn điều khiển cơ thể cổ xưa. Không biết từ bao giờ, Diệp Thành mới thu ánh mắt lại, khóe miệng hắn nở nụ cười, đúng là kỳ diệu, nếu cho ta một thi thể cường tráng thì ta cũng có thể luyện ra được một âm minh tử tướng mạnh mẽ. Nói tới đây, trong ánh mắt Diệp Thành lại xuất hiện hàn mang, hắn cứ thế bóp nát chú ấn trong lòng bàn tay. Phụt, trong không gian như có tiếng phun ra mấu, bên trong một địa cung sâu thẳm ở cách đó không biết mấy chục dặm, một người mặc đại bào màu tím xuất hiện với đôi mắt u ám, âm minh tử tướng phái tới thập vạn địa sơn bị người ta mang đi. Rốt cục là ai lại có thể bóp nát đạo chú ấn đó? một đêm yên tĩnh chớp mắt đã tới sáng mới sáng sớm diệp thành vươn vai một luồng ánh sáng lướt qua trước mặt hắn hóa thành bóng người và nếu nhìn kỹ thì chính là trung giang đi theo ta trung giang không giải thích gì ông ta nắm lấy tay diệp thành bước vào không gian hư vô tiền bối có việc gì mà gấp gáp vậy diệp thành ngơ ngác nhìn trung giang viêm hoàng vừa truyền tin tới đêm qua trung tiêu sư muội bị hãm hại trọng thương đầy mình kẻ mạnh của thị huyết điện đang công kích linh sơn của nhân hoàng lại là thị huyết điện Nghe ba từ này, trong đôi mắt Diệp Thành bất giác hiện lên ánh nhìn lạnh lùng. Tiểu bối đi trước đi, những tu sĩ mạnh của Viêm Hoàng sẽ tới đó sau, Trung Giang nói rồi dẫn theo Diệp Thành bước vào một truyền tống trận. Ba người, ba người, nghe con số này, Diệp Thành chợt cao mày. Ba người ở cảnh giới chuẩn thiên có nghĩa là gì thì trong lòng Diệp Thành rõ hơn ai hết. Mặc dù khả năng chiến đấu của Trung Giang rất mạnh nhưng mỗi lần ra tay, tu vi của ông ta đều giảm đi một phần, rất khó rất chất tu sĩ ở cảnh giới chuẩn thiên, cho dù ông ta có thể rất tu sĩ ở cảnh giới chuẩn thiên thì cũng phải trả cái giá đắt. Ta dùng tiên luân cấm thuật diệt một tên, còn hai tên còn lại ở cảnh giới chuẩn thiên cần trung gian tiền bối đối phó rồi. Diệp thanh thầm tính toán, nhưng nếu như vậy thì tu vi của trung gian tiền bối nhất định sẽ sụt giảm đáng kể, từ cảnh giới chuẩn thiên xuống còn cảnh giới không minh tầng thứ 9 cũng không biết chừng. Thị huyết điện, đúng là đâu cũng thấy bóng dáng các người, trong đôi mắt Diệp. Thành hiện lên ánh nhìn lạnh lùng, đợi đấy cho ta, đợi lão tử mạnh lên thì nhất định sẽ đánh với các người một trận quyết liệt, không đánh đau thì các người không nhớ được tiểu hữu nếu như lần này ta không thể quay về được thì hy vọng tiểu hữu nhất định phải bảo vệ lấy viêm hoàng trung giang ở bên đột nhiên lên tiếng tiền bối đừng kích động diệp thành vội vàng nói hắn có thể nhìn thấy vẻ quyết đoán trong mắt trung giang xem ra ông ấy đã quyết định hạ màn trong sự thăng hoa tột đỉnh trung giang không nói thêm gì diệp thành có thể cảm nhận được khí nguyên trên người ông ấy đang được thiêu đốt đổi lại là tốc độ kinh người cứ thế hai người lần lượt ra khỏi thông đạo không gian rồi lại lần lượt bước vào truyền tống trận Nhân hoàng có vẻ cách viêm hoàng khá xa, gần như phải đi hết gần 100 triệu giảm của toàn bộ Tây Lăng. Tiền bối, người của thiên hoàng, địa hoàng, huyền hoàng sẽ đến giúp chứ, vừa đi vào một truyền tống trận, Diệp Thành nhìn Trung Giang hỏi thử. Điều này cũng khó nói, Trung Giang lắc đầu bất lực, từ khi sư tôn và trung viêm sư huynh biến mất, các sư huynh đệ khác đều mệnh ai nấy làm. Bao nhiêu năm trôi qua, bọn họ đã thay đổi rồi, hoặc ít hoặc nhiều đều có liên quan đến thị huyết điện. Lần này thị huyết điện bao vây tấn công nhân hoàng, ta không mong họ ra tay giúp đỡ, chỉ mong bọn họ giữ thái độ trung lập là được. Nếu trong số cao thủ tấn công nhân hoàng có sư huynh đệ của mình thì đó mới là điều ta khó chấp nhận nhất. Mọi việc đều do con người, Diệp Thành trầm ngâm, nếu thật sự có sư huynh đệ của tiền bối thì tiền bối không cần phải nương tay, điều mà người muốn giữ là tình sư môn, nhưng với họ mà nói thì thật sự là quá rẻ mạt. Ta cũng biết lợi và hại trong việc này, Trung Giang thở dài, vậy nên nếu lần này ta không về được nữa thì viêm hoàng giao cho người đấy. Nói rồi Trung Giang dẫn Diệp Thành ra khỏi thông đạo không gian, không biết đến lúc nào hai người mới tới một thành cổ có truyền tống trận. Nhưng điều khiến vẻ mặt hai người trở nên cực kỳ khó coi là truyền tống trận của thành cổ này đã bị người khác phá hỏng. Hai người lập tức chạy tới thành cổ tiếp theo, tuy nhiên cũng như thành cổ đầu tiên, truyền tống trận ở đây cũng đã bị phá hủy. Vì thế hai người cứ liên tục bay hết thành cổ này đến thành cổ khác, nhưng truyền tống trận đều đã bị phá hủy. Chất tiệt, Trung Giang lạnh lùng chửi, thì huyết điện đang định nuốt chửng nhân hoàng sao, vẻ mặt Diệp Thành khó coi đến đáng sợ, truyền tống trận của thành cổ trong chu vi 100.000 dặm ở nhân hoàng đều đã bị phá hỏng, xem ra bọn chúng đã có chuẩn bị từ trước, đã đoán được nhân hoàng sẽ đến xin sự giúp đỡ từ Viêm hoàng, nên mới phá hủy truyền tống trận để hoàn toàn cô lập nhân hoàng. Khoảng cách cả trăm nghìn dặm, cho dù chúng ta đến nơi, sợ rằng nhân hoàng cũng đã bị diệt sạch, Trung Giang siết chặt tay phát ra tiếng vang răng rắc, trong đôi mắt giả nua lần đầu tiên bộc phát ra sát ý cực kỳ ác liệt. Hết cách rồi, đánh đánh cực một ván thôi, Diệp Thành phất tay lướt qua túi đựng đồ. Ngay lập tức, một đạo thần quang bay ra từ túi đựng đồ rồi vọt thẳng lên bầu trời, nhìn kỹ lại thì thấy là một tấm lệnh bài, trên lệnh bài có khắc bốn chữ lớn Thái Ất chân nhân. Lão Thái Ất, hy vọng lệnh bài này hữu dụng như ông nói, Diệp Thành chút khí nguyên vào trong lệnh bài. U, u, sau đó lệnh bài rung lên vù vù và nhanh chóng trở nên khổng lồ, cho đến khi có kích thước hơn 10 trượng mới dừng lại, phát ra thần mang đáng sợ chiếu rọi cả tòa thành cổ khi thái ất chân nhân đưa lệnh bài cho diệp thành đã nói lệnh bài của lão ở nơi khác có lẽ không hữu dụng lắm nhưng ở tây lăng thì cực kỳ hữu dụng diệp thành không còn cách nào nữa nên chỉ đành thử hy vọng lệnh bài của thái ất chân nhân không đến mức không đáng tin như con người lão ta sao ngươi lại có lệnh bài thái ất trung giang nhìn lệnh bài đã trở thành kích thước 10 trược sau đó nhìn sang diệp thành trong mắt còn hiện lên vẻ kinh ngạc ông ấy đưa cho ta nói rằng lệnh bài này rất hữu dụng ở tây lăng đương nhiên hữu dụng rồi trung giang hít sâu một hơi cảm xúc hơi kích động khi ông ấy ở trạng thái đỉnh phong ngay cả ta cũng không theo kịp ông ấy là chủ tôn của một thế lực thần bí ở tây lăng địa vị chỉ đứng sau thánh chủ của họ thôi mà thế lực thần bí kia cũng có lai lịch rất lớn nếu có sự trợ giúp của họ thì có lẽ vẫn kịp không ngờ ông ấy còn có lai lịch lớn như vậy nghe trung giang nói xong diệp thành tặc lưỡi cảm thán đó là cái gì vậy khi hai người đang thảo luận thì người của cả tòa thành cổ đều ngẩng đầu nhìn lên hư không nhìn lệnh bài lớn chừng 10 trượng kia, lúc này nói lệnh bài ấy là một cánh cổng khổng lồ thì chính xác hơn. Hình như đó là lệnh bài, nhưng có phải lệnh bài này to quá rồi không? Quả nhiên trong những tiếng thảo luận, một người thanh niên đeo mặt nạ đã tới bên cạnh Trung Giang và Diệp Thành. Là hai người sử dụng lệnh bài đúng không? Thanh niên đeo mặt nạ nhìn Trung Giang và Diệp Thành một lượt từ trên xuống dưới. Đạo hữu, chúng ta thực sự hết cách nên mới gây ra động tĩnh lớn thu hút sự chú ý của mọi người như vậy. Diệp Thành chắp tay, nói tiền bối thái ất nói có lệnh bài này thì có thể nhờ được người giúp đỡ huyền thương ngọc giới khi diệp thành nói thì ánh mắt người thanh niên đeo mặt nạ lại nhìn chằm chằm vào huyền thương ngọc giới trên ngón tay hắn ngươi là thánh chủ của viêm hoàng thanh niên đeo mặt nạ nhìn diệp thành với khuôn mặt ý tứ diệp thành gật đầu đáp chúng ta cần dùng truyền tống trận mong đạo hữu giúp đỡ càng nhanh càng tốt có lệnh bài của chủ tôn thì đương nhiên ta sẽ giúp hai người mời đi theo ta thanh niên đeo mặt nạ không nhìn diệp thành nữa xoay người đi về một hướng vào khoảnh khắc quay người hắn ta còn nhìn trung giang với ánh mắt kiêng kỵ đúng là trời không rất nhân hoàng Trung Giang vội vàng đi theo, nhìn Diệp Thành bên cạnh rồi lẩm bẩm, xem ra tiểu tử này sẽ là phúc tinh của Viêm Hoàng. Chẳng mấy chốc, người thanh niên đeo mặt nạ đã đưa cả hai đến địa cung khổng lồ ở trung tâm thành. Đập vào mắt Trung Giang và Diệp Thành là một tế đàn lớn, trên tế đàn là một truyền tống trận phát ra ánh sáng chói lọi. "Hai người đi đâu?" Thanh niên đeo mặt nạ chút linh nguyên vào truyền tống trận rồi nhìn Diệp Thành và Trung Giang. "Nơi nào càng gần nhân hoàng càng tốt." "Nhân hoàng?" Nghe thấy hai chữ này, người thanh niên ấy khẽ nhíu mày, "Hai người đang đi cứu nhân hoàng đúng không?" đạo hiếu biết tình huống hiện tại của nhân hoàng diệp thành ngạc nhiên nhìn hắn ta thị huyết điện bày ra trận chiến lớn như vậy chúng ta muốn không biết cũng khó vậy hai người chúng ta sẽ không can thiệp cũng sẽ không giúp đạo hiếu dường như người thanh niên đeo mặt nạ biết diệp thành định nói gì nên thẳng thừng cắt ngang lời hắn nếu các ngươi không có lệnh bài thái ất thì dù người là thánh chủ viêm hoàng chúng ta cũng không cho người mượn truyền tống trận nói đến đây hắn ta chắp tay đây là mệnh lệnh từ bên trên chúng ta cũng chỉ nghe theo thôi mong thánh chủ viêm hoàng lượng thứ ta hiểu điều chỉnh tọa độ đi diệp thành cười nhẹ cảm ơn vì đã thông cảm người thanh niên đeo mặt nạ cũng không lề mề dùng ấn ký linh lực liên tục vẽ tọa độ trên truyền tống trận hơn nữa còn vô cùng chính xác đến khi vẽ xong tọa độ diệp thành và trung giang bước vào khi hai người sắp được dịch chuyển đi diệp thành lại nhìn người thanh niên đeo mặt nạ nói với vẻ đầy hy vọng đạo hiếu có lẽ sắp tới đại quân của viêm hoàng sẽ lại mượn truyền tống trận nữa mong hãy giúp đỡ chúng ta sẽ không quên ơn này ta sẽ cố gắng hết sức hắn ta gật đầu cảm ơn Diệp Thanh mỉm cười, sau đó hắn với Trung Giang biến mất trong truyền tống trận. Khi xuất hiện lần nữa, hai người lập tức trốn vào không gian hư vô. Sau đó cả hai ăn ý cùng nhìn về một hướng, ở đó có mây mù dày đặc, sát khí ngút trời, thần mang đủ sắc màu bắn ra từ phía, nhìn từ xa đã thấy người đông như nêm, tiếng nổ ầm ầm vang lên không ngớt, vừa nhìn là biết đại quân của thị huyết điện đang phá kết giới linh sơn của nhân hoàng. May mà vẫn kịp, kết giới linh sơn của nhân hoàng vẫn chưa bị phá, thấy thế, Trung Giang thở phào nhẹ nhõm. Tiền bối, chúng ta bàn kế hoạch đi, Diệp Thành di rời tầm mắt. Người nghĩ thế nào, cứ nói ra đi, thị huyết điện bày ra thế trận lớn như vậy, cho dù hai ta hợp sức cũng sẽ chất hoặc bị thương nặng, Diệp Thành xoa cầm, chậm rãi nói kế hoạch của ta là kéo dài thời gian chờ đại quân của viêm hoàng tới, tạo thành thế gọng kìm. Giống với suy nghĩ của ta, trung giang vuốt sâu, cho mày bảo, nhưng chúng ta làm thế nào để vào được linh sơn của nhân hoàng đây? Nhân hoàng đã bị bao vây kín kẽ, muốn vào thì kết giới bên trong phải mở mới được. Chuyện này cứ giao cho vãn bối, Diệp Thành mỉm cười, một tay tạo kết ấn, một làn khói xanh bay ra khỏi người hắn, hóa thành một diệp thành khác. Nhất khí hóa tam thanh, thấy diệp thành biến ra đạo thân, Trung Giang chợt nheo mắt, nhìn hắn với vẻ đầy ẩn ý sâu xa. Khi nào Nhân Hoàng vượt qua khủng hoảng, vãn bối sẽ giải thích nghi ngờ của tiền bối, như thể cũng biết nghi ngờ của Trung Giang, Diệp thành khẽ cười, bây giờ điều ta muốn nói là đạo thân của ta sẽ thu hút sự chú ý của thị huyết điện, tiền bối hãy nhân lúc đó liên lạc với Nhân Hoàng, bảo họ nhanh chóng mở kết giới để chúng ta vào. Tiền bối sẽ hợp lực với tiền bối trung tiêu điều khiển kết giới hộ tông có lẽ thì huyết điện cũng khó mà công phá được kết giới trong thời gian ngắn, như vậy đại quân viêm hoàng của chúng ta sẽ nhân thời gian quý báu mà sát phạt tới, khi họ đến thì chúng ta kết hợp từ bên trong và bên ngoài, chắc chắn đánh bại được thị huyết điện. Như vậy thì tốt quá, vất vả cho đạo thân của ngươi rồi. Chuyện nhỏ ấy mà, bùm, đoàn, khi hai người đang bàn tính thì ở nơi xa đã có tiếng nổ vang lên. Nhìn ra xa, bầu trời đầy bóng người, mặt đất cũng chật kín người, chín trận pháp công kích khổng lồ đang bắn ra thần mang đáng sợ, tấn công kết giới hộ sơn của Linh Sơn không đến một khắc nữa kết giới sẽ bị phá vỡ trên hư không lơ lửng ba vương tọa mỗi vương tọa đều có một người ngồi một lão già mặc áo huyết bào một thanh niên gian ác và một bà lão lưng còng ba người này là thủ lĩnh được thị huyết điện phái đến tấn công nhân hoàng lần này đều là những người ở cảnh giới chuẩn thiên thực thụ lúc này ba người bọn họ đang nhìn nơi không xa với vẻ đầy hứng thú kết giới hộ sơn đã cực kỳ mỏng manh có nguy cơ bị phá vỡ bất cứ lúc nào đã nói trước rồi đấy nhé giữ hồng trần tuyết lại cho ta thanh niên kia nằm trên vương tọa chơi đùa con rắn lục nhỏ đang quấn trên cổ tay, trong mắt đầy vẻ phóng túng, tà ác. Đã mấy trăm năm trôi qua rồi mà ngươi vẫn mang đức hạnh này, bà lão lưng còng nhìn thanh niên kia. Hồng Trần Tuyết dung mạo như tiên, là báu vật của Trần Gian, nếu nằm dưới thân ta rên rỉ đến chất, cảm giác tuyệt vời đó bà già như bà đương nhiên sẽ không hiểu, nụ cười của gã thanh niên càng bẩn thỉu hơn. Chuyện này ta không ngăn cản, nhưng ngươi đừng phô trương quá, lão già mặc huyết bào nghiêm nghị cất lời. Vậy thì cảm ơn huyết lão. Lúc này, trong địa cung dưới linh sơn của Nhân Hoàng, Hồng Trần Tuyết đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, xung quanh bà là bốn lão giả đang liên tục đẩy linh lực vào cơ thể, giúp bà ta trấn áp phản phệ của thực cốt đan và bạo linh đan. Tình trạng của bà ta cực kỳ tồi tệ, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu, khí huyết trong người sục sôi, miệng không ngừng rỉ ra máu tươi. Mặc dù bà ta ở cảnh giới chuẩn thiên nhưng cũng khó ngăn cản tác động cộng hưởng của thực cốt đan và bạo linh đan. Thực cốt đan nhằm vào công thể, bạo linh đan nhằm vào linh hồn, dưới tác dụng từ hai phía, với tu vi của Hồng Trần Tuyết mà cũng vô cùng chật vật mười mấy lão già bên cạnh cũng mang vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị cho dù tạm thời áp chế được phản vệ của thực cốt đan và bạo linh đan trong cơ thể thì thánh chủ cũng không thể sử dụng linh lực được ngay một lão già áo trắng trầm giọng nói kết giới chỉ kéo dài được không tới một khắc nữa nếu như không có quân tiếp viện thì nhân hoàng rất có thể sẽ bị xóa sổ hoàn toàn bằng nhiều mưu mô như vậy sao thì huyết điện có thể cho chúng ta cơ hội sống sót phụt khi mọi người đang lo lắng bàn luận thì hồng trần tuyết ngồi xếp bằng trên đất lại phun ra một ngụm mấu nữa khí tức cuồng bạo cũng lập tức giảm xuống mức thấp nhất Thánh chủ, mọi người lập tức vây quanh, thánh chủ hãy hạ lệnh đi, chúng ta đều không phải người ham sống sợ chất, mọi người đều nhìn hồng trần tuyết, nhưng còn chưa nói xong đã bị ngắt lời bởi một tiếng hét kinh thiên động địa từ bên ngoài. Nhóm người ngu ngốc đằng kia có ai chiến đấu được không? Ra đây so chiêu đi, tiếng hét lớn thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong địa cung. Mọi người đều ngẩng đầu, dường như có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài xuyên qua địa cung. Bóng người dập trời, ai cũng hung ác dư tợn, mà một thanh niên đeo mặt nạ đang hét to như sói chu, Toàn bộ sự chú ý của cao thủ thị huyết điện đang phá kết giới Linh Sơn của nhân hoàng đều bị thu hút về phía đó. Người đó là ai mà to gan vậy? Trong địa cung vang lên rất nhiều tiếng kinh ngạc. Đeo mặt nạ quỷ minh, còn có binh khí được chế luyện đặc biệt, ở đại sở này chỉ có một người. Nếu ta đoán không nhầm thì chính là Tần Vũ đang nổi tiếng khắp nơi mấy ngày nay. Tần Vũ, là Tần Vũ trên bảng Phong Vân sao? Chính là hắn, có người lên tiếng, trận đại chiến bên ngoài Hố Thần hôm đó hắn chính là nhân vật chính, hắn đã đánh bại rất nhiều đệ tử bảng Phong Vân thái âm chân thể và huyền linh chi thể đều bị hắn đánh bại, bao nhiêu cao thủ cũng không ngăn được hắn. Vậy hắn đến đây làm gì, có người nói ra nghi vấn trong lòng, cảm thấy cực kỳ mờ mịt, còn trắng trợn khiêu khích cao thủ của thị huyết điện như vậy nữa. Hồng Trần Tuyết cũng nhìn lên khoảng không, cuối cùng nhìn vào đạo thân của Diệp Thành. Mấy ngày nay Nhân Hoàng có rất nhiều thông tin tình báo về Tần Vũ, Diệp Thành, bà ta không ngờ Tần Vũ lại xuất hiện ở đây ngay lúc Nhân Hoàng gặp nguy hiểm thế này. Hồng Trần Tuyết không hiểu, nhưng bà ta thông minh nhường nào, đương nhiên hiểu chuyện này không đơn giản như mình nghĩ. Tần Vũ đến đây, còn nghênh ngang khiêu chiến như vậy chắc chắn là có ý định gì đó. Sư muội, đột nhiên một giọng nói già nua vang lên bên tai Hồng Trần Tuyết, chính xác hơn là giọng của Trung Giang. Không hiểu sao nghe thấy giọng Trung Giang, Hồng Trần Tuyết chợt cảm thấy trong người như có một dòng điện ấm áp chảy qua, sống mũi hơi cay. Đến lúc này rồi mà vẫn có người bằng lòng đến giúp đỡ bà, đây chính là tình đồng môn. Nghe ta nói này, Trung Giang lại truyền âm tới, Tần Vũ ở bên ngoài là trợ thủ giúp ta giải cứu nhân hoàng, nhân lúc hắn thu hút sự chú ý của thị huyết điệt sư muội hãy nắm lấy cơ hội mở kết giới để chúng ta lẻn vào ta với muội cùng điều khiển kết giới hộ sơn tranh thủ thời gian cho đại quân của viêm hoàng tới sư huynh đang ở đâu biết tình thế cấp bách nên hồng trần tuyết cũng không có thời gian hỏi nhiều về chuyện của tần vũ cách 30 mươi trượng về phía đông nam được muội biết rồi hồng trần tuyết ghi nhớ sau đó lại nhìn ra ngoài với vẻ mặt ngạc nhiên bà ta chưa bao giờ nghĩ rằng tần vũ gây ồn ào mấy ngày nay lại đến đây giải cứu nhân hoàng ngươi chính là người đấy ra đây cho ta khi Hồng Trần Tuyết nhìn qua thì thấy đạo thân của Diệp Thành vẫn đang phách lối, hơn nữa còn chỉ đích danh một lão giả áo tím cảnh giới không minh tầng thứ năm của thị huyết điện. Người muốn chết, lão giả kia nổi giận đùng đùng, lập tức sát phạt tới, không nhiều lời, vừa xông lên đã tung đại ấn ra. ầm, um, bùm, cheng, sau đó trận đại chiến lập tức bắt đầu, đạo thân của Diệp Thành vô cùng mạnh mẽ, giao chiến chưa lâu đã chớm chất lão giả áo tím của thị huyết điện trên hư không. Rất người của thị huyết điện ta, hôm nay người tự tìm đường chết rồi, mấy bóng người lập tức xông lên, khí thế của ai cũng ngút trời, sát khí lan ra, tu vi của họ đều ở cảnh giới không minh tầng thứ 9. Bang, đùng, đoàng, trận đại chiến lại bùng lên, hơn nữa cảnh tượng còn vô cùng hoành tráng, đạo thân của Diệp Thành bất khả chiến bại, trong thời gian ngắn sẽ không bị rớt, cuộc chiến đang diễn ra rất gay cấn. Không biết xấu hổ à, đã nói là một đấu một rồi mà, bốn con chó điên, có gan thì một đấu một đi. ỉ đông hiếp yếu thì là anh hùng cái gì, một đám ngu ngốc, chó má. Mặc dù trận chiến rất khốc liệt, nhưng tiếng chửi rủa của Diệp Thành cũng chưa bao giờ ngừng, mặc dù là đạo thân nhưng nó hoàn toàn thừa hưởng tính cách vô liêm sỉ và từ ngữ bẩn thỉu của diệp thành chửi bới rất khó nghe những âm thanh chửi rủa này lọt vào địa cung của linh sơn nhân hoàng mọi người đều giật giật khóe miệng đệ tử bảng phong vân của đại sở này thực lực mạnh thật nhưng đầu óc thì chửi luôn miệng không ngừng miệng tiểu tử này đúng là ghê gớm tiểu tử này ăn phải thuốc súng hay là bị hát mấu gà vậy trông hắn không giống như tới để đánh nhau mà giống tới để chửi nhau hơn sự thật chứng minh cách làm của đạo thân diệp thành rất hiệu quả không chỉ người của nhân hoàng mà ngay cả cao thủ của thị huyết điện bên ngoài cũng đều bị thu hút sự chú ý, những người đang phá kết giới của linh sơn nhân hoàng cũng đổ dồn ánh mắt u ám tới. Giờ phút này, ngay cả ba tu sĩ cảnh giới chuẩn thiên của thị huyết điện cũng không khỏi nhìn sang. Nếu ta đoán không nhầm thì người đó chính là Tần Vũ, gã thanh niên yêu dị vẫn nghịch con rắn lục nhỏ quấn quanh cổ tay, thích thú nhìn vào khoảng hư không đó. Quả nhiên là rồng là phượng trong đám người, mặc dù sắc mặt bà lão lưng còng u ám, nhưng cũng không giấu được vẻ ngạc nhiên, bốn cảnh giới không minh tầng thứ 9 cũng không rất được hắn, vậy thì hoác tôn bại trong tay hắn ta cũng không thấy có gì ngạc nhiên tại sao hắn lại ở đây lão già mặc huyết bào nheo mắt lại trong mắt lóe lên ánh nhìn u ám bất định không ai biết rằng khi đạo thân của diệp thành chửi rủa và đại chiến thì kết giới của linh sơn nhân hoàng đã bị bóp méo hai đạo thân lén chạy vào khi đến địa cung người của nhân hoàng ai nấy đều thẳng thốt ngươi các ngươi vào đây kiểu gì vậy khi nhìn thấy diệp thành đeo mặt nạ bọn họ lại càng ngạc nhiên hơn nhìn diệp thành rồi lại nhìn đạo thân của hắn vẫn đang chửi bới hung hăng bên ngoài vẻ mặt họ lập tức trở nên rất thú vị. Trung Giang bỏ qua ánh mắt khác thường của những người này, lách mình đi tới bên Hồng Trần Tuyết, may mà vẫn chưa muộn, thương thế của sư muội. Hồng Trần Tuyết ngắt lời Trung Giang, bà nheo mắt nhìn Diệp Thành đang đeo mặt nạ đứng phía trước, nhất khí hóa tam thanh, thì ra bên ngoài kia là đạo thân của. Nhãn lực của tiền bối thật tốt, Diệp Thành bất giác sờ chóp mũi. Động tác này tuy nhỏ, nhưng lại khiến Hồng Trần Tuyết bước lên một bước, đi về phía hắn, bà ta cầm lấy tay trái của Diệp Thành, chăm chú quan sát chiếc nhẫn ngọc phát ra thần quang trên ngón tay hắn sao huyền thương ngọc giới lại trong tay ngươi hồng trần tuyết chợt ngẩng đầu nhìn thẳng vào diệp thành huyền thương ngọc giới nghe hồng trần tuyết nói bốn từ này các trưởng lão đang có mặt đều vội vàng chạy tới từng cặp mắt đều dán vào chiếc nhẫn ngọc trên ngón trỏ tay trái của diệp thành thánh vật của viêm hoàng sao lại ở trong tay ngươi hồng trần tuyết nhìn chằm chằm diệp thành lại truy hỏi lần nữa chuyện này nói ra dài lắm ta diệp thành đang định nói nhưng còn chưa nói xong đã bị trung giang ngắt lời để ta nói cho trung giang hắng giọng giải thích huyền thương ngọc giới là do sư huynh trung viêm truyền lại cho hắn hơn nữa chiếc nhẫn cũng đã công nhận vì thế tiểu hữu tần vũ hiện tại đã là thánh chủ đời thứ 99 của viêm hoàng hắn thánh chủ viêm hoàng nghe trung giang nói xong các trưởng lão đều kinh ngạc nhìn diệp thành là ta diệp thành cười tủm tìm hồng trần tuyết khẽ cao mày nhìn huyền thương ngọc giới rồi lại nhìn diệp thành nhưng không nói gì được rồi chuyện này về sau ta sẽ giải thích cặn kẽ cho mọi người trung giang xua tay rồi nhìn hồng trần tuyết bảo sư muội kết giới không chống đỡ được quá 3 phút nữa đâu, chúng ta hợp lực kiểm soát kết giới đi. Hồng Trần Tuyết không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Dứt lời, hai người cùng bước lên tế đàn, đẩy linh lực vào đó. Tế đàn này là trung tâm kết giới hộ sơn của nhân hoàng, người kiểm soát kết giới càng mạnh thì kết giới sẽ càng kiên cố, cũng chính vì lúc trước Hồng Trần Tuyết kiểm soát nó nên kết giới bị cao thủ của thị huyết điện bắn phá lâu như vậy vẫn chưa vỡ. Bây giờ có thêm trung giang, hai người ở cảnh giới chuẩn thiên, có thể tưởng tượng được sức phòng ngự của kết giới sẽ tăng lên tới mức đáng sợ như thế nào. Chẳng mấy chốc kết giới hộ sơn đang cực kỳ mỏng đột nhiên bắn ra thần quang, sức phòng ngự tăng lên không chỉ 10 lần. Hả, ba cảnh giới chuẩn thiên của thị huyết điện nhíu mày, không ngờ kết giới lại mạnh lên nhiều thế, lẽ nào Hồng Trần Tuyết đã khôi phục thương thế? Sao có thể, bà lão lưng gù thốt lên, thực cốt đan nhằm vào công thể, bạo linh đan nhằm vào linh hồn, dù là Hồng Trần Tuyết cũng khó mà chống đỡ. Vậy thì lạ thật, gã thanh niên yêu gì kia nheo mắt, nhìn chằm chằm kết giới hộ sơn, kết giới đột nhiên kiên cố thế kia không thể là do một mình Hồng Trần Tuyết làm được chẳng lẽ nhân hoàng còn có tu sĩ ở cảnh giới chuẩn thiên thứ hai? Bùm, khi ba người đang nói chuyện thì đạo thân của Diệp Thành ở nơi cách đó không xa đã hoàn thành nhiệm vụ, thân thể nó nổ tung, nhưng trước khi tiêu tan, nó đã kéo theo một tên cảnh giới không minh tầng thứ 9 của thị huyết điện lên đường cùng. Ngây ra đó làm gì, tiếp tục tấn công cho ta. Lão già mặc áo huyết bào nhìn về phía đó rồi đột nhiên hét lên. Ngay lập tức, các cao thủ của thị huyết điện đã hoàn hồn sau cơn choáng váng, một lần nữa hợp lực điều khiển chín trận pháp, phát huy sức mạnh của chúng, công phá kết giới hộ tông của Linh Sơn Nhân Hoàng. Chỉ là lần này có sự trợ giúp của Trung Giang nên kết giới hộ Sơn đã trở nên mạnh mẽ phi thường, chín trận pháp công kích lớn của thị huyết điện đều đã được sử dụng nhưng vẫn không thể phá được kết giới trong thời gian ngắn. Trong địa cung của Linh Sơn Nhân Hoàng, Trung Giang và Hồng Trần Tuyết vẫn đang không ngừng truyền linh lực vào tế đàn. Còn bên này, các trưởng lão đã bao vây đứng quanh Diệp Thành, từng đôi mắt già nua quan sát hắn từ trên xuống dưới như quan sát khỉ. Khổ khổ, toàn thân Diệp Thành nổi da gà, hắn ho khan hai tiếng rồi bảo, các tiền bối à, có thể đừng nhìn vãn bối như vậy được không, lá gan của ta không lớn lắm. Lá gan không lớn lắm, câu này của Diệp Thành khiến các lão già đều giật giật khóe miệng. Lá gan của ngươi không lớn, đua gì đấy, ngươi đừng quên mảng giỏi nhất của nhân hoàng chúng ta là mảng tình báo. Ngươi làm náo loạn phân điện nhà họ viên ở Bắc Trấn Thương Nguyên, đuổi theo khiến hơn 30 tu sĩ ở cảnh giới. Không minh phải chạy tán loạn trên bầu trời, giúp thiên tông thế ra đấu với thị huyết điện, đại chiến tứ phương bên ngoài thành cổ Đông Dương, Đệ tử bảng Phong Vân bị ngươi rất hơn một nửa, ngươi còn quét sạch biết bao kẻ thù bên ngoài hố thần. Đến bây giờ, người đã khiêu khích hết một lượt tất cả mọi người, có thêm biết bao kẻ thù, có chuyện nào là do kẻ nhát gan làm được. Các trưởng lão vẫn nhìn chằm chằm nên Diệp Thành lại ho khan lần nữa, hà hơi lên huyền thương ngọc giới rồi lau thật sạch, vừa lau vừa nói với giọng điệu khó hiểu, chiếc nhẫn này được đấy. Ngay khi lời này được nói ra, các lão già đã hiểu ngay lập tức. Hắn đã lấy danh nghĩa của Thánh chủ Viêm Hoàng ra để nói chuyện, hắn lợi hại, hắn là thánh chủ của Viêm Hoàng phụt, không trần tuyết ở trên tế đàn cách đó không xa phun ra một ngụm máu. Trạng thái của bà ta rất tệ, khuôn mặt khi nãy còn có chút huyết sắc, giờ đây đã lại trở nên tái nhợt, khí tức lúc mạnh mẽ lúc yếu ớt, thần quang trên người cũng gần như dập tắt. Thấy thế, các lão già vội vàng chạy đến, sư muội, trung giang đã sử dụng linh lực truyền vào cơ thể Hồng Trần Tuyết. Không sao đâu, Hồng Trần Tuyết nhẹ nhàng lau vết máu trên khóe miệng, nhưng sau khi lau đi lại có máu trào ra, dù lau thế nào cũng không hết, điều này khiến sắc mặt mấy trưởng lão phía trung giang khó coi cùng cực. Thực cốt đan, Diệp Thành nheo mắt sau đó lại nói tiếp, còn có cả bạo linh đan. Người có thể nhìn ra sao, Hồng Trần Tuyết nhìn hắn. Ta là luyện đan sư nên cũng biết đôi chút, Diệp Thành ho nhẹ một tiếng. Người còn là luyện đan sư nữa, không chỉ mấy người phía Hồng Trần Tuyết mà ngay cả Trung Giang cũng tròn mắt ngạc nhiên, ông đưa Diệp Thành về nhưng không biết hắn còn có thân phận này. So với Trung Giang, vẻ mặt mấy người phía Hồng Trần Tuyết còn thú vị hơn, nhân hoàng được gọi là bá vương mạng lưới tình báo của đại sở, thế nhưng họ cũng không biết Diệp Thành còn là luyện đan sư. Lúc này, mọi người đều tặc lưới cảm thán tần vũ sát thần phong vân thiên phú nghịch thiên như thế còn là luyện đan sư vận may của hắn thực sự quá tốt khổ khổ bị một đám người nhìn chằm chằm diệp thành lại ho khan một tiếng sau đó nhìn về phía các trưởng lão các vị tiền bối có phải nên tránh đi một lát không ta có chút chuyện riêng muốn nói với thánh chủ của các vị chuyện này mọi người đều nhìn về phía hồng trần tuyết lui xuống đi hồng trần tuyết khẽ phất tay mọi người gật đầu xoay người nhưng khi rời đi họ lại rất ăn ý mà nhìn diệp thành lần nữa sau khi mọi người đi hết Hồng Trần Tuyết mới nhìn Diệp Thành, người bảo người của ta rời đi là có bí mật gì muốn nói với ta. Không thể coi là bí mật, chỉ là ta không muốn quá nhiều người biết thôi, Diệp Thành mỉm cười, điều ta muốn nói là ta có thể chữa lành vết thương cho tiền bối, mà để chữa được thì ta sẽ bị lộ con át chủ bài. Người có thể chữa lành vết thương của sư muội ta, Trung Giang nhìn Diệp Thành với vẻ khó tin, đó là thực cốt đan và bạo linh đan đấy, hơn nữa còn đều là linh đan năm vân. Người chắc chắn có thể chữa khỏi vết thương cho ta, Hồng Trần Tuyết cũng nhìn Diệp Thành với vẻ mặt không tin, cứ tin tưởng ta, tiền bối khoanh chân ngồi xuống, chuyện còn lại giao cho ta, Diệp Thành cười nhẹ. Hồng Trần Tuyết khẽ cao mày, nhìn Trung Giang, thấy ông ấy nhẹ nhàng gật đầu. Thấy thế Hồng Trần Tuyết mới hơi khom người, ngồi xếp bằng trên vân đoàn. Bên này, Diệp Thành nhầm niệm gọi chân hỏa và thiên lôi ra, để chúng lơ lửng trong lòng hai bàn tay. Chân hỏa, thiên lôi, ngay lập tức, trong địa cung vang lên tiếng hô ngạc nhiên của Hồng Trần Tuyết và Trung Giang. Hai người nhìn nhau, dường như đều nhìn thấy điều gì đó trong mắt đối phương. Sau khi đưa mắt nhìn nhau, Trung Giang và Hồng Trần Tuyết đều nhìn về phía Diệp Thành, người không phải Tần Vũ. Đúng, ta không phải Tần Vũ, ta là Diệp Thành, Diệp Thành không giấu giếm, bởi vì một khi chân hỏa màu vàng và thiên lôi màu đen xuất hiện thì thân phận của hắn sẽ bị bại lộ, ta là đệ tử của hàng nhạc tông ở phía Nam Đại Sở, người đánh bại huyền linh chi thể trong cuộc thi Tam Tông mà mọi người biết chính là ta, người được phong vị đan thánh trong đại hội đấu đan chính là ta, người bị vây rất thành ma cũng là ta. Hả, vẻ mặt Trung Giang thay đổi cực kỳ đặc sắc, ông há hốc miệng, nhất thời không nói được gì. Thảo nào ngươi lại biết bí thuật nhất khí hóa tam thanh, ở đại sở này có lẽ ngoài huyền linh chi thể thì cũng chỉ diệp thành của hàng nhạc tông biết bí thuật này. Thảo nào ngươi lại có chân hỏa màu vàng, thì ra ngươi là đan thánh. Theo tin tình báo thì ngươi đã chất lâu rồi mà, Hồng Trần Tuyết nheo mắt nhìn Diệp Thành. Hồng Trần Tuyết cũng không ngờ Diệp Thành đánh bại Huyền Linh chi thể bất bại trong truyền thuyết, Đan Thánh và Tần Vũ hiện đang nổi danh khắp đại sở lại là một người, nực cười là nhân hoàng của họ cũng bị che mắt. Đúng, ngươi đã chết rồi, ngay cả thân thể cũng bị trộm mất, sao người sống sót được vậy trung giang cũng nhìn diệp thành với vẻ ngờ vực càng lúc ông càng không thể hiểu nổi hắn ta sống sót thế nào đương nhiên là tự có cách của ta diệp thành chỉ mỉm cười trước sự ngờ vực của hai người hắn nói xong thì truyền tiên hỏa và thiên lôi vào cơ thể hồng trần tuyết tiền bối hãy tính tâm ta giúp người chữa trị mặc dù trong lòng vô cùng thắc mắc nhưng hồng trần tuyết vẫn nhắm mắt lại diệp thành hít một hơi thật sâu một lúc làm hai việc tiên hỏa phụ trách luyện hóa độc tính của thực cốt đan trong cơ thể hồng trần tuyết còn thiên lôi phụ trách chữa lành vết sẹo do bạo linh đan để lại dưới sự tác động từ hai phía đau đớn cũng tăng lên gấp đôi dù hồng trần tuyết ở cảnh giới chuẩn thiên nhưng trên mặt cũng hiện vẻ đau đớn trung giang ở bên cạnh thấy hồng trần tuyết đau đớn như thế cũng muốn tiến lên giúp đỡ nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu có lẽ biết hồng trần tuyết đang đau nên diệp thành cố ý tìm một chủ đề hắn cười bảo tiền bối lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu chỉ bằng sau trận đại chiến hay là người về lại viêm hoàng đi nghe vậy trung giang cũng nhìn hồng trần tuyết nếu bà đồng ý thì đương nhiên là chuyện quá tốt đẹp Ngươi chữa lành vết thương cho ta, ta rất biết ơn. Hồng Trần Tuyết ta nợ ngươi một ân huệ. Hồng Trần Tuyết từ từ mở mắt, giọng nói nhẹ nhàng như âm thanh đến từ tự nhiên. Viêm Hoàng giúp Nhân Hoàng thoát khỏi khó khăn, Nhân Hoàng cũng nợ Viêm Hoàng một ân huệ, nhưng muốn Nhân Hoàng gia nhập Viêm Hoàng là điều không thể. Nhờ Diệp Thành dẫn dắt câu chuyện nên vẻ đau đớn trên mặt Hồng Trần Tuyết đã giảm đi rất nhiều. Tuy hơi thất vọng về câu trả lời của Hồng Trần Tuyết, nhưng Diệp Thành vẫn nói tiếp: Tiền Bối đang lo lắng điều gì? Lo lắng chúng ta không có thực lực thống nhất Viêm Hoàng hay là người đã hoàn toàn không còn tình đồng môn? Viêm hoàng không có sư tôn thì không còn là viêm hoàng. Hai, bà nói lời này xong trung giang cũng thầm thở dài. Diệp Thành thông minh nhường nào, đương nhiên nghe ra nút thắt trong lòng Hồng Trần Tuyết vẫn nằm ở sư tôn Hồng Trần, nếu không bà đã không cố chấp đặt tên là Hồng Trần Tuyết cho mình nhiều năm như vậy. Không phải là tiền bối nhớ tiền bối Hồng Trần đó chứ, Diệp Thành cười nhẹ. Hồng Trần Tuyết im lặng không đáp, chỉ là đôi mắt đẹp hơi lóe lên, vẻ mặt buồn bã. Thấy vậy Diệp Thành cũng không nói thêm nữa, địa cung rơi vào yên tĩnh, chỉ có Hồng Trần Tuyết thi thoảng phát ra tiếng kêu đau đớn mà thôi. Ầm, um, đoàng, bên ngoài, cao thủ của thị huyết điện vẫn đang điên cuồng công phá kết giới hộ sơn của nhân hoàng, lâu như vậy ngay cả ba cảnh giới chuẩn thiên cũng mất kiên nhẫn, bọn họ đã nhập cuộc, bởi vì thời gian càng lâu thì biến số sẽ càng nhiều, không biết bao lâu sau, Diệp Thành ở trong địa cung mới thu tay về. Dưới tác dụng điều trị song song của tiên hỏa và thiên lôi, thực cốt đan và bạo linh đan trong cơ thể Hồng Trần Tuyết đã hoàn toàn được luyện hóa. Phù có thể lờ mờ thấy được Hồng Trần Tuyết sau khi đã chữa lành vết thương, khí thế đang tăng lên nhanh chóng, thần quang bị dập tắt cũng đã lại bao phủ lấy cơ thể bà lần nữa, thậm chí từng sợi tóc của bà cũng đều nhuộm ánh hào quang. Trở lại trạng thái đỉnh phong, Hồng Trần Tuyết thực sự mang vẻ đẹp tuyệt thế, không dính bụi trần, bước đi nhẹ nhàng tựa như tiên nữ cửu thiên hạ phàm. "Cảm ơn thánh chủ Viêm Hoàng đã chữa lành vết thương cho ta, ơn này ta sẽ mãi không quên." Với vai vế như Hồng Trần Tuyết mà bà vẫn chấp tay hành lễ với Diệp Thành, nhưng vẻ mặt bà vẫn lãnh đạm có lẽ chỉ khi ở trước mặt sư tôn bà mới lộ ra vẻ xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành sự cố chấp này đã ăn sâu vào tận xương tủy không còn người đó thì nụ cười xinh đẹp cũng không còn được rồi sư muội đã trở lại trạng thái đỉnh phong mọi chuyện lại dễ rồi trung gian thở phào nhẹ nhõm thị huyết điện hồng trần tuyết ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài sát khí trong đôi mắt đã không còn khống chế được nữa ta cảm thấy đại quân của viêm hoàng sắp tới rồi diệp thành ung dung mỉm cười tổng hợp sức mạnh của nhân hoàng cộng thêm viêm hoàng của ta thì tiêu diệt đám người của thị huyết điện ở bên ngoài hẳn là không thành vấn đề. Người mặc huyết bào kia giao cho ta, trung giang chỉ vào cảnh giới chuẩn thiên mặc áo huyết bào của thị huyết điện bên ngoài. Ta sẽ đối phó bà lão lưng gù, vậy nữ nhân còn lại giao cho ta, Diệp Thành nhìn chằm chằm thanh niên gian ác kia. Hắn vừa nói xong, không chỉ trung giang mà ngay cả Hồng Trần Tuyết cũng liếc hắn, đó là một nam nhân. Nghe vậy Diệp Thành cười ngượng ngùng, xin lỗi, mắt ta không tốt lắm, nhưng tại hắn còn tô son chát phấn lên mặt nên ta cứ tưởng là nữ nhân chứ, mặc dù sức chiến đấu của ngươi không kém, nhưng ngươi vẫn còn kém xa hắn. Hồng Trần Tuyết không hề vì sự nhầm lẫn quái dị của Diệp Thành mà nở nụ cười, ý bà là không mong Diệp Thành chọn tên thanh niên kia làm đối thủ. Nếu tiền bối đã nói vậy thì người có thể đánh cược cùng vãn bối không? Diệp Thành nhìn Hồng Trần Tuyết đầy hứng thú. Cược gì? Nếu vãn bối không rất được hắn thì Viêm Hoàng gia nhập Nhân Hoàng, nhưng nếu ta may mắn rất được hắn thì Nhân Hoàng gia nhập Viêm Hoàng. Tiền bối thấy thế nào? Ta cược với ngươi. Hồng Trần Tuyết khẽ nói. Nghe vậy, Diệp Thành nháy mắt với Trung Giang, trong mắt viết rõ một câu, đối phó với sư muội xinh đẹp của người phải dùng đến chiêu trò. Trung Giang mỉm cười, thầm nói lần này sư muội đã định sẵn sẽ vào tay Diệp Thành rồi. Thấy Diệp Thành và Trung Giang trao đổi qua ánh mắt, vẻ mặt Hồng Trần Tuyết hơi kỳ lạ, bà cứ có cảm giác mình đã mắc bẫy. Tiền bối nói lời phải giữ lời nhé, Diệp Thành cười để lộ hai hàm răng trắng, sau đó hắn quay đầu nhìn thanh niên gian ác bên ngoài kết giới. Lúc này không chỉ Hồng Trần Tuyết mà Trung Giang cũng quay lại nhìn, họ cũng muốn xem Diệp Thành rất gã thanh niên đó như thế nào nhưng họ lại thấy Diệp Thành cười nhạt, khẽ nhắm mắt trái lại. Tiên Luân Nhãn, mở. Sau tiếng hô của Diệp Thành, Tiên Luân Nhãn bên mắt trái của hắn đột một mở ra. Một làn sóng vô hình lấy mắt trái của hắn làm trung tâm rồi lan ra khắp nơi, ngay cả không gian cũng bị bóp méo. Lục, Lục Đạo Tiên Luân Nhãn, nhìn mắt trái của Diệp Thành, Hồng Trần Tuyết há hốc mồm, nhìn vào con mắt đó, bà bỗng ngẩn ra, bởi vì sư tôn của bà cũng có con người nghịch thiên như vậy. Thiên chiếu, trong khi Hồng Trần Tuyết còn đang sướng sở thì Diệp Thành đã lại lần nữa hô lên, tiên luân nhãn ngắm chuẩn vị trí của gã thanh niên đứng bên ngoài, tiên luân ấn ký. Cũng theo đó mà chuyển động, giây phút tiếp theo, sự việc khiến Trung Giang và Hồng Trần Tuyết phải kinh ngạc xuất hiện. Vì trên đầu gã thanh niên yêu dị kia đột nhiên bùng lên một ngọn lửa màu đen, nhờ có ngọn lửa màu đen kia mà phần đầu của gã thanh niên yêu dị nhanh chóng tiêu tán. Bên ngoài, biến cố đột ngột xuất hiện khiến mặt mày gã thanh niên kia thay đổi. "Chuyện, chuyện gì vậy?" Gã thanh niên kia rít lên khủng khiếp, hắn muốn dập lửa nhưng lại không thể được, xảy ra chuyện gì vậy lão già mặc hắc bào và bà lão lưng gù thay đổi hẳn sắc mặt lần lượt ra tay thế nhưng cho dù bọn họ dùng bí pháp nào cũng không thể dập ngọn lửa màu đen trên đầu gã thanh niên kia và đương nhiên bọn họ chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn phần đầu của gã bị thiêu đốt một cách nhanh chóng a à, a à, gã thanh niên ôm đầu tiếng gào thét vang vọng đất trời tiếng hét của hắn khiến người của thị huyết điện đều phải đưa mắt sang nhìn đến cả kẻ mạnh của nhân hoàng trong kết giới cũng tỏ vẻ hết sức kinh ngạc phần đầu của hắn đang hóa giải là kẻ nào ra tay mà cấm pháp nghịch thiên như vậy a à, trong tiếng bàn tán tiếng gào thét của gã thanh niên yêu dị vẫn liên tiếp vang lên thế nhưng vì chúng thiên chiếu nên kết cục của hắn đã được định sẵn dưới con mắt chứng kiến của tất cả mọi người phần đầu của hắn đã bị thiêu thành hư vô rơi xuống đất cơ thể cũng hóa thành tàn cho tiền bối hắn đã chất rồi người nói lời phải giữ lời nhé trong địa cung diệp thành nhìn hồng trần tuyết mỉm cười nói hồng trần tuyết nào còn lời nào bà ta nhìn diệp thành bằng khuôn mặt hết sức kinh ngạc bà ta nào ngờ diệp thành còn có cấm pháp bá đạo như vậy đường đường ở cảnh giới chuẩn thiên mà nói diệt là bị diệt luôn được. Ở bên, Trung Giang cũng hết sức ngỡ ngàng, ông ta thầm nhủ nếu như Diệp Thành Giáng cho ông ta một lần thiên chiếu thì ông ta cũng sẽ chất ngay lập tức. Khai chiến, khi cả hai đang ngỡ ngàng thì Diệp Thành đã bước trên biển tinh hà, đầu lơ lửng thần đỉnh, tay cầm bá long đao sát phạt, khí huyết sục sôi khiến chân nguyên của hắn vô cùng dồi dào, toàn thân có ánh sáng vàng kim bao quanh, trong hư không, hắn trở nên hết sức choán mắt. Bát hoang trảm, tới khi Trung Giang và Hồng Trần Tuyết nhìn thì Diệp Thành đã vung đao quét qua hư không, người của thị huyết điện bao gồm cả kẻ mạnh ở cảnh giới không minh còn đang ngỡ ngàng thì đã bị đánh cho tới mức trở tay không kịp sao hắn còn sống thấy diệp thành đại triển thần uy một lão già ở cảnh giới chuẩn thiên mặc huyết bào và bà lão lưng gù cùng người của thị huyết điện nhất loạt tỏ vẻ kinh ngạc hắn chẳng phải trước đó hắn bị mưu sát sao đám đệ tử của nhân hoàng trong kết giới cũng hết sức bất ngờ bát hoang chảm khi tất cả mọi người còn đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác thì diệp thành hung hãn đã lại lần nữa vung bá long đao phụt không trung nhuốm màu máu. quả thực đúng như diệp thành nghĩ sự bá đạo của bá long đao kết hợp với bát hoang trảm mang tới uy lực tuyệt đối đến cả tu sĩ ở cảnh giới không minh cũng bị chớm làm đôi chứ đừng nói là những tu sĩ ở cảnh giới linh hư muốn chết lão già mặc huyết bào lập tức sát phạt tới bàn tay vung về phía diệp thành đối thủ của ngươi là ta không đợi bàn tay của lão già kia giáng xuống trung giang đã lập tức xông ra khỏi kết giới tung một trường đánh tan bàn tay kia sau đó ông ta lại tung tiếp trưởng khiến lão già mặc huyết bào lập tức bị đánh bay đi trung giang bà lão lưng gù như nhận ra trung giang ngươi ngươi vẫn còn ở nhân hoàng cho nên hôm nay các người đến đây rồi thì không cần thiết phải về nữa, giọng nói lạnh băng vang vọng khắp đất trời, Hồng Trần Tuyết cũng bước ra, toàn thân có thần hoa bao quanh giống như vị tiên nữ từ cửu trùng thiên. Ngươi, thấy Hồng Trần Tuyết khí thế ngút trời, bà lão kia lại lần nữa thay đổi. Sắc mặt, ngươi không bị thương, nếu không thì sao, Hồng Trần Tuyết lạnh giọng bước ra, bà ta di chuyển cả trăm trượng sát phạt tới trước mặt bà lão kia, rồi tung một trường mà chẳng có lời nói nào báo trước. Khi bà lão kia còn đang trong trạng thái ngỡ ngàng thì đã vội vàng phòng ngự trong trạng thái bị động, thế nhưng vẫn bị Hồng Trần Tuyết đánh lùi về sau và phun ra máu. Rớt, Trung Giang lạnh giọng gần lên, ông ta cứ thế lao như bay về phía lão già mặc huyết bào bị đánh bay đi trước đó. Rớt, Hồng Trần Tuyết với uy thế mạnh mẽ tiếp tục sát phạt về phía bà lão lưng gù kia. Rớt, Diệp Thành vung đại đao, lại một lần nữa gây ra cơn mưa máu. Rớt, thấy trận chiến đã bắt đầu, bên trong kết giới của Linh Sơn Nhân Hoàng, dù là đệ tử của Nhân Hoàng hay trưởng lão của Nhân Hoàng thì đều lần lượt xông lên, bị bao vây lâu như vậy, bọn họ cũng đã phải dồn nén cơn phẫn nộ lâu lắm rồi. Rất, không gian bị phá bỏ, đại quân của Viêm Hoàng tiến đánh tới, người thì đạp trên phi kiếm, người thì ngự trên mây, có người dùng chiến xa, có người cưỡi linh thú, khí thế hào hùng, sát khí ngút trời. Các huynh đệ, chúng ta đến rồi, kẻ mạnh của Viêm Hoàng lần lượt hô lên, giọng nói chấn động đất trời. Chúng ta cùng kề vai chiến đấu, máu của tất cả mọi người ở nhân hoàng, Viêm Hoàng đều sục sôi, rất nhiều lão bối nước mắt lưng tròng. Bao nhiêu năm Viêm Hoàng chia cách, tình đồng môn năm xưa lại trở thành kẻ thù bây giờ lại cùng kề vai sát cánh đối đầu với kẻ thù bên ngoài khiến lòng bọn họ xúc động khiến viêm hoàng như tỉnh lại từ trong giấc ngủ sâu dầm đùng trận đại chiến lại lần nữa sụp sôi phản công khí thế ngút trời vốn tưởng rằng sẽ là một bữa tiệc mấu nhưng lại xảy ra quá nhiều biến cố khiến người của thị huyết điện bị đánh tới mức trở tay không kịp rất nhiều tên chưa kịp tế gọi binh khí đã bị đại quân của nhân hoàng và viêm hoàng thôn tính phụt 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 trong đám người diệp thành như con mãnh thú chân bước trên tinh hà thôn tính từng bóng người đại la thần đỉnh lơ lửng trên đầu tiêu diệt từng tu sĩ bá long đao trong tay rất hại từng sinh mệnh cả đoạn đường sát phạt khiến con đường hắn đi qua nhuốm đầy máu tươi hắn giống như mũi đao sáng loáng cứ thế đâm vào tim kẻ địch a à, à, tiếng hét chói tai vang lên tiểu linh hoa cũng đại triển thần uy cơ thể nhỏ bé của hắn chỉ bằng nắm tay nhưng khả năng len lỏi lại vô cùng nhanh chóng giống như một đạo lưu quang vậy và lại tên này cũng vô cùng đê tiện không hề đối đầu trực diện mà toàn đánh theo cách rất hạ đẳng nó chui vào đúng quần kẻ địch và cứ thế tung trưởng đánh vào cậu nhỏ của người ta cảm giác thật đau đớn, đừng chỉ đâm đầu vào đánh, thu gom bảo bối đi, Diệp Thành sát phạt lên phía trước, một đao chớm vào một kẻ mạnh khác của thị huyết điện, sau đó hắn lập tức lấy đi túi đựng đồ trong tay áo tên này. Ta hiểu rồi, hi hi hi, tiểu linh hoa cũng không cho mình nhàn rỗi, nó lập tức đi theo Diệp Thành, chỉ cần Diệp Thành diệt được một tên là nó lập tức xông lên, không quan tâm xem đó là thứ gì, cứ thế nhét vào người. Phụt, phía trước, Diệp Thanh lại lần nữa vung đao chớm vào tu sĩ ở cảnh giới không minh của thị huyết điện sau đó sát phạt tới một kẻ mạnh ở cảnh giới không minh tầng thứ 8 khác của thị huyết điện. Phụt, phụt, khắp nơi chìm trong biển mâu, sự thảm khốc của trận đại chiến khiến cả bầu trời, mặt đất đều nhuốm đỏ, đến cả bầu hư không cũng như phủ thêm lớp xương màu mấu bắn vọt khắp nơi, đây quả thực là cảnh tượng máu chảy thành sông, xương cốt chất thành núi. Hiện trường lúc này chính là thị huyết điện đang ở thế yếu hơn. Ở phía đông, lão già mặc huyết bào đã bị trung giang đánh cho tới mức người như nhúc máu không hề có cơ hội lật lại ván cờ. Phía tây, Hồng Trần Tuyết mạnh mẽ vô cùng, mỗi lần ra tay đều khiến kẻ mạnh phải kiêng rè. Bà ta khiến bà lão lưng gù đẫm máu. Phía nam, kẻ mạnh của Viêm Hoàng khiến một nửa số người của Thị Huyết Điện bị chèn ép vào hư không. Ở bầu trời phía bắc, những tu sĩ mạnh mẽ của Thị Huyết Điện chỉ còn lại một nửa và bị người ta đánh tới mức tan tác, không có cơ hội phản công. Rầm, đùng, dưới bầu trời chỉ toàn tiếng gằn rất chóc. Đây là trận đại chiến không còn cân sức vì ngay từ đầu thì huyết điện đã rơi vào thế yếu. Trời dần tối, mặt đất đẫm máu đỏ tươi, người của thị huyết điện gần như đều bỏ mạng. Phụt, Diệp Thành lại lần nữa vung tay tung một đòn khiến một tên ở cảnh giới không minh của thị huyết điện chất ngay tại chỗ còn hắn cũng mình như nhúc máu, những phần đẫm máu đều có cả máu của người phe hắn. Vừa rồi, khi liều mạng với một tên ở cảnh giới không minh tầng thứ 9, Diệp Thành đã bị trọng thương, có điều cũng may là hắn vẫn thắng. Liếc nhìn từ phía, thấy người của thị huyết điện đều đã thương vong gần hết, Diệp Thành mới sát phạt về phía trung gian. người đi đi, ta không đi đâu." Tiểu Linh hoa sợ hãi thấy lão già mặc huyết bào ở cảnh giới chuẩn thiên, nó không dám tham gia vào, nếu chỉ cần không chú ý thì lập tức sẽ hóa thành cho bụi, nó không giống như tên xúc sinh Diệp Thành, có sức chiến đấu ngoan cường mạnh mẽ. Chú ý lấy bảo bối, Diệp Thành chỉ đáp lại một câu tùy hứng rồi bay đi như một đạo thần mang, tốc độ nhanh vô cùng. Mục đích của hắn rất rõ ràng, đó chính là phần xác thịt của lão già mặc huyết bào kia, ông ta ở cảnh giới chuẩn thiên thực thụ, nếu như sử dụng chú ấn với ông ta thì đó chính là một âm minh tử tướng mạnh mẽ khủng khiếp. Dầm, Phụt, khi Diệp Thành sát phạt tới thì lão già mặc huyết bào đã bị một trưởng của Trung Giang chèn ép trong hư không, khiến cho một ngọn núi sụp đổ. Không lâu sau đó, lão già mặc huyết bào đầu tóc rối bời liền lảo đảo bước ra, khuôn mặt mơ hồ, đôi mắt tôi độc, hình thái đẫm máu, trông chẳng khác gì ác quỷ. Trung Giang, người ép ta sao? Lão già mặc huyết bào rít lên, chỉ điểm vào chán. Ngay sau đó, một đạo huyết khí huyên hóa giữa chán ông ta, tinh nguyên toàn thân bùng cháy, khí thế mạnh mẽ cứ thế đuổi theo Trung Giang giống như sử dụng một loại bí pháp mạnh mẽ nào đó để đổi lại khả năng chiến đấu cao. Phút, đúng lúc ông ta ngưng tụ khí nguyên thì một nhát sát kiếm bay từ trong không gian tới. Có lẽ vì quá để ý tới trung gian nên lão già mặc huyết bảo rõ ràng không dự đoán trước được có kẻ đánh lén, với cự ly gần như vậy, với sát kiếm tuyệt sát đó, ông ta không kịp trở tay. Nên biết rằng cấm thuật mà Diệp Thành sử dụng vẫn chưa hoàn toàn thi triển xong. Phụt, vì quá nhiều nhân tố kết hợp mà lão già mặc huyết bào lập tức trúng chiêu, phần đầu bị nhát kiếm của Diệp Thành đâm xuyên, linh hồn lập tức biến mất. Tuyệt sát, đại chiêu tuyệt sát thực thụ kể cả là trung giang thì cũng không thể ngờ nổi đường đường một tu sĩ ở cảnh giới chuẩn thiên lại bị nhát kiếm của diệp thành rất chất chiến tích như vậy quả là nghịch thiên có lẽ lão già mặc huyết bào cho tới lúc chất cũng không dám tin mình lại chất một cách nhanh chóng dưới nhát kiếm của một tên tu sĩ mới ở cảnh giới linh hư cảnh tượng này thật choán mắt người nhìn kẻ mạnh của nhân hoàng và viêm hoàng sát phạt tới cũng không thể nào tin nổi cảnh tượng này một tu sĩ ở cảnh giới chuẩn thiên lại lại bị rất chất sao người của nhân hoàng há hốc miệng chậc người của nhân hoàng nuốt nước bọt thánh chủ cúng cũng thật mạnh Hồng Trần Tuyết bay trong không trung tới đây, trong mắt bà ta rõ vẻ kinh ngạc, bà ta thầm nhủ, rất chất hai tu sĩ ở cảnh giới chuẩn thiên chỉ trong phút chốc, chiến tích của ngươi đã vượt qua cả sư tôn rồi. Phụt, trên mặt đất, Diệp Thành phun ra cả miệng mấu, hắn lảo đảo, suýt chút nữa thì ngã xuống. Dưới chân hắn chính là thi thể của lão già mặc huyết bào, người ta có. Thể thấy trong đôi mắt lão ta vẫn mang theo cái nhìn kinh ngạc khó tin. Cũng đúng, lão ta chất trong sự uất ức, tiền bối, thi thể của ông ta có thể cho ta được không, thấy Trung Giang đi tới, Diệp Thành cười nói ông ta là do người rớt tùy người xử lý trung gian cười nhẹ nhàng thấy khả năng cũng như thực lực của diệp thành là lão bối của viêm hoàng ông ta cũng có phần nào được an ủi vì ông ta đã nhìn thấy được hy vọng thống nhất của viêm hoàng đa tạ tiền bối diệp thành mỉm cười hắn phất tay thu lại thi thể của lão già mặc huyết bào hắn quyết định tìm thời gian luyện chế ông ta thành âm minh tử tướng thánh chủ huy võ không biết là ai hô lên thánh chủ huy võ thánh chủ huy võ âm thanh này vang vọng trong hư không vô tận với chiến tích trong trận chiến lần này diệp thành đã chinh phục được tất cả mọi người hắn tạo ra uy danh hiển hách với danh nghĩa là thánh chủ của viêm hoàng thấy cảnh này trung giang lại lần nữa mỉm cười ôn hòa ở cách đó không xa hồng trần tuyết cũng đỏ mặt bà ta hiếm khi mới nở nụ cười sau trận chiến người của viêm hoàng và nhân hoàng nhanh chóng thu dọn chiến trường đêm tối ở linh sơn nhân hoàng ngọn lửa cháy bùng mùi hương thơm ngào ngạt của rượu bay khắp linh sơn không say không về người của nhân hoàng và viêm hoàng quây quần lại với nhau kể cho nhau nghe những câu chuyện về những ngày tháng qua cảnh tượng lúc này hết sức náo nhiệt tâm trạng của ai nấy đều hết sức phức tạp lúc này đâu còn người nào để ý tới việc nhân hoàng và viêm hoàng phân tách nữa bọn họ cứ thế uống rượu nói chuyện những lão bối không kìm nén được mà rưng rưng nước mắt ta muốn về nhà lời này nói ra khiến nhiều người chợt thấy cay sống mũi có lẽ đệ tử của viêm hoàng và nhân hoàng không thể hiểu tâm trạng của các bậc tiền bối bọn họ từng là huynh đệ tốt nhưng vì một số nguyên nhân nên buộc phải chia thành hai phe phái hiện giờ lại lần nữa cùng kề vai sát cánh chiến đấu tâm trạng ai nấy hết sức bồi hồi Thấy những lão bối rưng rưng nước mắt, Diệp Thành ở bên cầm hũ rượu kính lặng uống, hắn đột nhiên nói một câu, trung tiêu tiền bối cúng là một phần mấu ngủ huyết mạch của Viêm Hoàng, vì sao lại phải phân thành hai, nếu như Hồng Trần tiền bối còn tại thế thì nhất định không mong muốn thấy cảnh Viêm Hoàng chia năm xẻ bảy. Ở bên, Hồng Trần tuyết mím mối, hiếm khi mới nở nụ cười, chúng ta về nhà thôi. Đêm tối, Nhân Hoàng thu dọn nhanh chóng rồi mang đi tất cả những gì có giá trị, đến cả trận pháp cũng được mang đi tới Viêm Hoàng, một phương hào hùng khí thế. Nhân Hoàng, về nhà thôi sau ngày hôm nay sẽ không còn nhân hoàng, chỉ có viêm hoàng. Cái gì, thông tin đại quân của thị huyết điện bị tiêu diệt đã loan ra khắp thị huyết điện, trưởng giáo của thị huyết điện lập tức đứng dậy, tung một trường khiến cái bàn ở bên lập tức biến thành cho bụi, sao có thể. Bên dưới, một lão già mặc y phục đen quỳ dưới đất, thành khẩn bẩm báo, là viêm hoàng, bọn họ và nhân hoàng liên thủ với nhau. Không thể nào, truyền tống trận cách nhân hoàng trục giảm đã bị phá rồi, viêm hoàng sao có thể bay tới đó được, trưởng giáo của thị huyết điện phẫn nộ lên tiếng là, là người của Hoàng tộc đại sở giúp bọn họ. Hoàng tộc đại sở, trưởng giáo của thị huyết điện phẫn nộ, sát khí đằng đằng, "Được, được lắm, các ngươi chọc tức ta thì chuẩn bị chịu cơn phẫn nộ của thị huyết điện ta đi." Linh sơn của Viêm Hoàng, sự trở lại của Nhân Hoàng khiến mọi người đều chìm trong niềm vui sướng, ai nấy đều bận rộn. Mọi người hợp lực để ngưng tạo một linh sơn hùng vĩ khác bên cạnh Viêm Hoàng, nối liền với linh sơn của Viêm Hoàng thành một thể. Sát trận, ngưng linh trận, phòng ngự pháp trận mang về từ Nhân Hoàng đều được lạc ấn lên linh sơn của Viêm Hoàng ngay cả kết giới hộ tông cũng được lạc ấn ở đây, tạo thành lớp phòng ngự. Cực mạnh, nhìn từ xa, linh sơn của viêm hoàng mây mù lượn lờ, linh khí vần quanh giống như tiên cảnh giữa trốn trần gian. Mà sau khi được nhân hoàng sát nhập, thực lực của viêm hoàng đương nhiên tăng lên gấp đôi, lại thêm có trung gian và hồng trần tuyết chấn giữ, cho dù thì huyết điện cũng không dám tới xâm lược lần nữa. Mà đệ tử và trưởng lão của nhân hoàng với viêm hoàng cũng rất hợp nhau, hai bên đặt bí pháp của mình vào tàng thư các của viêm hoàng, cùng chia sẻ với đối phương. Trên Linh Sơn, Diệp Thành, Trung Giang và Hồng Trần Tuyết đang ngồi phía sau một căn lầu các. Như trước đây, Muội vẫn phụ trách tình báo, Hồng Trần Tuyết nhấp một ngụm trà. "Vậy thì tốt quá." Trung Giang cười vui vẻ vuốt râu, "So về mạng lưới tình báo, có lẽ không thế lực nào ở đại sở có thể so sánh với nhân hoàng của sư muội, nhân hoàng gia nhập khiến cho Viêm Hoàng như hổ thêm cánh." "Vậy mục tiêu tiếp theo là thế lực nào?" Hồng Trần Tuyết và Trung Giang đều nhìn Diệp Thành. "Lôi kéo mọi người." Diệp Thành cười nhẹ, "Lôi kéo mọi người, đúng thế." Diệp Thành lại cười, "Mấy năm nay Thị huyết điện đánh hết gia tộc này tới gia tộc khác, gây thù chuốc oán với rất nhiều người. Tục ngữ có câu, kẻ thù của kẻ thù là bạn, tại sao chúng ta không chiêu mộ họ về phe viêm hoàng? Nghe giọng điệu này của thánh chủ là đã chọn được ứng cử viên thích hợp rồi phải không? Đương nhiên, Diệp Thành rót một chén rượu, cười bảo thiên tông thế gia và nhà họ tô ở thành Xuân Thu, hai nhà này đều vì thị huyết điện mà nguyên khí bị tổn hại nặng nề, cả hai đều đang tìm kiếm đồng minh. Ngoài ra hai nhà này đều nợ ta một ân huệ, chúng ta nói vào lúc này là hợp lý nhất rồi, ta biết chuyện của nhà họ tô họ không chỉ một lần phái người đi tìm liên minh nhưng vì nội bộ viêm hoàng lục đục nên ta cũng không muốn kéo họ xuống nước bây giờ tình thế đã khác ta thấy khả thi đấy còn thiên tông thế gia nói đến đây trung giang ngờ vực nhìn diệp thành ta rất tò mò sở thương tông có đạo thương cho dù ngày hôm đó có người giúp đỡ thì cũng vẫn khó đánh bại được tiến công của thị huyết điện rốt cuộc ngươi đã làm gì vậy ta đã chữa khỏi đạo thương của ông ấy hắn vừa thốt ra lời này không chỉ trung giang mà hồng trần tuyết cũng tỏ vẻ bất ngờ đạo thương cũng chữa được ư được chứ, được chứ. nghe vậy, Trung Giang và Hồng Trần Tuyết đều ngạc nhiên, nhìn vẻ mặt thoải mái của Diệp Thành thì chuyện này chắc chắn không phải giả. nhất thời, một tia sáng yếu ớt lóe lên trong mắt của hai người. thầm nói người thanh niên trước mặt này không đơn giản như họ nghĩ, mặc dù hắn chỉ ở cảnh giới Linh hư, nhưng lại có rất nhiều sắc thái bí ẩn. nếu là như vậy, có lẽ ta có thể kéo được một người cảnh giới Truyền Thiên về phía Viêm Hoàng. Trung Giang trầm tư một lúc rồi từ từ cất lời. nghe vậy, mắt Diệp Thành sáng lên, ai vậy? Đó là một tản tu, trung giang khẽ cười, là một đạo hữu ta quen khi đi dạo chơi, không biết vì sao người đó lại trúng đạo thương, cả trăm năm rồi vẫn chưa tìm ra cách giải cứu. Nếu ngươi có thể chữa lành đạo thương thì bảo ông ấy đến viêm hoàng của chúng ta làm khách khanh trưởng lão cũng được. Chuyện này ổn đấy, vậy tiền bối liên hệ nhé, Diệp Thành cười vui vẻ, tiền bối tìm được thì đạo thương của ông ấy cứ để ta lo. Vậy phải tìm được đã, có trời mới biết bây giờ ông ấy ở đâu. Không sao, chúng ta có mạng lưới tình báo mà, Diệp Thành lại nhìn sang Hồng Trần Tuyết. Chuyện này cứ giao cho ta, nếu thiên tông thế gia và nhà họ tô của Thành Xuân Thu cũng gia nhập Viêm Hoàng, lại có thêm vị đạo hữu mà Trung Giang Sư Huynh vừa nói, vậy thì thực lực của Viêm Hoàng chúng ta có thể tăng lên rất nhiều. Hồng Trần Tuyết ngẫm nghĩ, đến lúc đó, khả năng thống nhất được Viêm Hoàng cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Vậy để ta phái người đi liên lạc với thiên tông thế gia và nhà họ tô, Trung. Giang đứng dậy, mặt mày rạng rỡ bước đi cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Sau khi Trung Giang đi, lúc này Hồng Trần Tuyết mới nhìn Diệp Thành, nói chính xác hơn là nhìn vào mắt trái của hắn có lẽ là thấy mắt nhớ người khiến bà bất giác thất thần dường như nhìn mắt trái của diệp thành nhưng lại như đang nhìn mắt phải của hồng trần họ đều có tiên nhãn đều gọi là lục đạo tiên luân nhãn bị hồng trần tuyết nhìn chằm chằm như vậy diệp thành cảm thấy không được tự nhiên khổ khổ cuối cùng diệp thành ho khan một tiếng bị tiếng ho khan của diệp thành thức tỉnh hồng trần tuyết không nhìn hắn nữa mà mím môi nhẹ giọng hỏi có thể nói cho ta biết làm thế nào mà ngươi có được lục đạo tiên luân nhãn không Chuyện này nói ra dài lắm, Diệp Thành ngoái tai, nó là do một vị tiền bối tiên tộc truyền lại cho ta. Hồng Trần Tuyết lại mím môi, sau đó chuyển chủ đề, người chữa được cả đạo thương, vậy người có thể chữa được ám thương của Trung Giang Sư Huynh không? Vấn đề này thực sự khó nói, nghe Hồng Trần Tuyết nói xong, Diệp Thành lắc đầu bất lực, hắn vừa xoa cầm vừa nói, công pháp của tiền bối Trung Giang hơi lạ, nối liền với cảnh giới Tu Vi, mỗi lần ra tay đều khiến Tu Vi giảm đi một phần, ám thương kỳ lạ này không nằm trong phạm vi khả năng của ta. Đó đúng là một công pháp kỳ lạ, Hồng Trần Tuyết thở dài, đó là công pháp mà sư Tôn ta có được trong một lần đi dạo chơi, ông ấy đã từng nghiêm cấm người của Viêm Hoàng tu luyện, nhưng tiếc là Trung Giang sư huynh vẫn làm. Tiền bối đừng bi quan quá, sẽ có cách thôi. Hy vọng vậy, Hồng Trần Tuyết lại thở dài rồi chầm chậm đứng dậy, đang định đi ra ngoài thì bị Diệp Thành gọi lại. Có chuyện gì à?" Hồng Trần Tuyết hỏi. Thực ra cũng không phải chuyện gì lớn, Diệp Thành xoa tay cười hì hì, "Tiền bối có thể cho người thu thập, sắp xếp thông tin tình báo về hàng Nhạc Tông trong thời gian gần đây giúp ta không? Lâu rồi chưa về đó, ta hơi lo lắng." hằng nhạc tông mặc dù trong lòng cảm thấy hơi ngạc nhiên nhưng hồng trần tuyết cũng không chú ý nhiều bây giờ hồng trần tuyết đã biết thân phận thật sự của diệp thành nên đương nhiêu có thể hiểu còn nữa xin tiền bối giữ bí mật chuyện ta là diệp thành giúp ta diệp thành lại nở nụ cười ta không muốn nhiều người biết chuyện này một ngày nào đó ta sẽ dẫn viêm hoàng đi rất bọn họ để cho bọn họ trở tay không kịp vậy ngươi không định cho ta nhìn thấy khuôn mặt thật của người sao hồng trần tuyết nhìn diệp thành cuối cùng dừng trên mặt nạ quỷ minh của hắn với nhãn lực của bà cũng không thể nhìn thấu nhìn mặt ta à, không cần thiết đâu, ta sợ tối đến tiền bối không ngủ được, tới tìm ta nói chuyện. Có lẽ cho rằng Diệp Thành nói linh tinh nên Hồng Trần Tuyết chỉ khẽ nhíu mày, khịt mũi rồi không nói lời nào quay lưng bỏ đi. Sau khi Hồng Trần Tuyết đi, Diệp Thành bĩu môi, tháo mặt nạ quỷ minh xuống, hắn nhìn vào gương rồi vuốt tóc ta nói thật mà. Nếu để tiền bối biết ta giống hệt sư tôn của người, có trời mới biết tối đến người có chạy tới giường của ta ôm ta ngủ không? Vào chuyện chính thôi nào, Diệp Thành cất gương đi, trở tay lấy thi thể lão già mặc áo huyết bào ra, cơ thể lão ta bê bết mấu nhiều chỗ còn lộ cả xương vết thương trên người nhiều không đếm xuể tuy nhiên dù vậy thì cơ thể cảnh giới bán bộ minh vẫn vô cùng mạnh mẽ dù không động đến linh lực hộ thể thì tu sĩ bình thường cũng khó mà phá được phòng ngự của cơ thể này diệp thành gọi tiên hỏa ra bao quanh cơ thể lão hắn thầm nhầm niệm pháp môn man hoang luyện thể dùng tiên hỏa tôi luyện cơ thể lão già mặc áo huyết bào để độ mạnh của cơ thể lão tăng thêm một bậc đây là cả một quá trình dài man hoang luyện thể không ngừng hoạt động vết thương trên cơ thể lão ta cũng được chữa lành Tạp chất trong cơ thể lần lượt được đẩy ra, cơ thể cũng trở nên dẻo dai và rắn chắc hơn. Sau khi Diệp Thành cất tiên hỏa đi thì trên người lão già mặc huyết bào đã không còn vết sẹo nào nữa, cả người được bao phủ bởi một lớp vàng kim. Được lắm, Diệp Thành vỗ tay sau đó cất vào trong túi đựng đồ. Lúc này mới lấy một tờ giấy trắng viết đầy những thứ kỳ quặc bên trên da. Những thứ được viết trên tờ giấy trắng đều là nguyên liệu cần thiết để luyện chú ấn, cũng giống như luyện đan cần đến linh thảo, vì chú ấn cũng có tác dụng diệu kỳ như luyện đan nên cũng cần nguyên liệu tương tự. Hoàng trưởng lão. Diệp Thành đọc lại một lượt rồi gọi. Ngay sau đó, Hoàng Đại Sơn với thân hình mập mạp bước vào, cung kính hành lễ Thánh Chủ. Tìm nguyên liệu như trên này cho ta, càng nhiều càng tốt, càng nhanh càng tốt. Diệp Thành đưa tờ giấy cho Hoàng Đại Sơn. Đây là gì ạ? À? Hoàng Đại Sơn nhìn rồi không khỏi gãi đầu. Chỉ cần tìm là được. Diệp Thành nói xong lại đưa một túi đựng đồ cho ông ấy. Trong này có 10 triệu linh thạch. Tìm cho ta một vài đan phương luyện đan, chỉ cần đan phương ba vân trở lên là được. Đan phương? Hoàng Đại Sơn lại ngẩn người. Thánh Chủ cần đan phương làm gì vậy ạ? À? Ông hỏi nhiều thế làm gì, Diệp Thành đuổi Hoàng Đại Sơn ra khỏi lầu các. Sau khi đuổi Hoàng Đại Sơn đi, Diệp Thành nhét một cây tăm vào miệng, ngửa đầu nằm trên thảm cỏ mềm. Đời người đúng là thế sự vô thường, Diệp Thành ngửa đầu nhìn hư không mờ mịt mà cảm thán. Mấy tháng trước hắn vẫn là tiểu đệ tử của một tông môn, mới vừa đi không lâu đã xảy ra bao nhiêu chuyện, gặp được bao nhiêu cơ duyên khiến hắn từ một tiểu đệ tử ngày nào trở thành tu sĩ có thể chiến đấu với cao thủ cảnh giới chuẩn thiên, còn làm thánh chủ của Viêm Hoàng. Nghĩ đến chức thánh chủ Viêm Hoàng, trong lòng Diệp Thành lại bắt đầu phát thảo ra một bản kế hoạch. Sư phụ, chờ đồ nhi một thời gian, khi nào con thống nhất được viêm hoàng chắc chắn sẽ trở về tiêu diệt chính Dương Tông, con sẽ khiến những kẻ đã âm thầm hại chúng ta phải trả giá gấp trăm lần, ngàn lần. Cử suy nghĩ miên man như vậy rồi Diệp Thành ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Hôm sau, trời còn chưa sáng Diệp Thành đã bị đánh thức. Bởi vì người nhà họ tô của Thành Xuân Thu đã tới, khi Diệp Thành nghe thấy tin này cũng hơi giật mình, hôm qua mới liên lạc với họ, không ngờ hôm nay đã nhận được tin. Nhưng nghĩ lại thì cũng có thể hiểu. Có lẽ nhà họ Tô đã thật sự bị nhà họ Dương của Vân Tạng Sơn và Thí Huyết Điện dồn ép vào bước đường cùng, họ vốn đã có ý liên minh với Viêm Hoàng, bây giờ Viêm Hoàng vừa liên lạc là họ tới ngay lập tức. Sau khi đi qua vài ngã rẽ, Diệp Thành bước lên một căn lầu các. ập vào mắt hắn là một bóng dáng xinh đẹp và một người đàn ông trung niên mặc áo bảo màu tím. Bóng dáng xinh đẹp đương nhiên là Tô Tâm Nhi, còn người mặc áo bảo tím chính là tam thúc tổ của Tô Tâm Nhi, người được Diệp Thành cứu khi ở nhà họ Tô, ông ta tên là Tô Tinh Hà. Thấy Diệp Thành đi vào, Tô Tinh Hà vội vàng đứng dậy, hành lễ với hắn, cảm ơn sự giúp đỡ của Thánh chủ Viêm Hoàng ngày đó. Tiền bối nói quá rồi, Diệp Thành nhẹ nhàng xua tay, sau đó nhìn Tô Tâm Nhi rồi bất giác ho khan, sờ chóc mũi cười ngượng ngùng, Tô cô nương cũng tới hả? À? Ừ, ừ, hai má Tô Tâm Nhi đỏ lên, dường như lại nghĩ đến cảnh tượng trong hồ ngày hôm đó, cơ thể cô gần như đã bị Diệp Thành nhìn thấy sạch. Nhưng bây giờ nghĩ lại, Tô Tâm Nhi lại thấy may mắn, nếu ngày đó không gặp Diệp Thành thì tam thúc tổ của cô sẽ không được cứu, mà vì Diệp Thành bị nhiều cao thủ của nhà họ Dương đuổi rất nên nhà họ Tô mới qua được cơn nguy hiểm. Nghĩ lại những điều này thì Diệp Thành giống như ngôi sao may mắn mà ông trời ban cho nhà họ Tô hơn. Tô Tinh Hà ở bên cạnh nghe đoạn đối thoại kỳ lạ của Diệp Thành và Tô Tâm Nhi thì bất giác gãi đầu khó hiểu. Không biết nếu ông ta biết chuyện của Diệp Thành và Tô Tâm Nhi ngày đó thì có bóp chết Diệp Thành tại. Đây luôn không, Diệp Thành cũng cảm nhận được bầu không khí gượng gạo bèn vội vàng chuyển chủ đề, hắn nói với Tô Tâm Nhi và Tô Tinh Hà, Tô Tiền Bối, Tô Cô Nương, chúng ta hàn huyên sau đi, bây giờ chúng ta cần bàn việc chính đã. Nói đến chuyện chính, Vẻ mặt của Tô Tinh Hà và Tô Tâm Nhi đều trở nên nghiêm nghị, bởi vì chuyện cần bàn tiếp theo đây liên quan đến tương lai của nhà họ Tô, bọn họ tới đây vốn là để đàm phán, cố gắng giành thế có lợi về cho gia tộc. Lầu các bóng chốc chìm trong sự im lặng ngắn ngủi, Diệp Thành cũng không vội, vì nhà họ Tô còn sốt ruột hơn hắn kia. Quả nhiên, một lúc sau Tô Tinh Hà lên tiếng phá vỡ sự im lặng trước, ông ta nhìn Diệp Thành với vẻ nghiêm nghị rồi bảo, nhà họ Tô chúng ta có thể gia nhập vào viêm hoàng, Diệp Thanh mỉm cười nhưng cũng không tỏ vẻ vui mừng ngay, bởi vì hắn biết chắc chắn nhà họ Tô còn có điều kiện, nếu không họ cũng không đồng ý nhanh như vậy. Vậy điều kiện thì sao? Diệp Thanh mỉm cười hỏi. Tô Tinh Hà hít sâu một hơi, giúp nhà họ Tô chúng ta tiêu diệt nhà họ Dương ở Vân Tạng Sơn. Nói đến đây, căn lầu các lại một lần nữa chìm vào khoảng lặng ngắn ngủi. Tô Tinh Hà nói xong thì hồi hộp nhìn Diệp Thanh, ngay cả Tô Tâm Nhi ở bên cạnh cũng tim đập thình thịch liên hồi, vì họ biết tiêu diệt nhà họ Dương không phải chuyện đơn giản. Hoặc có thể nói là điều kiện họ đưa ra quá khó, bởi vì một khi khai chiến, không chỉ nhà họ Dương, nhà họ Tô, Viêm Hoàng, mà ngay cả thị huyết điện và nhiều thế lực bí ẩn khác có lẽ cũng sẽ tham gia. Mối quan hệ trong đó vô cùng phức tạp, rút dây động rừng, tùy tiện khai chiến thì hậu quả rất khó lường. "Tiền bối à, ông làm khó ta quá đó." Diệp Thành nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, ung dung cất lời, "Nhà họ Tô các ông biết rõ thế lực của nhà họ Dương hơn Viêm Hoàng chúng ta chứ. Nếu chỉ một nhà họ Dương thôi thì không thành vấn đề." nhưng chúng ta đều biết một khi khai chiến thì không chỉ nhà họ dương mà có lẽ một nửa thế lực của đại sở đều sẽ tham gia ông cũng biết rõ lợi hại trong chuyện này mà nhưng nhưng đây là giới hạn của nhà họ tô rồi không biết là ai đã cho tô tâm nhi dũng khi nói ra câu này có lẽ cô cũng phải cắn răng để nói vì câu này của cô rất có thể sẽ khiến cuộc đàm phán dừng lại tại đây đã là đàm phán thì sẽ không nói đến chuyện tình cảm đây là vấn đề lập trường lần này tới lượt tô tinh hà căng thẳng họ mang theo sứ mệnh mà tới nếu nói lời nào không hợp khiến cuộc đàm phán chấm dứt Vậy thì tình cảnh mà nhà họ Tô phải đối mặt sẽ càng thêm tồi tệ. Căn lầu các lại trở nên yên tĩnh đến đáng sợ, ngay cả tiếng kim rơi trên đất cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Một lúc lâu sau, Diệp Thành xoay chiếc huyền thương ngọc giới trên ngón tay, ung dung mỉm cười, ta có thể đồng ý với điều kiện của hai người. Mặc dù câu nói này khiến lòng người rất phấn khích, nhưng Tô Tinh Hà và Tô Tâm Nhi lại không vui mừng như trong tưởng tượng, bởi vì họ biết Diệp Thành cũng có điều kiện của mình. Viêm Hoàng có thể giúp nhà họ Tô tiêu diệt nhà họ Dương, nhưng không phải bây giờ sau khi im lặng diệp thành lại nhấc một ngụm trà hai vị cũng biết tình hình hiện tại của viêm hoàng tuy chúng ta đã hợp lại với nhân hoàng nhưng vẫn còn có thiên hoàng địa hoàng huyền hoàng và thị huyết điện như hổ rình mồi nếu hấp tấp khai chiến với nhà họ dương vậy sẽ là tự tìm phiền phức không biết thánh chủ viêm hoàng có thể cho ta một thời hạn không nghe vậy diệp thành giơ ba ngón tay lên ba năm tính từ thời điểm nhà họ tô gia nhập viêm hoàng trong vòng ba năm viêm hoàng chắc chắn sẽ tuân thủ lời hứa phái quân đi tiêu diệt nhà họ dương không biết như vậy đã được chưa được không ngờ lần này tô tinh hà và tô tâm nhi lại đồng ý nhanh hơn hắn nghĩ ngay cả lời nói ra cũng đồng thanh thống nhất vậy chúng ta có thể đi vào vấn đề cụ thể rồi chứ diệp thành cười nhẹ đương nhiên rồi đầu tiên nhà họ tô phải di rời toàn bộ thành viên tới linh sơn của viêm hoàng dù sao thế lực của viêm hoàng vẫn chưa đủ vững chắc nếu nhà họ tô muốn gia nhập viêm hoàng thì ở cùng nhau vẫn hơn như vậy có thể tập hợp lực lượng tốt hơn chờ đến khi chúng ta lớn mạnh rồi quay về rất cũng chưa muộn Thứ hai, nhà họ Tô phải đóng góp tất cả bí thuật thần thông của gia tộc vào tàng thư các của Viêm Hoàng, ngược lại Viêm Hoàng cũng không keo kiệt. Trong tàng thư các cũng có bí pháp của Viêm Hoàng chúng ta, nhà họ Tô cũng có thể xem. Thứ ba, nhà họ Tô gia nhập Viêm Hoàng thì sẽ là thành viên của Viêm Hoàng, đã là thành viên của Viêm Hoàng thì phải tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh của Viêm Hoàng. Là thánh chủ của Viêm Hoàng, ta sẽ đối xử bình đẳng với mọi người, điều này mọi người không cần phải lo lắng. Khi hội trưởng lão được thành lập thì nhà họ Tô cũng có tên trong danh sách. Thứ tư, thứ năm, thứ sáu, diệp thành nói liền một mạch sáu điều những điều nên nói hắn đã nói điều không nên nói hắn cũng nói rồi nói xong diệp thành nhìn về phía tô tâm nhi và tô tinh hà mỉm cười hỏi hai vị có ý kiến gì không nhà họ tô đồng ý với những điều thánh chủ viêm hoàng nói hai người đều cười đáp lại bây giờ không ai muốn đắc tội với nhà họ dương và thị huyết điện để liên minh với nhà họ tô nhưng viêm hoàng lại cho họ hy vọng rất lớn hơn nữa điều kiện đưa ra cũng trong phạm vi họ có thể đáp ứng vậy nên họ vẫn rất có lời trong việc này tiếp theo hai bên lại thảo luận về rất nhiều vấn đề chi tiết, mặc dù ý kiến khác nhau nhưng về cơ bản cũng không ảnh hưởng mấy đến đại cục. Cuộc đàm phán diễn ra rất thành công, khi Tô Tâm Nhi và Tô Tinh Hà rời đi, vẻ mặt của họ đều vui mừng rạng rỡ. Sau khi hai người đi, Diệp Thành mới dây đầu mày bước ra khỏi lầu các, mấy chuyện đàm phán thế này quả thực rất tốn chất xám và ảnh hưởng đến tình cảm, đúng là không phải việc gì hay ho. Có vẻ đàm phán rất thành công nhỉ, Hồng Trần Tuyết nhẹ nhàng bước tới, nhìn Diệp Thành với vẻ hứng thú. Cũng ổn ạ, à, Diệp Thành lắc đầu, sau đó hỏi Hồng Trần Tuyết, ta nhờ tiền bối tìm kiếm thông tin tình báo về hàng nhạc tông đã có chưa vậy? Có thể mất phải vài ngày, Hồng Trần Tuyết lắc đầu, vì lần trước khi huyết điện tấn công ồ ạt, mạng lưới tình báo của nhân hoàng chịu đả kích rất lớn, muốn khôi phục phải chờ một thời gian. Ô ô, ta hiểu rồi, ta có một tin tốt và một tin xấu, người muốn nghe tin nào trước? Nghe vậy, Diệp Thành nhướng mày, quan sát Hồng Trần Tuyết từ trên xuống dưới rồi tặc lưỡi, thánh chủ nhân hoàng của chúng ta học cách tỏ ra huyền bí theo người khác từ khi nào vậy? Không giống tính cách của người. Vậy ngươi có nghe không, Hồng Trần Tuyết hung hăng lườm hắn. Nghe nghe, đương nhiên là nghe rồi, vậy ta nghe tin xấu trước đi, Diệp Thành suy nghĩ một chút rồi đưa ra đáp án. Tin xấu là Huyền Hoàng đã liên minh với Thị Huyết Điện, Hồng Trần Tuyết ung dung nói. Nghe lời này, Diệp Thành chợt cao mày, đây quả thực không phải tin tốt, Huyền Hoàng vốn đã khó đối phó, bây giờ lại liên minh với Thị Huyết Điện, muốn thống nhất viêm hoàng thì sự việc lại càng khó hơn. Xem ra vị sư huynh này của tiền bối đã quyết định chiến đấu với chúng ta đến cùng rồi, Diệp Thành nói, trong mắt còn lóe lên tia lạnh lùng, nhưng cũng chỉ thoáng qua rồi biến mất hắn hỏi hồng trần tuyết bây giờ người nói tin tốt đi tin tốt là thiên tông thế gia đã đồng ý liên minh với viêm hoàng hồng trần tuyết khẽ cười hơn nữa người đưa tin mà viêm hoàng phái đi nói rằng thiên tông thế gia không chỉ đồng ý liên minh nếu đàm phán ổn thỏa thì có thể họ sẽ gia nhập vào viêm hoàng tin tốt này quả thực đã áp đảo được tin xấu kia diệp thành cười sáng lạn thực lực của thiên tông thế gia mạnh hơn nhà họ tô rất nhiều chỉ một mình thiên tông lão tổ sở thương tông thôi cũng đủ để chúng ta lôi kéo bằng mọi giá nếu thiên tông thế gia gia nhập thì viêm hoàng thực sự sẽ như hổ thêm cánh. Đến lúc đó, thiên tông thế gia sẽ phái người tới đàm phán, trông chờ vào người đó, thấy Diệp Thành phấn khích như thế, Hồng Trần Tuyết Thông thả nói một câu rồi xoay người biến mất. Chất tiệt, Diệp Thành không nhịn được mắng một câu, viêm hoàng nhiều người giỏi ăn nói như vậy, tại sao vẫn là ta chứ? Chỉ là không ai đáp lại lời mắng chửi đó của hắn. Hai, Diệp Thành dây mạnh đầu mày, đàm phán với nhà họ tô thôi đã khiến hắn mệt mỏi lắm rồi, huống chi là thiên tông thế gia, Thiên tông thế gia khác nhà họ tô, thế lực của họ mạnh mẽ, cho dù không liên minh với viêm hoàng thì họ cũng chẳng sợ thị huyết điện, nếu hắn nói gì khiến họ phật ý thì có thể chấm dứt cuộc đàm phán bất cứ lúc nào. Nói cách khác, cuộc đàm phán sắp tới này khó khăn hơn nhiều so với cuộc đàm phán với nhà họ tô. Sau khi cáo biệt Hồng Trần Tuyết, Diệp Thành quay về thế giới nhỏ bé trong không gian. Hoàng Đại Sơn không tới, có lẽ do ông ta chưa tìm được những thứ mà Diệp Thành cần. Diệp Thành lại lần nữa lấy đại la thần đỉnh ra, nói thực, đại la thần đỉnh của diệp thành hiện giờ vẫn giống như một cái nồi sắt to kệch vì không có bốn chân và hai tay đình là thứ khó luyện nhất hiện giờ diệp thành mới thật sự hiểu câu nói của thái hư cổ long chỉ xét về hình thù thôi cũng đã rất khó thoát biến rồi điều đó khiến diệp thành phải bất lực lại một lần nữa diệp thành tế gọi ra tiên hỏa và thiên lôi bao quanh đại la thần đỉnh cả hai kết hợp với nhau hết sức hoàn hảo không ngừng tôi luyện đại la thần đỉnh binh khí nghịch thiên như vậy khiến diệp thành vô cùng chú tâm bên trên đại la thần đỉnh là từng đường vân được điêu khắc hết sức tinh xảo đây là cả một quá trình hết sức lâu dài đêm khuya người nhà họ tô đã dọn tới trung gian đích thân tiếp đón đủ thể hiện nể mặt nhà họ tô thế nào và từ đây một phần của linh sơn viêm hoàng lại lần nữa được hợp lực ngưng luyện ra một linh sơn ba ngọn núi sát nhau khí thế dồi dào chỉ tính về trận pháp phòng ngự và trận pháp công kích cũng đã có tới hơn một nghìn. tụ linh trận cũng có tới gần chục nghìn nhìn tổng thể cả ba linh sơn đều được bao quanh bởi lớp mây và sương dày đặc với thần hoa chói lọi trông chẳng khác gì thánh địa giữa trốn nhân gian nhà họ tô rất trọng chữ tín những bí thuật thần thông của gia tộc đều được bỏ họ cống hiến đặt trong tàng thư các của viêm hoàng chỉ cần là những thành viên của viêm hoàng đạt tiêu chuẩn thì có thể vào trong tu luyện đương nhiên viêm hoàng cũng nói lời giữ lời bí thuật thần thông của viêm hoàng trong tàng thư các nhiều vô kể tất cả đều được chia sẻ với nhà họ tô nhưng điều kiện tiên quyết là người tu luyện phải đạt được tiêu chuẩn nhất định của tàng thư các đặt ra hiện giờ trước là nhân hoàng sau là nhà họ tô thế lực của viêm hoàng càng ngày càng lớn mạnh kể cả là thị huyết điện cũng không dám coi khinh đêm tối hoàng đại sơn tới thế giới nhỏ trong không gian Ông tìm đủ rồi sao? Hoàng Đại Sơn vừa đi vào thì Diệp Thành đã nhảy tới bên cạnh ông ta. Đương nhiên rồi, Hoàng Đại Sơn cười xòa, ông ta lấy một cái túi đựng đồ dâng lên, sau đó lau đi mồ hôi nhễ nhại, những thứ mà thánh chủ cần tìm quả là khó, có điều cũng may ta tìm được một ít, thánh chủ dùng tạm nhé, sau này ta sẽ cố gắng tìm thêm nhiều hơn một chút cho thánh chủ. Làm tốt lắm, Diệp Thành cười tươi rói, hắn thật sự rất nóng lòng muốn mở túi đựng đồ ra để nhìn vào bên trong. Đột nhiên đôi mắt hắn sáng lên, những nguyên luyện dùng để luyện chế chú ấn được Hoàng Đại Sơn tìm về rất nhiều, điều khiến hắn phải bất ngờ đó là ba miếng da dây cuộn lại với nhau, chỉ cần nhìn là biết đó chính là đan phương của linh đan, và lại bên trong còn hai viên linh đan. Năm Vân, đây rõ ràng là bảo bối đối với một luyện đan sư như Diệp Thành. Đương lúc Diệp Thành còn đang hân hoan thì cánh cửa mở ra, và lại còn bị người khác đạp ra, nếu nhìn kỹ thì chính là Hồng Trần Tuyết. Người đi vào không biết đường gõ cửa sao, dù sao ta cũng là thánh chủ của viêm hoàng, ta, ê, ê, người lôi ta đi đâu diệp thành còn chưa nói xong thì hồng trần tuyết đã lôi hắn ra ngoài đợi tới khi định hình trở lại thì hắn mới nhận ra bên ngoài còn có trung giang và lão tổ nhà họ tô cùng nhiều kẻ mạnh khác chuyện gì đây diệp thành ngỡ ngàng nửa đêm không ngủ được thánh chủ dẫn chúng ta đi luyện gân cốt đi một người tên là viêm sơn thân hình cường tráng đôi mắt phát sáng nhìn diệp thành những người khác cũng có bộ dạng gần như vậy người nào người nấy xoa tay như định đánh một trận vậy diệp thành nhìn mà ngỡ ngàng thấy vẻ mặt bất ngờ đó của diệp thành trung giang bất giác mỉm cười nhân hoàng vừa truyền tin đến nói phát hiện ra một quảng linh thạch, và lại còn vô cùng to lớn, một nguồn tài nguyên phong phú như vậy không thể không nắm bắt. Cho dù là đi cũng không đến mức phải phô trương vậy chứ. Đó là khu vực nằm trong phạm vi của thế lực huyết linh thế gia, Hồng Trần Tuyết lên tiếng giải thích, gia tộc quy ẩn này có lẽ ngươi đã từng nghe nói tới, toàn bộ người trong gia tộc đều tu luyện một loại bí pháp với tên gọi Cửu Dương Huyết Linh Thuật, bí pháp này vô cùng bá đạo, tu vi tiến giới rất nhanh, còn thực lực của huyết linh thế gia cũng rất mạnh, nếu người nói vậy thì ta hiểu rồi, Diệp Thành tặc lưỡi, đâu phải chúng ta đi lấy mà là đi cướp đó chứ. Có điều, nói tới gia tộc này thì có lẽ người lại biết một đệ tử trong gia tộc bọn họ, Hồng Trần Tuyết nói tiếp. Đệ tử, Diệp Thành xứ người, hắn hỏi lại, là ai chứ? À ta hiểu rồi, huyết linh thánh tử phải không, Diệp Thành gãi tai, ta nói này, chúng ta sát phạt tới cướp linh thạch của người ta như vậy cũng không ổn lắm nhỉ. Nếu như gia tộc khác thì thôi đi nhưng huyết linh thế gia không cướp lại có lỗi với tám đời tổ tông đấy, vẫn là người đàn ông cường tráng kia lên tiếng, nói đến mức bắn cả nước bọt vào mặt Diệp Thành, mồm miệng liên hồi, viêm hoàng chúng ta bị bọn họ ức hiếp không biết bao nhiêu lần, đúng, còn có cả đám chóa má thì huyết điện nữa, hết lần này tới lần khác cướp đồ của chúng ta. Còn có cả chuyện này cơ à, Diệp Thành bất giác nhìn sang Trung Giang. Trung Giang khẽ gật đầu, năm xưa khi viêm hoàng phân chia, thế lực cầm đầu là thị huyết điện cướp bóc của chúng ta nhiều lần, ngoài thị huyết điện ra thì huyết linh thế ra là gia tộc tàn ác thứ hai, bọn chúng từng hống hách đánh từng phân điện của viêm hoàng, khi viêm hoàng ở thế yếu bọn chúng tới tận nơi ức hiếp chúng ta do vậy viêm hoàng chúng ta mới tổn thất không biết bao nhiêu tài sản nếu tiền bối nói vậy thì người làm thánh chủ như ta không thể không cảm thấy bất bình diệp thành mặt mày phẫn nộ hắn sắn tay áo rít lên mở kiếp bọn phá đám thánh chủ ta đây phải đến càn quét địa bàn của các người nói rồi diệp thành lập tức nhảy vào hư không phải lại còn tự giác khoác lên mình một tấm hắc bào Phía sau, nhóm người phía trung gian lần lượt đi theo, bọn họ thấy gọi ra bí pháp che đi khuôn mặt thật của mình rồi mới giống Diệp Thành khoác lên mình tấm hắc bào mới. Cả nhóm người ăn mặc như vậy vào nửa đêm nhất định không phải là đi làm chuyện gì tốt đẹp cho cam, phải lại trong thủ pháp còn hết sức thuần thục, chỉ cần nhìn là biết không thiếu kinh nghiệm trộm cắp rồi. Thế rồi nửa đêm, cả nhóm người không ngủ tiến vào truyền tống trận, ba tu sĩ ở cảnh giới truyền thiên, 20 tu sĩ cảnh giới không minh tầng thứ 9, hơn 40 tu sĩ cảnh giới không minh tầng thứ 8, thêm một nhân tố chưa xác định là Diệp Thành cứ thế sát phạt về Tây Lăng hướng tới huyền châu phồn hoa vi quạng linh thạch kia nằm ở đây và nơi này cũng chính là địa bàn của huyết linh thế gia